Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 641, sợ hãi. Okamoto Kazushi căn bản không có cách gì ngừng phiến bạt tai động tác, hai bên đôi má rất nhanh bị phiến tượng cái đầu heo ba tự đắc, trong đầu ông tác hưởng, liền phương hướng đều phân không rõ lắm. Dựa vào, cái này đảo quốc bộ đội đặc chủng làm cái gì máy bay? Chẳng lẽ hắn thật có tự ngược khuynh hướng sao? Thiệt thòi hắn mới vừa rồi còn biểu hiện ra một bộ cao thủ diễn xuất tới, nguyên lai chỉ là một tự ngược cuồng mà thôi. Nhìn cái này đảo quốc bộ đội đặc chủng tự xem bản thân bạt tai, thật con mẹ nó hăng hái, xem ra cuộc tranh tài này Diệp Thiếu tất thắng không thể nghi ngờ. Minh Vương tổ thành viên mới thính phòng trong, bọn họ khi nhìn đến Okamoto Kazushi cái này loại vai hề hành vi sau, một lần nữa sôi nổi nghị luận. Thính phòng vị trí đầu não địa phương. Lúc này Hoa Hạ quốc cao tầng mỗi cái đều vui vẻ ra mặt, nhìn trên lôi đài dùng sức quạt bản thân bạt tai Okamoto Kazushi, Dự Phong Niên vừa cười vừa nói, Yoshida tiên sinh, chúng ta chẳng lẽ là tới nhìn vai hề biểu diễn sao? Yoshida Masao trong cơn giận dữ từ trên ghế đứng lên, quát dẹp đường, bát giác, Okamoto, người cấp ta lập tức dừng tay, người tướng đế quốc chúng ta mặt đều vứt sạch, cấp ta lập tức lăn xuống tới. Đứng tại Yoshida Masao sau lưng Nagase Yoshikazu, hắn chân mày hơi nhíu lên, ánh mắt không nháy một cái nhìn chăm chú vào trên lôi đài giả vờ ngây ngốc Diệp Thần Phong, hắn tổng cảm giác Okamoto Kazushi đột nhiên tượng chúng ta, rất có thể là cùng Diệp Thần Phong có quan hệ. Đứng tại trên lôi đài liên tục quạt bản thân bạt tai Okamoto Kazushi, tại Yoshida Masao cái này thanh gầm lên sau đó, hắn quả nhiên đình chỉ động tác. Từng viên một hàm răng không ngừng từ trong miệng phun ra, muốn nói. Thế nhưng liền một chữ cũng nói không rõ lắm. Yoshida Masao khi nhìn đến Okamoto Kazushi ngừng động tác sau, sắc mặt của hắn tài thoáng hỏa hoãn một ít. Vừa định muốn tái giáo huấn hai câu Okamoto Kazushi, chỉ thấy Okamoto Kazushi một lần nữa thất khống. Okamoto Kazushi cánh tay cứng ngắc trước đem trên người mình y phục toàn bộ cấp xé kéo xuống, sau đó lại đem quần cũng toàn bộ xé kéo xuống, toàn thân cao thấp liền giống nhau che đậy vật cũng không có, có thể dùng tới quan khán lần này bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu sĩ quan nữ quân nhân ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, khẩu trung sôi nổi mắng, đảo quốc người quá không biết xấu hổ. Diệp Thần Phong lợi dụng phóng ra ngoài xuất thân thể linh hồn lực, dính dấp Okamoto Kazushi tứ chi. Có thể dùng Okamoto Kazushi tứ chi cứng ngắc vũ động lên, tại cái khác người xem ra. Dường như cái này Okamoto Kazushi là tại vui vẻ khiêu vũ thông thường, dù sao hắn đem mình đánh thành một cái đầu heo ba, cũng thấy không rõ lắm trên mặt hắn biểu tình. Diệp Thần Phong chỉ là đã khống chế Okamoto Kazushi tứ chi, đầu óc của hắn vẫn là vô cùng thanh tỉnh, trong lòng thật có loại muốn khóc giống xung động. Từ vừa mới bắt đầu còn không có đi lên lôi đài, thân thể hắn tự một lần lại một lần không bị khống chế, cho nên hắn một lần lại một lần xấu mặt. Cổ họng trong không ngừng phát sinh mơ hồ không rõ ngô ngô thanh. Diệp Thần Phong chịu đựng trong lòng tiêu ý, ra vẻ tức giận nói, người cái không biết cảm thấy thẹn đảo quốc bại hoại, người cổ họng trong lại vẫn hưng phấn hoan hô. Lẽ nào các người đảo quốc người chính là cái này loại tố chất sao? Xem ra ngươi không chỉ có tự ngược khuynh hướng, đâu còn có đặc biệt vấn đề nghiêm trọng, thật không hiểu nổi loại người như ngươi là thế nào lên làm đảo quốc bộ đội đặc chủng. Xem ra các người đảo quốc bộ đội đặc chủng thực sự không được tốt lắm, thậm chí ngay cả người ngu ngốc đều có thể đủ lên làm bộ đội đặc chủng. Okamoto Kazushi nghe được Diệp Thần Phong lời nói này sau, thân thể trong một trận huyết khí dâng lên, phốc. Một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp từ Okamoto Kazushi trong miệng phun ra, hắn là thật cũng bị tươi sống tức chết rồi. Ngồi ở thính phòng vị trí đầu não Dư Phong Niên, mặt thượng phải bày ra một bộ tức giận dáng dấp. Có thể hắn trong lòng thật sự là nhìn không được muốn cất tiếng cười to, ho hai tiếng, điều tiết thoáng cái tâm tình, nói rằng, Yoshida tiên sinh, các ngươi đảo quốc bộ đội đặc chủng lẽ nào tự cái này loại tố chất sao? Ngươi còn dự định nhường trên lôi đài cuộc nháo kịch này tiếp tục nữa? Vù vù, vù vù, vù vù, vù vù, vù vù. Yoshida Masao khẩu trung khí tức ồ ồ không gì sánh được, mệnh lệnh sau lưng Nagase Yoshikazu. Quát dẹp đường, Nagase, người cấp ta đem Okamoto mất mặt xấu hổ hỗn đản mang xuống lôi đài tới, không cần nhường hắn lại ném đế quốc chúng ta mặt. Nagase Yoshikazu lên tiếng sau đó,
liền hướng tới trên lôi đài đi, vừa đi, một mặt lưu ý Diệp Thần Phong, tại hắn đi đến Okamoto Kazushi bên cạnh thời gian, hắn đều không có cảm giác được bất luận cái gì dị thường, trong lòng suy nghĩ đạo, lẽ nào Okamoto thất thường cùng cái này Hoa Hạ quốc tiểu tử không có vấn đề gì. Giữa lúc Nagase Yoshikazu suy nghĩ chi tế, Diệp Thần Phong tay phải trong lòng bàn tay mịt mờ bắn ra một cây ngân châm, chuẩn xác không gì sánh được đâm vào Okamoto Kazushi bụng một cái huyệt vị thượng, cái huyệt vị này có thông khí lợi tiện công hiệu. Tại tướng ngân châm bí ẩn xuyên qua Okamoto Kazushi huyệt vị trong sau, Diệp Thần Phong lợi dụng linh hồn lực khống chế được Okamoto Kazushi thân thể, có thể dùng Okamoto Kazushi trần chuồng mông nhắm ngay một bên Nagase Yoshikazu. Bất, 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 vang dội thí thanh từ Okamoto Kazushi mông trong truyền ra, tiếp theo, vô số ổ uế vật trực tiếp phun tại Nagase Yoshikazu trên quần, Nagase Yoshikazu căn bản không có nghĩ đến Okamoto Kazushi hội đột nhiên gian tới như thế một ra, trong lỗ mũi không ngừng truyền vào buồn nôn mùi hôi thối, hắn là có một ít thích sạch sẽ ưa thích sạch sẽ. Song quyền chăm chú nắm thành quyền đầu, hắn đang không ngừng áp chế trong lòng sắp bạo phát phẫn nộ. Tại Nagase Yoshikazu đem hết toàn lực áp chế tức giận thời gian, lại một cây ngân châm từ Diệp Thần Phong tay phải bàn tay chung mịt mở phi bắn đi ra ngoài, đâm vào Okamoto Kazushi bụng một huyệt vị khác chung. Tại ngân châm đâm vào sau, chỉ thấy Okamoto Kazushi nửa người dưới đồ chơi kia, bỗng nhiên trong lúc đó không có dấu hiệu nào đứng thẳng lên. Tại Diệp Thần Phong linh hồn lực dưới sự khống chế, Okamoto Kazushi mặt đối mặt trong giây lát ôm lấy, đang đứng ở bạo phát trạng thái Nagase Yoshikazu. Nagase Yoshikazu bị Okamoto Kazushi bế vừa vặn, cảm giác được hắn đúng quần chỗ bị Okamoto Kazushi nửa người dưới đồ chơi kia cấp chĩa vào, trong lòng tức khắc bị một cổ buồn nôn cùng chán ghét cấp bọc lại, phải biết rằng hắn thế nhưng một cái không có bất cứ vấn đề gì nam nhân. Nếu như vậy hắn còn không sản sinh buồn nôn cùng chán ghét lời nói, chỉ có thể nói rõ là hắn đồng tính luyến ái sơn. Nagase Yoshikazu trên trán nổi gân xanh, hắn là lại cũng không thể chịu đựng được, tránh ra khỏi Okamoto Kazushi ôm ấp sau, trực tiếp một chưởng vỗ tại Okamoto Kazushi trên đầu, Okamoto Kazushi trên ót chảy ra rất nhiều đạo máu tươi, hai con ngươi trừng to đại, mười phần một bộ chết không nhắm mắt biểu tình. Cái này là Okamoto đảo quốc bộ đội đặc chủng quả thực chính là một cái kẻ ngu si a. Tại trên lôi đài một hồi đại tiện, một hồi nửa người dưới đồ chơi kia lại đứng thẳng lên, nhìn ta thực sự là khởi một thân nổi da gà. Ai nói không phải ni, nếu ta nói đảo quốc nam nhân chính là không biết xấu hổ, so với chúng ta Hoa Hạ quốc nam nhân ra mặt dày vài nghìn lần cũng không dứt. Thính phòng trong truyền ra liên tiếp tiếng nghị luận. Toàn bộ đều là khinh bỉ Okamoto Kazushi ngôn ngữ. Thính phòng vị trí đầu não địa phương, Dư Phong Niên lạnh giọng quát dẹp đường, Yoshida tiên sinh, quốc gia các ngươi cái này vị đảo quốc bộ đội đặc chủng thật sự là hơi quá đáng, các ngươi xác định là tới tham gia cùng chúng ta Hoa Hạ quốc bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu. Yoshida Masao bị hỏi á khẩu không trả lời được, hắn hiện tại hận không thể tướng Okamoto Kazushi cấp ăn sống nuốt tươi. Có thể theo người ở chỗ này dần dần tỉnh táo lại, bọn họ nghĩ đến vừa mới bắt đầu Okamoto Kazushi biểu hiện đặc biệt bình thường, với lại Okamoto Kazushi thế nhưng có thể tại trên mặt đất lưu hạ một đám dấu chân thật sâu, có như thế thực lực người làm sao sẽ biến thành một cái vai hề. Có vẻ như Okamoto Kazushi thực lực muốn so Fujikawa Hiroshi mạnh hơn thật nhiều lần đi. Cuối cùng, binh vương tổ thành viên mới, binh vương tổ lão thành viên, Hoa Hạ quốc một đám cao tầng, cùng với ở đây sở hữu Hoa Hạ quốc trong bộ đội nhân hòa Yoshida Masao, ánh mắt của bọn họ sôi nổi tập trung đến, đứng tại lôi đài ngay chính giữa Diệp Thần Phong trên người. Nghĩ khởi vừa rồi Diệp Thần Phong đưa ra không cần hai tay hai chân, bọn họ tự càng khẳng định đây hết thảy nên là Diệp Thần Phong gây nên, nhất định là Diệp Thần Phong gây nên, Diệp Thần Phong là như thế nào nhượng Okamoto Kazushi thất khống biến thành một cái kẻ ngu si. Nghĩ khởi những, này, mọi người phía sau đều bốc lên ra mồ hôi lạnh, đương nhiên phong vệ đội người đã sớm là biết Diệp Thần Phong cường hãn. Ngoại trừ phong vệ đội thành viên bên ngoài, bao quát Diệp Trấn Hồng cùng Võ An Quốc, trên mặt bọn họ cũng tràn đầy khiếp sợ, dù sao hai vị này lão gia tử cũng chưa từng thấy qua Diệp Thần Phong thực lực chân chính. Cái gì tài gọi sợ hãi? Đối mặt với người không biết lực lượng thời gian, cái loại cảm giác này đã bảo làm sợ hãi.
Lúc này, ở đây đại bộ phận nhân tâm trung bị sợ hãi cấp bọc lại, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng tôn kính, nguyên bản ầm ĩ tràng diện, đột nhiên, không có người nào trước đó thông chi, mọi người không hẹn mà cùng yên tĩnh lại. Chương 642, Dương Danh. Ấm áp mặt trời treo ở trên trời, xua tan vài phần vào đông trong thấu xương lạnh giá. Minh Vương căn cứ thao luyện trường thượng, Okamoto Kazushi thi thể nằm tại trên lôi đài, Nagase Yoshikazu hai con ngươi cảnh giác nhìn chằm chằm cách đó không xa Diệp Thần Phong. Hắn cũng không phải là kẻ ngu si, lúc này, hắn hầu như có thể xác định Okamoto Kazushi đột nhiên gian thất khống, cái này hoàn toàn là Diệp Thần Phong đang làm trò quỷ. Thế nhưng Diệp Thần Phong từ đầu đến cuối đều không có bước ra qua bất luận cái gì một bước, điều này làm cho thời gian qua không ai bì nổi Nagase Yoshikazu trong lòng hoàn toàn run rẩy. Đối mặt loại đáng sợ này không biết lực lượng, hắn mồ hôi lạnh trên trán như hạt đậu như lăn lăn xuống. Nagase Yoshikazu là trong ba người thực lực cường hãn nhất một người, lần này Yoshida Masao mang theo bọn họ tới tham gia cùng Hoa Hạ Quốc bộ đội đặc chủng cấp giao lưu thi đấu, mục đích đặc biệt đơn giản. Vì chính là muốn nhục nhã Hoa Hạ Quốc, nhưng cuối cùng không có nhục nhã đến Hoa Hạ Quốc bộ đội đặc chủng, bọn họ trái lại bị Hoa Hạ Quốc làm nhục, khẩu khí này nghẹn được Nagase Yoshikazu sắc mặt càng đỏ lên, hai chỉ nắm tay trong nắm chi lạc. Chi lạc rung động, Fujikawa Hiroshi trực tiếp bị Diệp Thần Phong cấp một cước đá chết, Okamoto Kazushi có thể nói là gián tiếp tử tại Diệp Thần Phong tay thượng, ngồi ở Hoa Hạ Quốc một đám cao tầng bên cạnh Yoshida Masao. Hắn từ sợ hãi cực độ cùng tức giận tỉnh lại, hắn đảo không tin Diệp Thần Phong dám ở công chúng trường hợp hạ động thủ với hắn, vì vậy liền quát lớn, Hoa Hạ Quốc tiểu tử, ngươi vừa rồi đúng Okamoto dùng cái gì tà thuật. Chuyện lần này ta yêu cầu Hoa Hạ Quốc cho chúng ta đảo quốc một cái hài lòng bàn giao. Dư thủ trưởng, ta muốn đem tiểu tử này mang về đảo quốc đi, ta nghĩ ngươi sẽ không có ý kiến đi. Yoshida Masao lại nhìn Dư Phong Niên lạnh giọng hỏi. Dư Phong Niên làm Hoa Hạ Quốc số một thủ trưởng, bây giờ lại thấy được Diệp Thần Phong kinh khủng như vậy không biết lực lượng. Tượng Diệp Thần Phong như vậy tuyệt thế nhân tài, Hoa Hạ Quốc nên nếu không thích bất cứ giá nào đi bảo hộ mới đúng. Trước hắn đã cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó có mâu thuẫn tồn tại, hiện tại hắn phải muốn nhượng Diệp Thần Phong trong lòng tiêu trừ đối với hắn không vừa lòng, vừa vặn kể từ bây giờ có thể cải biến hắn tại Diệp Thần Phong trong lòng hình tượng. Yoshida tiên sinh, người có chứng cứ gì chứng minh mới vừa rồi là Thần Phong đang sử dụng tà thuật? Nếu như trong tay ngươi không có chứng cứ xác thực, như vậy ngươi đây là vu hãm cùng phỉ báng, ta đem Yoshida tiên sinh cho rằng là chúng ta Hoa Hạ Quốc khách nhân, Yoshida tiên sinh ngươi chẳng lẽ không nên tự trọng một ít sao? Lẽ nào cần phải muốn nhượng chúng ta xé rách cuối cùng một tầng da mặt? Dư Phong Niên ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, Yoshida Masao gặp Dư Phong Niên thái độ như vậy cường ngạnh, chỉ có thể lần thứ hai đưa ánh mắt chuyển rời đến. Đứng tại lôi đài ngay chính giữa Diệp Thần Phong trên người, quát dẹp đường, Hoa Hạ Quốc tiểu tử, nếu như ngươi nguyện ý ngoan ngoãn cùng ta hồi một chuyến đảo quốc, như vậy ta có thể đúng sự tình hôm nay chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không ngươi một ngày nào đó sẽ hối hận. Yoshida Masao ngoại trừ đúng Diệp Thần Phong sợ hãi bên ngoài, hắn còn đúng Diệp Thần Phong trên người cổ không biết lực lượng thật tò mò. Nếu như bọn họ đảo quốc có thể biết cổ lực lượng này nơi phát ra. Đồng thời những đảo quốc bộ đội đặc chủng toàn bộ có cổ lực lượng này, như vậy bọn họ đảo quốc thế tất hội xưng bá toàn thế giới. Yoshida Masao, ngươi cho là nơi này là các ngươi đảo quốc sao? Chúng ta Hoa Hạ Quốc không phải ngươi ngang ngược địa phương. Diệp Thần Phong ra ra Diệp Trấn Hồng mặt âm trầm, không chút khách khí phẫn nộ quát. Đứng tại trên lôi đài hai tay sáp tại trong túi quần Diệp Thần Phong. Khóe miệng há miệng khai một vòng dáng tươi cười, ngón tay chỉ vào phong vệ đội nơi thính phòng trong. Nói rằng, người ở đó tùy các ngươi chọn, chúng ta lại tỉ thí cuối cùng một hồi, nếu như các ngươi thắng, như vậy ta tự với các ngươi đi một chuyến đảo quốc, thế nhưng. Nếu như các ngươi thua, như vậy các ngươi phải muốn quỷ ly khai binh vương căn cứ. Thế nào, có dám hay không tiếp thu, cái này còn dư lại một tên sau cùng các ngươi đảo quốc bộ đội đặc chủng. Cứ ta cảm giác nên là ba người chung thực lực mạnh nhất một vị, nếu như không dám nhận chịu lời nói, tự cấp ta sớm làm cút ra khỏi Hoa Hạ Quốc. Nghe vậy, Yoshida Masao cùng Nagase Yoshikazu ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía phong vệ đội địa phương, phong vệ đội thành viên tịnh không có tướng thể nội khí thế tăng lên,
cho nên tại Nagase Yoshikazu cảm ứng được, phòng vệ đội thành viên muốn so với hắn yếu hơn không ít. Toán, hôm nay bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu tựu đến nơi đây đi. Đỡ phải các ngươi lại phẩm thường thất bại tư vị, Diệp Thần Phong đây là đang lạt mềm buộc chặt, trực tiếp hướng phía dưới lôi đài đi. Nagase Yoshikazu gặp Diệp Thần Phong gấp như vậy đi xuống lôi đài, hắn thầm nghĩ, lẽ nào cái này Hoa Hạ Quốc thanh niên là đang lo lắng cái gì? Phỏng chừng hắn vừa rồi lời nói này cũng chỉ là tại hù dọa một chút chúng ta, muốn nhượng chúng ta càng mất mặt. Lại nói, Hoa Hạ Quốc hội có nhiều cao thủ như vậy sao? Còn nhượng ta tại một nhóm kia trong đám người tùy tiện chọn đối chiến nhân viên, ta hẳn không có lý do thất bại, lần này chúng ta đảo quốc mặt ném quá lớn, phải cần nhờ ta tới vãn hồi một ít thể diện. Nagase Yoshikazu hướng Yoshida Masao điểm gật đầu, sau đó đúng Diệp Thần Phong nói rằng, Hoa Hạ Quốc tiểu tử, là không là người ở đó tùy tiện ta chọn. Diệp Thần Phong mặt thượng cố ý lộ ra vài mặt thần sắc kinh hoàng, nói rằng, ta vừa rồi chỉ là đùa giỡn một chút, các ngươi còn tưởng thật. Yoshida Masao cùng Nagase Yoshikazu nhìn đến Diệp Thần Phong mặt thượng vẻ kinh hoàng sau, bọn họ hai cái trong lòng tự càng khẳng định. Diệp Thần Phong vừa rồi 8-9 phần 10 là đang hù dọa bọn họ. Yoshida Masao đúng Dư Phong Niên nói rằng, các người Hoa Hạ Quốc không phải nói nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy sao. Hôm nay là chúng ta hai nước trong lúc đó bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu, như vậy chúng ta lại so cuối cùng một hồi, Nagase thế nhưng trong ba người thực lực cường hãn nhất một cái, ta nghĩ Dư thủ trưởng ngươi cũng muốn kiến thức một chút Nagase thực lực đi. Dư Phong Niên biết phòng vệ đội thành viên thực lực phổ biến muốn so binh vương tổ cao, từ vừa rồi Diệp Thần Phong đưa ra không cần hai tay hai chân, còn đem Okamoto Kazushi cấp ngược tử, hắn dần dần mò lấy Diệp Thần Phong tính tình, hắn suy đoán nhất định là Diệp Thần Phong lại muốn âm đảo quốc quy con trai. Vì vậy, Dư Phong Niên nhìn trên lôi đài Diệp Thần Phong, hỏi, Thần Phong, các người có muốn hay không tiến hành cuối cùng một hồi bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu? Diệp Thần Phong sắc mặt luôn mãi do dự mà, một lát sau, nói rằng, nếu lời nói là ta nói ra, như vậy chúng ta tự tỉ thí cuối cùng một hồi bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu, ngươi có thể đi lựa chọn đối thủ. Nhìn đến Diệp Thần Phong cắn răng gian khổ dáng dấp, Nagase Yoshikazu đột nhiên gian có loại hãnh diện cảm giác, đi nhanh hướng phòng vệ đội nơi thính phòng đi tới, cẩn thận cảm ứng phòng vệ đội thành viên mạnh yếu. Phòng vệ đội thành viên nhìn đến trước mặt Nagase Yoshikazu chăm chú dáng dấp, bọn họ thiếu chút nữa nổ bật cười, bọn họ rõ ràng cái này là Diệp Thiếu lại đang đùa bỡn đảo quốc quy tôn tử. Cuối cùng Nagase Yoshikazu ánh mắt như ngừng lại một gã thân thể tương đối gầy yếu phòng vệ đội thành viên trên người, hắn là trước kia binh vương tổ trung thực lực ở vào hạ du thành viên, bởi thân thể tương đối gầy, người khác cho hắn lấy một cái con chuột biệt hiệu. Bây giờ thực lực của hắn ở vào thiên giai hạ phẩm trình tự, phải giải quyết trước mặt Nagase Yoshikazu không có bao lớn vấn đề. Ta tự chọn ngươi, làm đối thủ của ta. Nagase Yoshikazu ngón tay chỉ vào con chuột nói rằng. Con chuột từ thính phòng trong đi ra, theo Nagase Yoshikazu đi lên lôi đài, đứng tại dưới lôi đài Diệp Thần Phong, hỏi, ngươi có muốn hay không đổi một người? Ngươi chớ nhìn hắn thân thể gầy yếu, ngươi có thể không phải là đối thủ của hắn. Nagase Yoshikazu mặt thượng lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, hình như là đang nói người nghĩ rằng ta là ngu ngốc sao. Xoay xoay cái cổ, nói rằng, ta sẽ chọn hắn làm đối thủ của ta, vừa rồi ngươi thế nhưng đem lời nói rất rõ ràng, một nhóm kia trong đám người có thể nhậm ta chọn lựa. Tại con chuột theo Nagase Yoshikazu bước trên phía sau lôi đài, phòng vệ đội thính phòng trong, tức khắc nghị luận ầm ĩ lên. Lúc này con chuột muốn đại làm náo động. Cái này đảo quốc quy tôn tử thế nào tự không chọn ta ni? Diệp Đông Kiện vẻ mặt buồn khổ nói rằng. Cái này đảo quốc quy tôn tử cũng thật là bi thúc, bị Thần Phong âm hắn đảo còn thẳng lạc ha, chúng ta phong vệ đội bất cứ người nào đều có thể đủ nhẹ nhõm giải quyết hắn. Võ Khôn Minh vừa cười vừa nói. Ta xem dùng con chuột thiên giai hạ phẩm thực lực, năm chiêu chi nội khẳng định có thể giải quyết cái này đảo quốc quy tôn tử. Tần Nghị phân tích nói. Binh vương tổ thành viên mới thính phòng trong. Nơi đó một nhóm người nên là Diệp Thiếu thuộc hạ đi. Diệp Thiếu thực lực cường hãn là không thể nghi ngờ, thế nhưng hắn thuộc hạ người được không? Phải biết rằng cái này một tên sau cùng đảo quốc bộ đội đặc chủng là lợi hại nhất. Đúng vậy,
Diệp thiếu thuộc hạ cái này vóc người tưởng con chuột tự đắc, ta cuối cùng cảm giác không thế nào tín nhiệm, cũng không biết Diệp thiếu là nghĩ như thế nào. Hay là hắn vừa rồi thật chỉ là tùy tiện vừa nói, đã bị đảo quốc người bắt được chỗ trống, nếu quả như thật là như vậy lời nói, như vậy cuộc tranh tài này chúng ta có thể phải thua. Ở chung quanh thính phòng trong nghị luận sôi nổi chi tế, trên lôi đài tài phán đã tuyên bố thi đấu bắt đầu rồi. Tại tài phán hô hạ thi đấu bắt đầu trong nháy mắt, Diệp Thần Phong mặt thượng kinh hoàng biến mất không thấy, thay vào đó là một vòng nụ cười lạnh như băng, đúng trên lôi đài con chuột, nói rằng, trong vòng 3 chiêu cấp ta giải quyết hắn, ngươi có thể không thể đủ làm được. Diệp thiếu, con chuột ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nếu Diệp thiếu đều lên tiếng, như vậy con chuột trước tiên tướng thiên giai hạ phẩm thực lực tăng lên, hắn khí thế trên người trong giây lát tăng vọt. Đối mặt một lãng kéo tới cảm giác áp bách, Nagase Yoshikazu khí tức biến được hỗn loạn, hắn hiện tại mới hiểu được qua đây, lúc này hắn là lại bị lừa, vừa rồi Diệp Thần Phong biểu hiện ra hết thảy đều là trang. Nhưng là bây giờ minh bạch qua đây đã là quá muộn. Con chuột sử xuất huyền thiên bộ pháp. Một bước bước ra, xúc địa thành thốn. Thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Nagase Yoshikazu trước mặt. Tại Nagase Yoshikazu không có phản ứng kịp lúc, hắn liền một quyền đánh vào đối phương ngực. Răng rác, răng rác, răng rác. Tinh mịn tiếng xương vỡ vụn từ Nagase Yoshikazu ngực truyền ra, con chuột tịnh không có lúc đó ngừng tay, thân ảnh xuất hiện ở Nagase Yoshikazu phía sau, lại một quyền đánh vào Nagase Yoshikazu lưng cốt thượng. Răng rác, răng rác, răng rác. Tinh mịn tiếng xương vỡ vụn lần nữa vang lên. Nagase Yoshikazu cả điều lưng cốt đều vỡ vụn, thân thể hướng xuống đất thượng ngã xuống, phỏng chừng nửa đời sau chỉ có thể làm một cái người thực vật. Nhanh chóng hai chiêu, con chuột đã đem Nagase Yoshikazu giải quyết. Con chuột nhìn nằm trên mặt đất bất tỉnh đi Nagase Yoshikazu, hướng về phía xanh thẳm sắc bầu trời, giống to, Diệp thiếu muôn năm, Diệp thiếu muôn năm, phòng vệ đội muôn năm, phòng vệ đội muôn năm. Thanh âm của con chuột vang vọng phía chân trời. Ngày này, phòng vệ đội bởi vì Diệp Thần Phong cùng con chuột cường hãn biểu hiện mà dương danh. Từ đó, Diệp Thần Phong sáng lập phòng vệ đội cũng chính thức xông vào cái khác tầm mắt của người chung. Chương 643, thưởng tay. Theo con chuột tại trên lôi đài ngửa mặt lên trời hò hét. Phòng vệ đội thành viên nơi thính phòng trong, bọn họ tâm tình cũng bị con chuột cấp mang động, nếu như không có Diệp Thần Phong. Thực lực của bọn họ có thể biến được như thế cường hãn sao? Bây giờ bọn họ bởi vì là Diệp thiếu thuộc hạ người mà tự hào, bởi vì là phong vệ đội thành viên mà tự hào, phong vệ đội đối với bọn hắn mà nói, càng tới càng có một loại ra lòng trung thành. Phong vệ đội thành viên một đám tướng thể nội khí thế điều động lên, trong khoảnh khắc, một cổ lại một cổ cường hãn năng lượng ba động phóng lên cao, có thể dùng chu vi cái khác thính phòng trong người đều nhanh muốn không thở nổi. Bọn họ còn không có từ con chuột hai chiêu giải quyết rồi Nagase Yoshikazu trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại ni. Lần thứ hai hai con người khiếp sợ và hoảng sợ trừng mắt phong vệ đội nơi vị trí. Diệp thiếu muôn năm, Diệp thiếu muôn năm, Diệp thiếu muôn năm, Diệp thiếu muôn năm, Diệp thiếu muôn năm. Phong vệ đội muôn năm, 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 phong vệ đội muôn năm. Phong vệ đội thành viên sôi nổi hô khởi do con chuột lãnh đạo lên khẩu hiệu, cái này cường hãn thanh âm dường như muốn tướng trời cao đều bị phá vỡ thông thường. Phong vệ đội thính phòng trong Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh, bọn họ hai cái làm Diệp Thần Phong trưởng bối, nhìn đến Diệp Thần Phong có nhất bang trung thành như vậy chính là thủ hạ, bọn họ hai cái là mặc cảm, bọn họ hai cái biết Diệp Thần Phong dũng mãnh nhân sinh là không có người nào có thể phục chế được. Lão đại chính là Ngưu Bức A. Hắn thủ hạ người đều có thể đủ tùy tiện đánh thắng đảo quốc lợi hại nhất bộ đội đặc chủng. Phải biết rằng liền binh vương tổ thống soái cũng không phải đảo quốc đặc chủng đối thủ. Binh vương tổ thành viên mới thính phòng trong, Chu Bình nghe phong vệ đội tiếng reo hò. Hắn thân thể trong huyết đã ở sôi trào. Nghĩ ban đầu ở thiên hải phi dược bộ đội thời gian, chúng ta tự nên theo lão đại. Phỏng chừng thực lực bây giờ cũng có thể siêu việt binh vương tổ thống soái. Thực sự là bỏ lỡ một lần cơ hội trở thành cường giả a. Lục Thiên hối hận nói. Chúng ta từ hôm nay trở đi theo lão đại cũng còn không muộn, một ngày nào đó chúng ta cũng có thể trở thành cường giả chân chính. Cổ Nhạc tự tin nói rằng. Chu Bình, Lục Thiên, Cổ Nhạc,
ta thương lượng với các ngươi chuyện này được không? Các ngươi giúp ta hỏi một chút Diệp thiếu, hắn phong vệ đội còn có cần hay không thành viên mới? Ta nguyện ý rời khỏi binh vương tổ gia nhập phong vệ đội. Đúng vậy, ta cũng nguyện ý rời khỏi binh vương tổ, ta hiện tại mới phát hiện Diệp thiếu mới là đáng giá đi theo người A. Ta cũng thật hy vọng có Diệp thiếu như vậy là phong lão đại. Binh vương tổ thành viên mới sôi nổi lấy lòng nói rằng, bọn họ là hoàn toàn bị Diệp thần phong cấp thuyết phục, Diệp thần phong tại bọn họ hình tượng trong lòng cũng càng ngày càng cao đại. Các ngươi cũng muốn gia nhập Diệp thiếu phong vệ đội, như vậy các ngươi cần phải nắm chặt cơ hội lần này. Chúng ta những, này binh vương tổ lão thành viên từ trước đã bỏ qua một lần cơ hội, lần này trăm triệu không thể đủ bỏ lỡ. Một gã binh vương tổ lão thành viên đi ngang qua thành viên mới thính phòng thời gian, vừa vặn nghe được đối thoại của bọn họ. Các ngươi những, này binh vương tổ lão thành viên cũng muốn rời khỏi binh vương tổ gia nhập phong vệ đội. Chu Bình nghi ngờ hỏi. Vì vậy cái này tên binh vương tổ lão thành viên tướng Diệp thần phong cùng phong vệ đội sự tình nói đơn giản một lần, những. Này binh vương tổ thành viên mới lúc nghe vừa rồi trên lôi đài đánh bại Nagase Yoshikazu người, nguyên bản thực lực chỉ ở vào binh vương tổ trung hạ du, bây giờ đã vượt qua xa binh vương tổ thống soái. Lại mà lại được biết phong vệ đội bây giờ thành viên đại bộ phận là trước kia binh vương tổ trung thành viên, bọn họ theo Diệp thần phong ngắn ngủn một đoạn thời gian. Thực lực đều nhận được chất bay vọt, những, này binh vương tổ thành viên mới tự càng không thể đủ bình tĩnh, bọn họ nghĩ muốn gia nhập phong vệ đội ý niệm trong đầu tự càng ngày càng nồng đậm. Từ trước tại những, này binh vương tổ thành viên mới trong lòng đặc biệt thần thánh binh vương tổ, bây giờ cùng phong vệ đội so lên, đây quả thực là yếu bạo, còn có nguyên bản bọn họ đặc biệt sùng kính binh vương tổ thống soái Triệu Phi. Tại bọn họ hiện tại xem ra Triệu Phi tại Diệp thiếu trước mặt liền cái nhảy nhót vai hề đều so ra kém. Các ngươi hiện tại biết lão đại ta lợi hại đi, vừa rồi các ngươi là thế nào châm chọc khiêu khích? Chu Bình nghe được hắn lão đại nghiêu bê sự kiện sau, tâm tình trong lòng tự càng hưng phấn. Chu ca, Chu ba, ta hô ngươi Chu gia gia, ngươi cũng không nên đem chuyện mới vừa rồi nói cho Diệp thiếu. Mới vừa rồi là chúng ta có mắt không tròng. Chúng ta không phải vẫn cho là binh vương tổ là Hoa Hạ quốc tối cao sức chiến đấu bộ môn mà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp thần phong nhượng đứng tại trên lôi đài con chuột đi xuống. Nhìn thoáng qua nửa chết nửa sống Nagase Yoshikazu, đúng Yoshida Masao nói rằng, xem ra trận này cũng là chúng ta thắng, vậy là ngươi không phải nên muốn thực hiện hứa hẹn. Quỳ ly khai binh vương căn cứ. Yoshida Masao nhìn từng bước hướng thính phòng vị trí đầu não đi tới Diệp thần phong, hắn sắc mặt khó coi quát dẹp đường, Hoa Hạ quốc tiểu tử, các ngươi hơi quá đáng, các ngươi vậy mà. Diệp thần phong trực tiếp cắt đứt Yoshida Masao lời nói rằng, thi đấu bị thương là không thể tránh được, muốn trách cũng chỉ có thể đủ quái các ngươi đảo quốc bộ đội đặc chủng quá yếu. Yoshida Masao thiếu chút nữa bị tức đến ngất đi, Nagase Yoshikazu đều biến thành người thực vật. Cái đó và tử có cái gì khác nhau sao? Lần này hắn đưa Hoa Hạ quốc tới thế nhưng đảo quốc trung đứng đầu bộ đội đặc chủng lại có thể hội toàn quân bị diệt. Điều này làm cho hắn không biết trở lại đảo quốc sau, nên muốn thế nào thông báo. Tốt, thần phong, Yoshida tiên sinh dù sao là khách nhân của chúng ta, như vậy chúng ta để hắn đi ra binh vương căn cứ đi. Dư Phong Niên mở miệng nói rằng, hắn làm Hoa Hạ quốc số một thủ trưởng. Muốn lo lắng các phương diện nhân tố, Yoshida Masao dù sao cũng là đảo quốc cao tầng, nếu để cho Yoshida Masao quỳ ly khai binh vương căn cứ lời nói, sợ rằng đúng Hoa Hạ quốc tại quốc tế thượng ảnh hưởng tịnh không thế nào êm tai. Yoshida Masao đã không có mặt lưu lại nữa, giữa lúc hắn muốn vội vàng ly khai binh vương căn cứ thời gian, Diệp thần phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, một cây ngân châm âm thầm đâm vào Yoshida Masao huyệt vị bên trong. Đồng thời lén lút quán chú một chút linh hồn lực tại Yoshida Masao thể nội, ngăn lại Yoshida Masao thể nội nhiều chỗ trọng yếu huyệt vị. Yoshida Masao tối đa chỉ có 2-3 ngày mệnh có thể sống, không sai biệt lắm tại hồi đảo quốc trên phi cơ tự sẽ chết, đến lúc đó đảo quốc cũng không trách được Hoa Hạ quốc trên đầu tới. Diệp thần phong tại làm xong đây hết thảy bí ẩn mờ ám sau, bàn tay từ Yoshida Masao trên vai rời đi. Nói rằng, ngươi không dự định đem bọn ngươi đảo quốc ba gã bộ đội đặc chủng mang về. Yoshida Masao muốn phát hỏa,
nhưng khi nhìn đến Diệp Thần Phong mặt thượng nụ cười lạnh như băng thời gian, hắn thân thể trong hỏa khí trong nháy mắt tắt. Đúng Dư Phong Niên miễn cưỡng cười nói, Dư Thủ trưởng, làm phiền ngươi an bài người tướng cái này ba cái quốc gia chúng ta bộ đội đặc chủng đưa đến ta dừng chân địa phương đi. Ngày hôm nay trận này bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu, đảo quốc là tiền mất tật mang, Dư Phong Niên tâm tình coi như là đúng vậy, thuận miệng nói rằng, Yoshida tiên sinh, lần sau nếu như các người đảo quốc còn muốn cùng chúng ta Hoa Hạ quốc tổ chức bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu, chúng ta Hoa Hạ quốc chắc chắn sẽ không luôn mãi từ chối. Yoshida Masao sắc mặt tái xanh nói rằng, nhất định, Dư Thủ trưởng, ta đi trước. Tại Yoshida Masao ly khai binh vương căn cứ sau, một đám Hoa Hạ quốc cao tầng lập tức thoải mái cười to lên, số một thủ trưởng Dư Phong Niên vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai, nói rằng, Thần Phong, ngày hôm nay trận này bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu nhờ có ngươi a. Ta thật không biết nên thế nào cảm tạ ngươi. Đúng vậy, Thần Phong, trước đây ta Dương Viễn có xin lỗi địa phương của ngươi, còn thỉnh ngươi không cần tính toán mới là a. Số 2 thủ trưởng Dương Viễn cũng mở miệng nói rằng, Diệp Thần Phong từ trước đến nay là người khác kính hắn một thước, hắn kính người khác một trượng, vì vậy liền thuận miệng nói rằng, ta Diệp Thần Phong cũng là người nước Hoa, đây đối với ta mà nói chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Thần Phong, ta nghe nói lão Bạch tôn nữ cũng làm cho ngươi nữ nhân. Ta ngược lại cũng thẳng hy vọng có ngươi như thế một cái tôn nữ tế, vừa vặn ta dưới gối cũng có một tôn nữ, tướng mạo nhất định là không cần phải nói, Thần Phong, ngươi là không phải đem ta tôn nữ cũng thu. Sau đó chúng ta có thể trở thành người một nhà. Dư Phong Niên cười hì hì đúng Diệp Thần Phong nói rằng. Thần Phong, ta Dương Viễn dưới trướng có hai cái tôn nữ, hai người bọn họ là có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu hiền lành, Thần Phong, ngươi có hứng thú hay không làm ta tôn nữ tế? Cho dù ngươi thoáng cái thu ta Dương Viễn hai cái tôn nữ cũng không có vấn đề. Dương Viễn lập tức mở miệng nói. Tại Dư Phong Niên cùng Dương Viễn xem ra tượng Diệp Thần Phong như vậy tuyệt thế nhân tài, cho dù để cho bọn họ tôn nữ cùng những nữ nhân khác cùng đi hầu hạ Diệp Thần Phong cũng là một cái đặc biệt đáng giá sự tình. Diệp Thần Phong mặt cười khổ, thật đúng là cho là hắn là đại ngựa giống. Đối với Dư Phong Niên cùng Dương Viễn cái này hai lão gia này hảo ý, hắn cũng chỉ có thể đủ là cười chi. Chương 644, làm nam nhân khó khăn a. Một bên Diệp Trấn Hồng nghe được Dư Phong Niên cùng Dương Viễn lời nói này là vui tươi hớn hở, mà Võ An Quốc cùng Bạch Hồng Phương cái này hai lão đầu ánh mắt bắt đầu cảnh giác. Võ An Quốc nói rằng, lão Dư, lão Dương, hai người các ngươi cũng không cần mù dính vào, các ngươi còn ngại Thần Phong tiểu tử này nữ nhân bên người không nhiều đủ sao. Các ngươi cái này là đem tôn nữ của mình hướng tới hố lửa trong thôi a. An Quốc nói không sai, Thần Phong tiểu tử này chính là quá hoa tâm một điểm, hai người các ngươi còn là sớm làm đoạn cái ý niệm này đi. Bạch Hồng Phương cũng không muốn hắn tôn nữ lại ra vài cái đối thủ cạnh tranh. Nghe vậy, Dư Phong Niên cười ha ha một tiếng đạo, hai người các ngươi động tâm tư gì, ta chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Ta nhìn hai người các ngươi trái lại tướng tôn nữ của mình đẩy mạnh hố lửa trong lòng còn cao hứng phi thường, các ngươi a. Các ngươi, đã như vậy ta tự không dính vào, bất quá, nếu như Thần Phong nguyện ý cưới ta tôn nữ, ta cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Thần Phong, ta ý tứ cùng lão Dư giống nhau, chỉ cần ngươi ngày nào đó nghĩ làm ta cháu rể, ta Dương Viễn là tùy thời hoan nghênh, ngươi là chúng ta Hoa Hạ quốc lương đống tài. Sau này Hoa Hạ quốc còn có rất nhiều địa phương khả năng yêu cầu ngươi xuất thủ giúp một tay. Nếu không, ngày hôm nay chúng ta cùng đi ăn bữa cơm thế nào? Dương Viễn trên mặt mang nụ cười hiền lành, đã không có trước đây càng xem Diệp Thần Phong càng không vừa mắt cảm giác, bây giờ là càng xem Diệp Thần Phong càng cảm thấy thuận mắt. Ngày hôm nay nếu không có Diệp Thần Phong xuất thủ, sợ rằng Hoa Hạ quốc cần phải muốn thể diện mất hết. Đúng, lão Dương nói không sai, Thần Phong. Mặt mũi này ngươi tổng nên muốn cho chúng ta hai cái này ra mặt dày lão nhân đi. Dư Phong Niên cười mở miệng nói. Diệp Thần Phong biết Dư Phong Niên cùng Dương Viễn phóng thấp tư thái, là có ý cùng hắn hóa giải mâu thuẫn. Dư Phong Niên cùng Dương Viễn thân là Hoa Hạ quốc cao tầng, có thể làm được loại trình độ này đã không dễ dàng. Lại nói Diệp Thần Phong cùng cái này hai lão đầu trong lúc đó kỳ thực cũng không có thâm cừu đại hận. Vì vậy hắn cũng để xuống đối với Dư Phong Niên cùng Dương Viễn thành kiến, nói rằng, Dư lão gia tử, Dương lão gia tử, hôm nay sợ rằng là không được, ta đợi một lát còn có một ít chuyện phải xử lý,
hôm nào ta tự mình thỉnh hai vị lão gia tử ăn một bữa. Diệp Thần Phong đúng Dư Phong Niên cùng Dương Viễn nhiệt tình thật sự là có chút không chịu nổi, hắn càng cảm nhận được còn lại Hoa Hạ quốc cao tầng nhìn ánh mắt của hắn hình như là lang gặp được thỏ, phỏng chừng còn lại những. Này Hoa Hạ quốc cao tầng cũng báo hướng Diệp Thần Phong đẩy mạnh tiêu thụ tôn nữ ý nghĩ. Cho nên bữa cơm này là tuyệt đối không thể đủ đi ăn. Như vậy cũng tốt, Thần Phong, người cũng không nên gạt ta lão đầu tử này, ta nhớ kỹ người thiếu ta một bữa cơm. Dư Phong Niên mặt thượng không có bất luận cái gì tức giận biểu tình, ngược lại là vẻ mặt tươi cười, hắn từ Diệp Thần Phong chính là lời nói gian, nghe được Diệp Thần Phong đã đối với hắn không có bất luận cái gì thành kiến. Thần Phong, ta cũng đồng dạng nhớ kỹ lời của ngươi nói, đến lúc đó ngươi không mời ta ăn bữa cơm, ta cũng muốn dày ra mặt đến các ngươi Diệp gia đi ăn cơm chùa. Dương Viễn tâm tình cũng khá vì vui vẻ. Binh Vương Tổ thành viên mới cùng Binh Vương Tổ lão thành viên, cái này mấy trăm người đã toàn bộ ly khai bản thân thính phòng, đi tới thính phòng vị trí đầu não địa phương, khi bọn hắn nghe được Diệp Thần Phong cự tuyệt Dư Phong Niên cùng Dương Viễn. Bọn họ mỗi một người đều là mở to hai mắt nhìn. Dư Phong Niên cùng Dương Viễn là ai? Là số một thủ trưởng cùng số hai thủ trưởng. Có thể Diệp Thần Phong cự tuyệt hai vị này lão gia tử, bọn họ không những không có bất luận cái gì tức giận biểu hiện, trái lại còn vui tươi hớn hở. Ngược lại, Binh Vương Tổ những thành viên này nghĩ khởi Diệp Thần Phong vừa rồi cường hãn biểu hiện, cùng với hắn thuộc hạ phong vệ đội cường hãn biểu hiện. Bọn họ liền lập tức tiêu tan, nói trắng ra là cái này võ đài của thế giới là vì cường giả chuẩn bị. Bọn họ một nghĩ đến nếu như sau đó gia nhập phong vệ đội, là có thể có Diệp Thần Phong như thế một vị xuất tính lão đại, bọn họ trong lòng thì có vô hạn chờ mong. Dư Phong Niên nhìn đến tụ tập tại thính phòng vị trí đầu não trước cách đó không xa Binh Vương Tổ thành viên, hắn mở miệng hỏi các ngươi tụ tại ở đây làm gì. Bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu đã kết thúc, các ngươi đem hiện trường cấp chỉnh lý, sau đó, nên để làm chi đi làm mà. Một gã Binh Vương Tổ lão thành viên khoa trước hai bước, đúng Dư Phong Niên chào một cái, cung kính nói, báo cáo thủ trưởng, ta nghĩ rời khỏi Binh Vương Tổ, ta nghĩ gia nhập Diệp Thiếu Phong vệ đội. Theo cái này tên Binh Vương Tổ lão thành viên đệ nhất cái mở miệng, cái khác Binh Vương Tổ thành viên cũng sôi nổi lên tiếng. Báo cáo thủ trưởng, ta cũng muốn rời khỏi Binh Vương Tổ. Báo cáo thủ trưởng, khẩn cầu ngài cho phép chúng ta rời khỏi Binh Vương Tổ. Một đám Hoa Hạ quốc cao tầng nhìn trước mặt Binh Vương Tổ thành viên, lại nhìn một chút Diệp Thần Phong, bọn họ biết những. Này người nếu như giao cho Diệp Thần Phong trong tay, thực lực của bọn họ khẳng định phải nhận được đại mức độ đề thăng, lại nói Diệp Thần Phong dù sao cũng là người nước Hoa, Diệp Thần Phong ra ra là Hoa Hạ quốc cao tầng, Hoa Hạ quốc nếu quả như thật yêu cầu hắn thời gian, hắn khẳng định hội đứng ra giúp một tay, đơn giản là mọi người thân thể trong đều là chảy viêm hoàng con cháu huyết. Dư Phong Niên nói rằng, tốt, các ngươi nghĩ rời khỏi Binh Vương Tổ tự rời khỏi Binh Vương Tổ đi. Đến nỗi gia nhập phong vệ đội sự tình ta có thể không làm chủ được, người đây môn được muốn hỏi một chút Thần Phong, xem ra hôm nào lại muốn lần nữa vì Binh Vương Tổ lựa chọn một nhóm người. Chúng ta mấy lão già này cũng biệt ở tại chỗ này, chúng ta cùng đi uống vài chén thế nào. Ngày hôm nay khó có được cao hứng như vậy, Dư Phong Niên vừa cười vừa nói. Tốt. Ta đồng ý lão dư thuyết pháp, hôm nay nhìn đến đảo quốc những. Này quy tôn tử kinh ngạc, ta hiện tại tâm tình còn rất kích động ni. Diệp Chấn Hồng gật đầu nói. Tại một đám Hoa Hạ quốc cao tầng ly khai Binh Vương căn cứ sau, Binh Vương tổ thành viên tự vây quanh Diệp Thần Phong, trong đó Chu Bình, Lục Thiên cùng Cổ Nhạc ba người này trước lên tiếng. Chu Bình nói rằng, lão đại, người các loại biểu hiện dùng như bê để hình dung đều có vẻ có chút yếu đi. Ta Chu Bình sau này nguyện ý thể chết theo lão đại ngươi. Chu Bình, không mang theo ngươi như thế vuốt mông ngựa. Thân thể to tráng Lục Thiên liếc một cái Chu Bình sau, rồi hướng Diệp Thần Phong nói rằng, lão đại, ta Lục Thiên từ trước đến nay là một cái nhanh mồm nhanh miệng người, lão đại thực lực của ngươi bây giờ nên có thể so với thần tiên đi. Vừa rồi ngươi tướng đảo quốc bộ đội đặc chủng đùa giỡn xoay quanh thủ đoạn, quả thực là nhường ta Lục Thiên mở rộng tầm mắt, lão đại. Ta Lục Thiên nguyên bản chính là tiểu đệ của ngươi, lần này ngươi để ta theo ngươi đi. Cổ Nhạc là ba người này chung cuối cùng một cái mở miệng, đơn giản sáng tỏ nói rằng, lão đại, ta nghĩ muốn gia nhập phong vệ đội. Tại Chu Bình, Lục Thiên cùng Cổ Nhạc mở miệng sau đó,
còn lại binh vương tổ thành viên cũng sôi nổi biểu đạt nghĩ muốn gia nhập phong vệ đội quyết tâm. Một đôi chờ đợi ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong bị nhiều như vậy nam nhân nhìn chằm chằm, hắn khởi một thân nổi da gà. Nhún vai, nói rằng, các ngươi nghĩ gia nhập phong vệ đội cũng có thể, bất quá, các ngươi chỉ có thể từ sau có thành viên làm lên, chờ các ngươi ngày nào đó đạt được phong vệ đội tiêu chuẩn, tài năng đủ chính thức trở thành phong vệ đội thành viên, các ngươi hiện tại còn nghĩ gia nhập phong vệ đội sao? Bây giờ phong vệ đội chỉ có 8-90 người, sau này phong vệ đội khẳng định hay là muốn mở rộng. Cho nên hiện tại hấp thu một ít nắm chắc tử binh vương tổ thành viên đảo coi như là một chuyện tốt tình. Diệp Thần Phong nhìn đến Chu Bình đám ba người tội nghiệp nhìn hắn, hắn đảo cặp mắt trắng dã, nói rằng, đừng tưởng rằng gọi một tiếng lão đại, ba người các ngươi tự lập tức có thể trở thành thành viên chính thức, nếu như các ngươi muốn thực lực nhận được tăng lên lời nói, tự từ sau có thành viên làm lên, các ngươi thực lực bây giờ cùng thành viên chính thức chênh lệch không phải nhất tinh nửa điểm. Diệp Thiếu, ta nguyện ý trước trở thành phong vệ đội hậu bị thành viên. Diệp Thiếu, ta cũng nguyện ý trở thành phong vệ đội hậu bị thành viên. Diệp Thiếu, ta cũng nguyện ý. Diệp Thiếu, ta cũng nguyện ý. Sở hữu binh vương tổ thành viên hầu như không có chút do dự nào, nhất là những lính kia vương tổ lão thành viên, bọn họ biết không có thể đủ lại phóng qua lần này cơ hội trở thành cường giả. Các ngươi đang làm gì? Bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu kết thúc sao? Như vậy các ngươi còn không vội vàng thu thập binh vương căn cứ? Binh vương tổ thống soái Triệu Phi không có đã bị đặc biệt thương thế nghiêm trọng. Vừa rồi cũng chỉ là ngất, bị người cấp đưa lên xuống lôi đài tới, bây giờ hắn vừa mới thanh tỉnh lại, liền thấy được sở hữu binh vương tổ thành viên đều xung quanh Diệp Thần Phong, nghĩ khởi vừa rồi tại trên lôi đài chuyện mất mặt. Hắn trong lòng là càng phẫn nộ rồi, đương nhiên hắn còn không biết vừa rồi Diệp Thần Phong cùng phong vệ đội cường hãn biểu hiện. Bằng không hắn cũng không mặt mũi nói ra những lời này. Còn binh vương tổ thống soái Ni, người thật con mẹ nó cấp binh vương tổ mất mặt, người liền lão đại chúng ta một đầu ngón tay đều so ra kém. Chu Bình khinh thường mở miệng nói rằng, nhanh đi về tắm một cái ngủ đi, không cần lại ra lệnh cho ta môn. Lục Thiên xoay xoay cái cổ nói rằng, một gã binh vương tổ lão thành viên, có chút không đành lòng nói rằng, Triệu Phi, chúng ta bây giờ đã đều rời khỏi binh vương tổ, chúng ta đã gia nhập Diệp Thiếu phong vệ đội. Triệu Phi cảm thụ được trước mặt một đôi ánh mắt khi dễ, lại mà nghe thế lần sấm sét giữa trời quang ngôn ngữ, thân thể hắn kìm lòng không đậu run rẩy, khẩu trung tự lẩm bẩm các ngươi đều rời khỏi binh vương tổ. Binh vương tổ tự thẳng ta một cái thống soái, ta thành quang can tư lệnh, ha ha ha. Triệu Phi thần kinh tựa hồ có chút không bình thường, một người lẩm bẩm hướng binh vương trong căn cứ một đống vật kiến trúc đi, hắn không có cách gì tiếp thu sự thật này, một bước sai, từng bước sai. Nghĩ trước đây hắn nếu như có thể theo Diệp Thần Phong, như vậy bây giờ thực lực của hắn khẳng định tại vương lực chúng nhân chi thượng, đáng tiếc cái này trên thế giới có vài người chính là không hiểu được chắc chắn cơ hội. Diệp Thần Phong nhượng vương lực an bài một chút những, này vừa gia nhập phong vệ đội thành viên, đồng thời nhượng vương lực tìm người xây dựng thêm thoáng cái kinh thành vùng ngoại ô sân huấn luyện, phỏng chừng sau này gia nhập phong vệ đội thành viên hội càng ngày càng nhiều. Nguyên bản Chu Bình đám ba người muốn cùng bọn họ lão đại Diệp Thần Phong cùng nơi ăn bữa cơm, bất quá, Diệp Thần Phong ý tứ là dù sao sau này mọi người đều tại kinh thành, muốn cùng nơi ăn bữa cơm thời gian có nhiều là, cũng sẽ không cấp tại cái này nhất thời, cho nên Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện, Võ Khôn Minh hai người kia cùng nơi hồi Diệp ra. Nhưng mà, đương Diệp Thần Phong đám ba người vừa mới vừa đi tới binh vương cửa trụ sở đậu xe địa phương. Bọn họ liền thấy được một đoàn ăn mặc quân trang sĩ quan nữ quân nhân, cái này chế ngự mê hoặc mị lực thực tại không nhỏ a. Cái này từng vị phong tư trác việt sĩ quan nữ quân nhân, tuyệt đối là có thể câu dẫn ra nam nhân lửa nóng trong lòng. Những sĩ quan nữ quân nhân này là hoàn toàn bị Diệp Thần Phong mị lực cấp lây, thông thường tượng các nàng những. Này quân trung nữ cường nhân, có thể vào các nàng trong ánh mắt nam nhân ít lại càng ít. Mà Diệp Thần Phong tại các nàng trong mắt quả thực là hoàn mỹ một nửa kia hình tượng. Diệp Thần Phong, người đợi một lát có thể không thể cùng đi với ta ăn bữa cơm. Diệp Thần Phong, thân thủ của ngươi rất lợi hại a. Có thể không thể tự mình dạy một chút ta. Diệp Thần Phong, ngươi chính là ta muốn tìm người nam nhân kia, ngươi nhất định muốn kết hôn ta. Đối mặt những sĩ quan nữ quân nhân này nhiệt tình, Diệp Thần Phong biết nơi đây không thích hợp ở lâu.
làm một nam nhân thật khó, làm một đẹp trai nam nhân đặc biệt khó khăn, làm một đẹp trai lại có mị lực nam nhân tự khó khăn càng thêm khó khăn. Vì vậy, Diệp Thần Phong rất không địa đạo tướng Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh chắn trước mặt của hắn, hắn tắc là nhân cơ hội lưu lên xe, phát động động cơ, xe lập tức đi lái ra khỏi binh vương trong căn cứ. Chương 645, Diệp gia không được vượng đều khó khăn a. Cự ly ngày đó bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu đã qua hơn 10 ngày, lại có 3 ngày thời gian, Hoa Hạ quốc sắp nghênh đón năm nay giao thừa dạ, kinh thành trên đường phố bắt đầu răng đèn kết hoa lên, rất nhiều thương trường cùng bên trong cửa hàng tràn đầy nồng nặc năm chút hí vị, khắp nơi đều là hỉ khí dương dương cảm giác. Từ Diệp Thần Phong cùng hắn phòng vệ đội tại bộ đội đặc chủng giao lưu thi đấu thượng đại phóng tia sáng kỳ dị sau, Diệp Thần Phong các loại sự tích bắt đầu ở kinh thành trong vòng truyền ra, nhất là biết được Diệp Thần Phong bên người có nhiều vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ, mỗi cái mỹ nữ trong lúc đó còn chung đụng đặc biệt hòa hợp, cùng với Dư Phong Niên cùng Dương Viễn hai cái này cao tầng, vậy mà dưới tình huống như vậy còn hướng Diệp Thần Phong đẩy mạnh tiêu thụ tôn nữ của mình, đây quả thực là tại kinh thành hoàn khố trong vòng quát khởi một trận 10 cấp cơn lốc. Cái này được muốn bao nhiêu nghiêu bê tài năng đủ làm được. Bình thường kinh thành những đại gia tộc này trung hoàn khố tử đệ, bọn họ gặp được này cao tầng các lão đầu tử, coi như là chuột thấy mèo, mà Diệp Thần Phong không những cự tuyệt Dư Phong Niên cùng Dương Viễn, còn nhượng Dư Phong Niên cùng Dương Viễn hai lão thật cao hứng. Vì vậy một câu kinh điển lời nói cấp tốc tại kinh thành hoàn khố tử đệ trong vòng lưu hành lên, làm nam nhân sẽ làm Diệp Thần Phong. Bây giờ tại kinh thành nếu ai lại cười nhạo Diệp Thần Phong là Diệp kẻ ngu si lời nói, chỉ sợ hắn hội bị cái khác người cười nhạo thành ngu ngốc, Diệp Thần Phong muốn là người ngu lời nói, như vậy cái này trên thế giới không có người bình thường. Bởi vì tại kinh thành bồi Diệp lão gia tử qua hết tân niên sau đó, Diệp Thần Phong liền muốn chính thức khởi hành đi hướng tới cổ võ giới, chuyến đi này có thể là vài cái tháng, cũng có thể là 1-2 năm, dù sao hắn không có cách gì dự đoán tiến nhập cổ võ giới sau tình trạng, cho nên hắn đem tại Thiên Hải Triệu Uyển Đình, Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ cũng gọi vào kinh thành tới. Chuẩn bị tiêu mấy ngày thời gian thật tốt bồi bồi những nữ nhân này. Diệp gia biệt thự trong phòng khách, bởi sắp tới gần tân niên. Mọi người cũng đều chậm chậm không rảnh rỗi. Diệp Chấn Hồng, Võ An Quốc cùng Bạch Hồng Phương, ba vị này lão gia tử ngồi ở trên ghế salon uống trà, Diệp Đông Kiệt, Võ Khôn Minh cùng Bạch Nham Tân, ba vị này lão gia tử nhi tử ngồi ở một bên cùng phụ thân của bọn họ. Võ Hiểu Phỉ, Ninh Vũ Đình, Bạch Tuyết Linh cùng Ninh Mân Yến, những nữ nhân này tắc là ngồi ở bên kia, lẫn nhau náo nhiệt trò chuyện, đến nỗi Diệp Thần Phong tắc là đi phi trường đón Triệu Uyển Đình đảng tam nữ. Ninh Mẫn Yến nghe được Võ Hiểu Phỉ chúng nhân khẩu chung vẫn đàm luận là Diệp Thần Phong, nàng mở miệng nói rằng tỷ. Ta nhìn ba người các ngươi là hoàn toàn nhập ma, muốn là nam nhân của ta có dũng khí có như thế nữ nhân, ta tuyệt đối là không nhịn được. Nghe được muội muội Ninh Mẫn Yến lời nói sau, Ninh Vũ Đình mân mân môi đỏ mọng, trong đầu hồi tưởng lại cùng Diệp Thần Phong cùng nơi trải qua các loại, nói rằng, Mẫn Yến, Thần Phong đáng giá chúng ta làm như vậy. Hắn hay là không gọi được là cái một lòng một ý nam nhân, nhưng hắn tuyệt đối là một cái nam nhân tốt. Mẫn Yến, người tỷ nói không sai, chúng ta đều ái Thần Phong, bởi vì ái có thể bao dung tất cả, đồng dạng chúng ta cũng có thể cảm thụ được Thần Phong ái. Tượng Thần Phong nam nhân như vậy chắc là sẽ không bị bất kỳ một cái nào nữ nhân ràng buộc ở. Võ Hiểu Phỉ nhu hòa cười nói. Ta đồng ý Vũ Đình tỷ nói, Thần Phong đích thật là một cái nam nhân tốt. Ban đầu ở Thái Bình Sơn Mạch Trung đã cứu ta cái kia mặt nạ nam nhân chính là Thần Phong, thế nhưng Thần Phong không có đúng ta nhắc qua, thậm chí ta hỏi hắn thời gian. Hắn cũng nói không biết có một người như thế, nếu như Thần Phong là một cái hoa tâm nam nhân hư. Như vậy hắn trước đây hội nói với ta ra thân phận của hắn, ta khẳng định hội đáp ứng trở thành nữ nhân của hắn. Thế nhưng, Thần Phong chính là mặt nạ chuyện của nam nhân, là ta từ binh vương tổ thống soái khẩu trung biết được. Cho nên ta tài không xa vạn lý đi hướng M quốc, hay là ta và Thần Phong trong lúc đó có duyên phận đi. Cho nên cuối cùng ta còn là trở thành Thần Phong nữ nhân. Lại nói Thần Phong nhượng ta có nhiều như vậy hảo tỉ muội, bình thường Thần Phong không có ở đây thời gian, chúng ta cũng sẽ không nhàm chán. Bạch Tuyết Linh dáng tươi cười như trắng noãn liên hoa, phân biệt khoác ở bên cạnh Võ Hiểu Phỉ cùng Ninh Vũ Đình cánh tay. Ta nhìn ba người các ngươi là không có thuốc nào cứu được.
Ninh Mẫn Yến cực vì bất đắc dĩ phe phẩy đầu nói rằng. Ba vị lão gia tử ngồi địa phương, bọn họ trò chuyện cũng rất vui sướng, Bạch Hồng Phương nói rằng, nghe nói Yoshida Masao tại bay đi đảo quốc trên phi cơ liền chết, đảo quốc còn giống như muốn truy cứu chúng ta Hoa Hạ quốc trách nhiệm. Hồng Phương, Yoshida Masao là tại trên phi cơ tử, quan chúng ta Hoa Hạ quốc chuyện gì? Đảo quốc những, này quy tôn tử chính là thích ở không đi gây sự. Diệp Trấn Hồng cầm lấy chén trà uống một ngụm trà nói rằng. Trấn Hồng, có thể Yoshida Masao tử thật đúng là quan chuyện của chúng ta, ta cuối cùng cảm giác cái này kiện sự tình cùng Thần Phong có quan hệ, dùng Thần Phong tính tình, hắn cũng sẽ không phóng Yoshida Masao tiện nghi như vậy trở lại đảo quốc. Võ An Quốc nói rằng. Đừng nói nữa, dù sao Yoshida Masao tử, đảo quốc vụ oan không đến trên người chúng ta tới, nói đến Thần Phong tiểu tử này, ta cũng không biết hắn ngày nào đó tài năng đủ nhượng ta bớt lo. Hắn hai ngày trước nói cho ta biết, chờ ở Diệp gia qua hết tân niên, hắn sẽ đến cổ võ giới chung đi. Cái này cổ võ giới từ trước đến nay là thập phần thần bí, ai biết đạo cổ võ giới chung có cấp bậc gì cao thủ. Dùng Thần Phong thực lực bây giờ có thể không thể đủ chống đỡ được. Ngay cả chúng ta cũng không biết cổ võ giới rốt cuộc là bộ dáng gì. Ta làm sao có thể không lo lắng Thần Phong tiểu tử này a? Diệp Trấn Hồng chân mày hơi chặt lại, mặt thượng ra nhíu lên, hắn hiện tại hầu như mỗi ngày đều sẽ vì Diệp Thần Phong mà lo lắng. Trấn Hồng, ta đã nói rồi, con cháu tự có con cháu phúc, Thần Phong nếu là hùng ưng, như vậy chung có dương cánh bay cao một ngày, chúng ta đều lão, bây giờ đã không phải là chúng ta thời đại, cho dù chúng ta muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được. Võ An Quốc vỗ vỗ Diệp Trấn Hồng vai an ủi. Trấn Hồng, lần này ta đồng ý An Quốc thuyết pháp. Lẽ nào ngươi tự không muốn xem nhìn Thần Phong đến cùng có thể đi đến một bước kia sao? Mỗi lần ta đều có thể đủ tại Thần Phong trên người nhìn đến kỳ tích, nhìn đến một ít bất khả tư nghị đồ đạc, ta hiện tại đã dường như có thể nhìn đến nhiều năm sau đó, Thần Phong đứng trên đời giới đỉnh phong bộ dáng, đến lúc đó chúng ta những lão gia hỏa này cũng có thể an tâm xuống đất. Bạch Hồng Phương cảm thán nói rằng, một bên Diệp Đông Kiệt, Võ Khôn Minh cùng Bạch Nham Tân, bọn họ nghe được ba vị lão gia tử ở đây đàm luận là Diệp Thần Phong, còn có cách đó không xa trên ghế salon mấy người phụ nhân đàm luận còn là Diệp Thần Phong, xem ra không riêng gì Diệp gia dùng Diệp Thần Phong làm trung tâm, Võ gia cùng Bạch gia đều dùng Diệp Thần Phong làm trung tâm, điều này làm cho Diệp Đông Kiệt, Võ Khôn Minh cùng Bạch Nham Tân, ba vị này trong lòng trưởng bối mặt liền phức cảm tự ti đều sản sinh không đứng dậy, bọn họ đều cho rằng phàm là không thể đủ cùng Diệp Thần Phong tương đối. Nếu không kết quả là trong lòng có người biệt khuất. Diệp gia biệt thự phòng khách đại môn bị đẩy ra, Diệp Thần Phong mang theo Triệu Uyển Đình, Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ đi vào tiến đến, Triệu Uyển Đình đằng tam nữ đi vào trong phòng khách sau, đầu tiên lễ phép hướng vài vị trưởng bối chào hỏi, sau đó các nàng ba cái ngồi xuống Võ Hiểu Phỉ đám người bên cạnh, tại tới Diệp gia trên đường, Diệp Thần Phong đã đem Bạch Tuyết Linh trở thành hắn chuyện của nữ nhân, toàn bộ nói cho Triệu Uyển Đình đằng tam nữ. Triệu Uyển Đình nguyên bản tự cùng Bạch Tuyết Linh là hảo tỉ muội, một mặt ôm Bạch Tuyết Linh cánh tay, vừa nói, Tuyết Linh, chúng ta sau đó sẽ thành là thật chính tỉ muội. Tuyết Linh tỉ, người có không có bị Thần Phong ca ca ăn? Đường Hân hai con người nháy mắt nhìn chằm chằm Bạch Tuyết Linh, cảnh này khiến Bạch Tuyết Linh đôi má đỏ bừng không gì sánh được. Nhìn đến Bạch Tuyết Linh biểu tình sau, Đường Hân khẳng định Bạch Tuyết Linh đã bị Diệp Thần Phong cấp ăn. Cho là của nàng một đôi mắt bắt đầu u oán lên, thấp giọng với bên cạnh Vương Phỉ Phỉ, nói rằng, Phỉ Phỉ, chúng ta nhất định muốn trảo ở lần này cơ hội, tranh thủ trở thành Thần Phong ca ca nữ nhân chân chính, dùng chúng ta hai cái cộng lại mị lực, nhất định có thể nhượng Thần Phong ca ca nhìn không được. TRUENCUATUI VN Vương Phỉ Phỉ đôi má hồng phác phác cúi đầu, cổ họng trong phát sinh đặc biệt thấp một tiếng ân. Diệp Thần Phong ngồi ở chúng nữ trong lúc đó tạ ủng hữu bão, mà Ninh Mẫn Yến tắc không làm lỡ bọn họ người một nhà đoàn tụ, đi tới Diệp Đông Kiệt bên cạnh, hỏi, Đông Kiệt, ngươi là không phải rất ước ao cháu của ngươi? Diệp Đông Kiệt trong lòng tuy rằng không ngừng hâm mộ, thế nhưng ngoài miệng lại nói, Mẫn Yến, ta chỉ cần có một mình ngươi như vậy đủ rồi, ta Diệp Đông Kiệt tuyệt đối không phải một cái hoa tâm người, thật không hiểu nổi Thần Phong tiểu tử này tại sao không có ta cái này tiểu thúc chuyên nhất ưu điểm ni. Ninh Mẫn Yến tức giận Bạch Diệp Đông Kiệt liếc mắt, không chút lưu tình nói, thôi đi.
Ngươi là không có bản sự này. Võ lão gia tử cùng Bạch lão gia tử nhìn đến Diệp Thần Phong bị chúng nữ vây quanh tràng cảnh, hai vị này lão gia tử không hẹn mà cùng nói một câu nói, xem ra Diệp gia nghĩ không được vượng cũng khó khăn a. Diệp Thần Phong có nhiều như vậy nữ nhân, Diệp gia khẳng định hội từ Diệp Thần Phong cái này một đại bắt đầu từ tôn thịnh vượng. Chương 646, kỹ thuật thật tốt. Bóng đêm lưu nhân. Kinh thành nghênh đón năm nay mùa đông trận đầu tuyết. Ngoài phòng bay múa đầy trời hoa tuyết, dường như một đám đẹp đẽ tiểu tinh linh, trên không trung không ngừng nhảy vũ. Rất nhanh, trên mặt đất liền đành dụm được một tầng thật mỏng bạch tuyết, nhìn qua không gì sánh được thánh khiết lại mỹ lệ, cấp cả tòa thành thì tăng thêm vài phần vào đông trong độc hữu chính là vị. Võ lão gia tử cùng Bạch lão gia tử chúng nhân lưu tại Diệp gia ăn xong rồi một bữa sau bữa cơm chiều, bọn họ liền từng người ly khai Diệp gia biệt thự. Đương nhiên Diệp Thần Phong đông đảo nữ nhân đều lưu tại Diệp gia qua đêm. Lúc này, lầu 2 trong phòng tắm, Diệp Thần Phong chính thoải mái tắm tắm, hắn đêm nay chuẩn bị nhượng Triệu Uyển Đình cũng thay đổi thành linh hồn lực cao thủ, đến nỗi Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ, hai cái này 10 phần la lị hình tiểu nữ nhân, hắn tạm thời thật đúng là không hạ thủ. Lầu 2, Triệu Uyển Đình chỗ ở trong phòng. Trong phòng không có Triệu Uyển Đình bóng người. Trái lại Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ cái này hai tiểu nha đầu ngồi ở trên giường, các nàng là bức thiết muốn trở thành Diệp Thần Phong nữ nhân chân chính, các nàng biết các nàng Thần Phong ca ca không sẽ chủ động ăn các nàng, cho nên bọn họ tài thương lượng với Triệu Huyền Đình tốt, đêm nay cùng Triệu Huyền Đình trao đổi gian phòng, vì chính là muốn trở thành Diệp Thần Phong nữ nhân chân chính. Đường Hân trong tay mang theo một cái bạch sắc bao, từ bên trong bọc lấy ra hai kiện đặc biệt mê người thấu thị trang, một cái là màu hồng. Một. Khác kiện là màu xanh da trời, cái này là nàng tại online đặc biệt mua, chính là đang chờ nhượng hắn Thần Phong ca ca đi vào khuôn khổ, gò má nàng hơi phiếm hồng, tướng lam sắc thấu thị trang đưa cho Vương Phỉ Phỉ, nói rằng, Phỉ Phỉ, ta cũng không tin dùng chúng ta hai cái mị lực không thể đủ nhượng Thần Phong ca ca tâm động, chúng ta mấy ngày nay tới giờ nỗ lực. Đêm nay tự muốn gặp được hiệu quả. Nói, Đường Hân còn ưỡn ngực, bộ ngực quy mô đặc biệt hùng vĩ. Mang trên mặt tự tin lại vẻ mặt ngượng ngùng. Vương Phỉ Phỉ tiếp nhận Đường Hân đưa cho nàng lam sắc thấu thị trang, nàng hai bên đôi má dường như cây táo chín, cả người nhìn qua có chút khẩn trương cục xúc bất an. Tại Thiên Hải thời gian, Đường Hân một mực nghĩ muốn thế nào tài năng đủ nhượng Diệp Thần Phong ăn nàng. Có một lần nàng trong lúc vô tình lên mạng xem lướt qua đến một cái nhượng người tim đập đỏ mặt website. Vì vậy nàng lôi kéo Vương Phỉ Phỉ theo nàng cùng nơi quan khán website trong video, tại các nàng quan sát các loại video sau, các nàng học được rất nhiều cảm thấy khó xử kỹ thuật. Sẽ chờ dùng những, này học được kỹ thuật tốt tốt hầu hạ Diệp Thần Phong. Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ là hai cái thiên chân khả ái nha đầu, các nàng nguyện ý vì Diệp Thần Phong làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần có thể sớm ngày trở thành Diệp Thần Phong nữ nhân là được. Phỉ Phỉ. Chúng ta vội vàng thay y phục lên đi. Thần Phong ca ca cũng nhanh muốn tắm rửa xong. Đường Hân trực tiếp tướng trên người áo ngủ cởi xuống, đổi lại màu hồng thấu thị trang. Cái này loại như ẩn như hiện cảm giác, thật sẽ làm bất kỳ một cái nào nam nhân vì đó điên cuồng. Tuy rằng Đường Hân biểu hiện ra đặc biệt chấn định, thế nhưng nàng ngực tim đập tần suất đang không ngừng nhanh hơn. Phải biết rằng nàng là còn không có trải qua chuyện nam nữ, nàng không biết vậy sẽ là một loại dạng gì cảm giác. Vương Phỉ Phỉ khi nhìn đến Đường Hân đổi lại y phục sau đó, nàng cũng ngượng ngùng tướng trên người áo ngủ cởi xuống, đổi lại lam sắc thấu thị trang, hai bên đôi má đỏ dường như muốn rỉ máu thông thường. Vương Phỉ Phỉ từ trước là một cái lành lạnh kiêu ngạo nữ sinh. Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới sẽ vì nam nhân làm ra như vậy sự tình tới, có thể nàng đúng chuyện như vậy không có chút nào phản cảm tâm tình. Đơn giản là nàng muốn hầu hạ đối tượng là Diệp Thần Phong, cái này đối với nàng mà nói rất nặng nam nhân. Phòng môn bị đột nhiên gian mở ra, Diệp Thần Phong mặc trên người một cái áo ngủ. Một mặt dùng khăn lông màu trắng xoa ướt át tóc, vừa đi vào phòng gian đóng kỹ môn. Bởi giường không phải đối diện cửa gian phòng, Diệp Thần Phong còn không có phát hiện ngồi ở trên giường Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ cái này hai nha đầu. Đường Diệp Thần Phong bước ra 5-6 bước sau. Tầm mắt có thể nhìn đến giường, hắn cầm trong tay sát tóc khăn mặt không tự chủ rơi vào trên mặt đất, trong mắt đen nhánh trung chậm chậm dâng lên vài phần khát vọng, hắn không có nghĩ đến Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ hội như thế lớn mật. Trong phòng nhu hòa mập mờ dưới ánh đèn,
Diệp Thần Phong nhìn Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ trên người như ẩn như hiện, loại cảm giác này so không có xuyên y phục càng có sức dụ dỗ, lại mà cái này hai nha đầu một bộ xấu hổ dáng dấp, đây càng thêm nhượng Diệp Thần Phong là huyết sôi trào, nếu như là khống chế năng lực không cường hãn một chút, chỉ sợ sớm đã là dường như một con dã thú, hướng cái này hai nha đầu nhào qua. Thần Phong ca ca, Đường Hân ngượng ngùng hô một tiếng, từ trên giường đứng lên, đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, thân thể mềm mại dán thật chặt ở Diệp Thần Phong, động nhân môi một trương hợp lại, từng đợt nhiệt khí thổ tại Diệp Thần Phong trong cổ, nhượng Diệp Thần Phong lập tức có nam nhân nên có phản ứng. Đường Hân cảm giác được có giống nhau vật cương cứng đỉnh bụng của nàng, nàng đột nhiên cảm giác toàn thân nhiệt được khó chịu, thân thể bên trong lực lượng đã ở một chút xíu tiêu thất, trong lòng nàng cao hứng thầm nghĩ, xem ra mị lực của ta hay là đối với Thần Phong ca ca có ảnh hưởng. Diệp Thần Phong cảm thụ được Đường Hân thân thể mềm mại, trong lỗ mũi thỉnh thoảng xông vào thiếu nữ trên người thơm, thân thể trong huyết như vạn mã bôn đằng lên, trong lỗ mũi khí tức cũng biến thành càng ngày càng gấp rút. Diệp Thần Phong đây là muốn không cách nào nhẫn nại đoạn tấu, phải biết rằng hắn cũng là một người nam nhân, một cái nam nhân chân chính. Cùng lúc đó, ngồi ở trên giường so Đường Hân càng xấu hổ Vương Phỉ Phỉ, nàng cũng cuối cùng lấy hết dũng khí hướng Diệp Thần Phong đi tới. Đôi má đỏ bừng khoác ở Diệp Thần Phong cánh tay, dùng nàng đặc biệt có nguyên liệu bộ ngực cọ tới cọ lui, thanh âm thấp như văn thanh, nhu nhu nói rằng, Thần Phong ca ca, Phỉ Phỉ muốn trở thành ngươi chân chính nữ nhân ngươi. Vương Phỉ Phỉ gia nhập có thể dùng Diệp Thần Phong nhẫn nại cực hạn triệt để hỏng mất, hắn tướng hai nha đầu này cùng nơi ôm nhập trong ngực, khí tức ồ ồ hỏi, Hân Nhi, Phỉ Phỉ, hai người các ngươi thật dự định làm như vậy. Sau đó cũng sẽ không hối hận. Đường Hân mân mân môi, thân thể hướng tới Diệp Thần Phong trong lòng chen lấn chen, nói rằng, Thần Phong ca ca, Hân Nhi cả đời này chỉ làm nữ nhân của ngươi. Vương Phỉ Phỉ nhón chân lên tại Diệp Thần Phong trên gương mặt hôn một cái, ngượng ngùng nói đạo, Phỉ Phỉ cũng chỉ làm Thần Phong ca ca nữ nhân. Lời nói đều nói đến đây trình độ, nếu như chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí lại chịu được lời nói, như vậy hắn thật liền cầm thú cũng không bằng. Diệp Thần Phong một tay lấy Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ ôm đến rất rộng rãi trên giường, giữa lúc Diệp Thần Phong chuẩn bị muốn áp dụng hành động thời gian, Đường Hân tiểu nha đầu này lại lên tiếng, nói rằng Thần Phong ca ca, nhường ta và Phỉ Phỉ tới hầu hạ ngươi đi. Ngươi chỉ cần nằm ở trên giường thì tốt rồi. Diệp Thần Phong cũng không biết cái này hai nha đầu muốn làm cho hoa dạng gì. Nhưng hắn vẫn như cũ là y theo Đường Hân ý tứ, cả người nằm tại trên giường. Kế tiếp, Diệp Thần Phong là hoàn toàn hưởng thụ hoàng đế như đãi ngộ, Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ các loại mặt hầu hạ đều đặc biệt chu đáo, khởi điểm Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ động tác còn có một chút chúc chắc, nhưng dù sao cái này hai nha đầu tham quan học tập qua phương diện này video, động tác tại trên thực tế càng ngày càng thành thục, nhưng Diệp Thần Phong thoải mái mặt thượng lộ ra một vòng nụ cười xấu xa, hỏi, Hân Nhi, Phỉ Phỉ, hai người các ngươi từ nơi nào học được những này, thật đúng là đừng nói. Các ngươi kỹ thuật thật tốt. Đương ngày thứ hai mặt trời chậm rãi mọc lên, sáng sớm luồng thứ nhất ánh dương quang bắn vào phòng trong, trắng noãn trên giường nở rộ hai đóa hoa mai. Diệp Thần Phong bên trái ôm Đường Hân, bên phải ôm Vương Phỉ Phỉ, ngày hôm qua cái này hai nha đầu thế nhưng mười phần ra sức, nhưng hắn hưởng thụ dĩ vãng bất đồng cảm giác, hắn cũng biết Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ có thể làm như vậy, hoàn toàn là đối với hắn ái. Điều này làm cho hắn trong lòng cảm giác đặc biệt ấm áp, cũng để cho trên người của hắn trọng trách càng tăng thêm, ý vị này hắn sau này thế tất hiếu nhượng những. Này theo nữ nhân của hắn đều hạnh phúc, đây là hắn phải muốn làm được. Đồng dạng tối hôm qua Diệp Thần Phong cũng đi qua âm dương giao hợp, những Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ thể nội cũng sinh ra linh hồn lực, hiện tại cái này hai nha đầu thể nội linh hồn lực trình tự ở vào ba cấp, nếu như gặp phải thông thường nguy hiểm. Các nàng trên cơ bản có thể tự mình xử lý, dù sao ba cấp linh hồn lực đã xa xa so với người bình thường thực lực cường hãn. Nhìn mọi nơi cho ngủ say chung hai nha đầu, cái này hai nha đầu mặt thượng liền ngủ đều treo nụ cười hạnh phúc, Diệp Thần Phong nhìn ngoài cửa sổ làm sạch bầu trời, hắn hít một hơi thật sâu, hắn dự định đi xong cổ võ giới sau đó, từ nay về sau tự thật tốt cùng chúng nữ sinh hoạt chung một chỗ, không lại đi quản chuyện khác. Chương 647, náo nhiệt nhất một lần giao thừa dạ. Giao thừa dạ. Đây đối với người nước Hoa mà nói là một cái vô cùng trọng yếu ngày lễ, ngày này ý nghĩa bận rộn một cả năm,
người một nhà có thể ngồi xuống thật vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên. Tại hai ngày trước Diệp Thần Phong bắt lại Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ, đồng thời nhượng hai nha đầu này có ba cấp linh hồn lực sau đó, hắn cũng để cho Triệu Uyển Đình có linh hồn lực, cường độ đồng dạng đạt được ba cấp trình tự. Mấy ngày nay Diệp Thần Phong một mực cùng chúng nữ triển khai lửa nóng huấn luyện, có thể dùng trong cơ thể hắn linh hồn lực là càng tới càng tinh thuần, thực lực của hắn cũng từ 10 cấp linh hồn lực sơ kỳ, đi vào 10 cấp linh hồn lực trung kỳ, dùng thực lực của hắn bây giờ đối phó 10 cấp linh hồn lực đỉnh phong cao thủ không thành vấn đề, có thể nói hắn bây giờ là vương cấp linh hồn lực dưới ở vào vô địch. Diệp gia trong biệt thự treo đầy các loại trong ngày lễ trang sức phẩm. Diệp Thần Phong đông đảo nữ nhân có ở trong phòng khách vội vàng, có tại chủ phòng vội vàng, toàn bộ Diệp gia là cái đó lạc hòa thuận vui vẻ. Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng từ thư phòng trên lầu trong đi xuống, những mọi người đều tập trung vào Diệp gia trong phòng khách, trong tay cầm một xấp tiền lì xì, trước phái chia Diệp Thần Phong một cái, nói rằng, Thần Phong, gia gia ta biết ngươi bây giờ thế nhưng rất có tiền, nghĩ khởi khi còn bé ngươi mỗi đến giao thừa dạ liền dùng beng muốn ta cho ngươi tiền lì xì. Thoáng cái người đều lớn như vậy, với lại như thế có tiền đồ, điều này làm cho gia gia ta rất vui mừng, thật rất vui mừng. Diệp lão gia tử nói viền mắt liền có một chút vì đã ươn ướt, tướng một cái tiền lì xì nhét vào Diệp Thần Phong trong tay, tiếp tục nói, tân niên thượng trưởng bối cấp vãn bối phát hồng bao cái này là cho tới nay tập tục, tiểu tử ngươi cũng không nên ngại gia gia ta bao thiếu. Diệp lão gia tử cấp Diệp Thần Phong phát xong tiền lì xì sau đó. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Võ Hiểu Phỉ, Ninh Vũ Đình, Bạch Tuyết Linh, Đường Hân đẳng chúng nữ, vẻ mặt tươi cười nói rằng các ngươi đều là ta Diệp Trấn Hồng tốt cháu dâu. Sau đó nếu là Thần Phong có cái gì có lỗi với các ngươi địa phương, các ngươi còn nhiều hơn bao dung mới là, bất quá, ta tin tưởng Thần Phong tuyệt đối sẽ tốt đối đãi các ngươi. Diệp lão gia tử lần lượt cấp chúng nữ phái phát một cái tiền lì xì, mà chúng nữ tắc sôi nổi ngọt ngọt hô một tiếng ra ra. Điều này làm cho Diệp lão gia tử mặt thượng dáng tươi cười là càng thịnh vượng, nói rằng các ngươi cũng đều phải thật tốt nỗ lực, tranh thủ sớm ngày cấp ta sinh cái mập mạp tằng tôn tử hoặc là mập mạp tằng tôn nữ. Như vậy ta cũng là có thể thật an tâm a. Diệp lão gia tử cái này lời nói, nghe được chúng nữ không có chỗ nào mà không phải là đôi má đỏ bừng, các nàng một đám đôi mắt đẹp liếc Diệp Thần Phong, kỳ thực các nàng trong lòng cũng hy vọng có thể cùng mình âu yếm nam nhân có tình yêu kết tinh. Ba, người đều tại phát hồng bao a. Năm nay có còn hay không phần của ta? Diệp Đông Kiện từ bên ngoài đi vào trong phòng khách, run lên trên người hoa tuyết, ngày hôm nay bên ngoài lại đang tuyết rơi. Mà Diệp Đông Kiện lão bà Ninh Mẫn Hiến tắc là kéo Diệp Đông Kiện cánh tay. Đi vào phòng khách sau cung kính hô một tiếng, ba. Diệp lão gia tử nhìn đến Diệp Đông Kiện cái này phó không điều dáng dấp, nhíu mày một cái, nói rằng, Đông Kiện, người cũng lão đại người không nhỏ. Không phải ta muốn cả ngày nói ngươi, sau này Diệp gia còn cần dựa vào ngươi và Thần Phong ni. Mà ngươi làm Thần Phong thúc thúc, ngươi tự càng nên có trưởng bối hình dạng, đây là ta cho ngươi cùng Mẫn Yến tiền lì xì, hai người các ngươi cũng phải thêm đem kình, tranh thủ sớm ngày cấp ta sinh cái tôn tử tôn nữ. Diệp lão gia tử cầm trong tay còn dư lại hai cái tiền lì xì đưa cho Ninh Mẫn Yến, trong lòng hắn không khỏi liền nghĩ tới hắn chết đi con lớn nhất. Mặt thượng không khỏi nhiều mấy phần thương cảm. Cơm nước đều đã chuẩn bị xong, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên đi. Diệp lão gia tử thu thập một chút thương cảm tâm tình nói rằng. Trấn Hồng, còn là các ngươi Diệp gia náo nhiệt a. Hôm nay giao thừa dạ ta ngay các ngươi Diệp gia qua. Võ An Quốc mang theo hắn hai đứa con trai Võ Chí Phương, Võ Khôn Minh cùng tôn tử Võ Kiệt đi vào Diệp gia phòng khách. An Quốc, ngày hôm nay giao thừa dạ. Người không tốt may mà các người võ ra ăn bữa cơm đoàn viên, người tới chúng ta Diệp ra làm gì? Diệp Trấn Hồng thuận miệng nói rằng. Võ An Quốc cười ha hả hồi đáp, Trấn Hồng, người cái này là nói cái gì lời nói? Lẽ nào ta tôn nữ Hiểu Phỉ không là của ngươi cháu dâu sao? Lại nói chúng ta lúc còn trẻ thế nhưng ở trên chiến trường vào sinh ra tử huynh đệ, bây giờ giữa chúng ta kia còn ngươi nữa ta chi phân. Tại các ngươi Diệp ra qua giao thừa cũng giống như nhau. Võ Kiệt lại đi tiến Diệp ra phòng khách sau, lập tức chạy đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, hắn thế nhưng đã lâu không thấy được tỷ phu của hắn, vẻ mặt hâm mộ nói rằng, tỷ phu, người có thể không thể đủ dậy một chút ta, người tán gái kỹ thuật. Trong trường học này tự cho là đúng tình thánh gia hỏa, liền ngươi một cọng lông đều so ra kém a.
Võ Kiệt vẻ mặt sùng bái nhìn Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong nhún vai, vẻ mặt tự tin nói rằng, Tiểu Kiệt, ngươi cho rằng tỷ phu ta còn dùng được tán gái sao? Thông thường chỉ có là người khác phao phần của ta. Võ Kiệt vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, ta tại sao không có nghĩ tới đây một điểm ni? Tượng tỷ phu như vậy là phong nam nhân, ngoắc ngoắc ngón tay khẳng định thì có nữ nhân tự động đưa tới cửa. Tốt, An Quốc, nếu các ngươi đều tới Diệp gia, như vậy hôm nay giao thừa ở nơi này trong qua đi. Diệp lão gia tử lời mới vừa nói xong, chỉ thấy Bạch Hồng Phương mang theo con trai của hắn Bạch Nham Tân cũng đi vào Diệp gia trong phòng khách, nói rằng, Trấn Hồng, chúng ta hai cha con tối nay tới nhà các ngươi qua giao thừa, ngươi cũng sẽ không đem chúng ta đuổi ra ngoài đi. Các ngươi Diệp gia tân niên bầu không khí so Bạch gia chúng ta có thể nồng nặc nhiều. Gì, An Quốc, ngươi thế nào đã ở Diệp gia? Lẽ nào ngươi không ở nhà mình qua giao thừa sao? Bạch Hồng Phương phát hiện Võ An Quốc cũng ở tại chỗ, vì vậy liền mở miệng nghi vấn. Lão Bạch, lẽ nào tự cho phép các ngươi tới Diệp gia qua giao thừa, chúng ta thì không thể tới Diệp gia qua giao thừa. Võ An Quốc đảo cặp mắt trắng dã nói rằng, cái này đương nhiên là có thể, càng nhiều người càng náo nhiệt mà. Cái này tài tượng là qua giao thừa giả hình dạng mà. Bạch Hồng Phương vừa cười vừa nói, thế nào Diệp gia náo nhiệt như thế? An Quốc, Hồng Phương, hai người các ngươi đã ở. Số một thủ trưởng Dư Phong Niên mang theo con trai của hắn cũng đi vào Diệp gia phòng khách. Dư Phong Niên đúng Diệp Trấn Hồng, nói rằng, Trấn Hồng, ngươi nên sẽ không trách ta không mời mà tới đi. Ta có thể nhớ kỹ Thần Phong còn thiếu ta một bữa cơm ni. Ngày hôm nay giao thừa giả ta là tới ăn cơm chùa. Diệp Trấn Hồng đối với Dư Phong Niên đám người ra mặt dày, hắn vẫn có thể nói cái gì. Vừa định muốn nhượng mọi người nhập tọa ăn cơm chiều, số 2 thủ trưởng Dương Viễn cũng mang theo con trai của hắn đi vào Diệp gia trong phòng khách, nói rằng, Lão Dư, An Quốc, Hồng Phương, các ngươi đều ở đây trong A. Nguyên bản ta còn không tốt lắm ý tứ giao thừa hôm qua Diệp gia có muộn cơm ăn đấy. Hiện tại ta có thể không cần phải lo lắng, có các ngươi những. Này ra mặt dày lão gia này cùng ta ni. Tại Dương Viễn không đi tiến Diệp gia phòng khách bao lâu, cái khác Hoa Hạ quốc cao tầng sôi nổi mang theo con của bọn họ đi tới Diệp gia, bọn họ một đám toàn bộ là tới cọ cơm tối, điều này làm cho Diệp Trấn Hồng có chút ngốc trệ, bình thường khai cao tầng hội nghị thời gian, những lão gia hỏa này có đôi khi cũng bình thường hội vắng mặt, ngày hôm nay đây là cái gì tình trạng? Hoa Hạ quốc cao tầng vậy mà một cái cũng không ít. Bọn họ đều là tới Diệp gia cọ cơm tối ăn, nhưng lại đều mang mỗi người bọn họ nhi tử. Diệp Trấn Hồng biết những lão gia hỏa này phỏng chừng toàn bộ là bởi vì hắn tôn tử Thần Phong mà đến, mang theo con của bọn họ muốn cùng Diệp gia, cùng Diệp Thần Phong làm tốt quan hệ, hắn trong lòng mơ hồ thăng khởi vài phần tự hào cảm giác, có thể hắn ngày hôm nay nguyên bản liền chuẩn bị một bàn, hiện tại xem ra lại muốn thêm hai bàn. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Dư Phong Niên từ trong túi lấy ra một xấp tiền lì xì, đầu tiên phái cấp Diệp Thần Phong một cái. Sau đó nhìn đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh đông đảo nữ nhân, hắn vừa cười hỏi, Thần Phong, những thứ này đều là nữ nhân của ngươi. Dư Phong Niên khi lấy được khẳng định đáp án sau, lại lần lượt cấp Võ Hiểu Phỉ, Ninh Vũ Đình đẳng chúng nữ phái hồng bao. Cái khác cao tầng cũng toàn bộ chuẩn bị xong tiền lì xì, sôi nổi cấp Diệp Thần Phong cùng nữ nhân của hắn phái tiền lì xì, một vòng xuống Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ đẳng chúng nữ trong tay cầm một xấp thật dày hồng bao. Cái này có phần cũng quá khoa trương một điểm. Những cao tầng này nhi tử cũng toàn bộ khích lệ Diệp Thần Phong là tuấn tú lịch sự các loại, khoa được thời gian qua ra mặt dày Diệp Thần Phong đều có chút không tốt lắm ý tứ, toàn bộ Diệp gia trong phòng khách là náo nhiệt không gì sánh được. Dư Phong Niên cùng Dương Viễn đẳng đông đảo cao tầng, bọn họ khi nhìn đến Diệp Thần Phong có như thế nữ nhân sau, bọn họ trong lòng lại động khởi hướng Diệp Thần Phong đẩy mạnh tiêu thụ tôn nữ tâm tư. Dù sao Diệp Thần Phong đều có nhiều như vậy nữ nhân, cũng không quan tâm nhiều hơn nữa bọn họ một cái cháu gái. Dù sao Diệp Thần Phong vô hạn tiềm lực bọn họ đều nhìn ở trong mắt, nếu như có thể nhượng Diệp Thần Phong làm bọn họ tôn nữ tế tự không thể tốt hơn. Chương 648, dùng cả đời đi bảo hộ. Bóng đêm dã rời. Kinh thành trong trời đêm hoa tuyết dần dần dày đặc lên, xem ra đêm nay lại là một hồi nhiều tuyết. Diệp gia biệt thự trong phòng ăn. Lại tăng lên hai cái bàn, đông đảo Hoa Hạ quốc cao tầng tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm,
cái này hình như vẫn là lần đầu tiên giao thừa dạ đông đảo cao tầng tụ chung một chỗ đi ăn ni. Mà thúc đẩy cái kết quả này nguyên nhân là Diệp Thần Phong, có thể thấy được Diệp Thần Phong tại những lão gia hỏa này trong lòng trọng lượng bao lớn. Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng cảm thán nói rằng, Thần Phong, xem ra bây giờ mặt mũi của ngươi so với ta đều đại a. Những này lão nhân cũng đều là hướng về phía ngươi tới, Diệp gia giao thừa dạ thế nhưng đã lâu không có như thế náo nhiệt qua. Diệp Thần Phong cũng không có nghĩ tới những thứ này cao tầng hội như thế nể tình, tâm tình của hắn cũng biến thành tốt vô cùng, vừa vặn chuẩn bị thức ăn không đủ, cho nên hắn chuẩn bị tự mình hạ trù làm mấy món ăn, coi như là hồi báo cấp những này lão nhân một phần lễ vật, dù sao muốn ăn được Diệp Thần Phong tự mình làm thức ăn có thể không phải đơn giản như vậy. Ra ra, ta đi tại trù phòng làm mấy món ăn đi ra, ngày hôm nay vừa vặn có điểm ngứa tay. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, sau đó liền hướng tới tại trù phòng đi. Diệp Trấn Hồng thế nhưng hưởng qua Diệp Thần Phong trù nghệ, lần trước ăn Diệp Thần Phong nấu đi ra món ăn còn là trước đây thật lâu, hiện tại nhớ lại, có thể dùng hắn cổ họng trong không kiềm hãm được bắt đầu nuốt khởi nước bọt, loại mỹ vị làm cho hắn đến nay đều khó khăn dùng quên. Trấn Hồng, Thần Phong đi phòng bếp làm gì? Dư Phong Niên nhìn đến Diệp Thần Phong đi hướng phòng bếp hình bóng, nhịn không được đi đến Diệp Trấn Hồng trước mặt hỏi. Các ngươi những lão gia hỏa này ngày hôm nay có lộc ăn, bởi vì các ngươi ra mặt dày tới chúng ta ra ăn cơm chùa. Có thể dùng chúng ta nguyên bản chuẩn bị xong thức ăn có chút không đủ, cho nên Thần Phong chuẩn bị tự mình nấu mấy món ăn đi ra. Diệp Trấn Hồng nuốt nước bọt nói rằng. Diệp Trấn Hồng lời nói này đưa tới ở đây sở hữu cao tầng chú ý. Dư Phong Niên không dám tin chừng lớn suy nghĩ con ngươi, nói rằng, Trấn Hồng, ngươi nói Thần Phong muốn tự mình hạ trù. Thần Phong còn biết nấu ăn. Trấn Hồng, ngươi có phần nói quá khoa trương đi. Cái gì gọi là chúng ta có lộc ăn? Thần Phong có thể cho chúng ta những lão gia hỏa này nấu mấy món ăn, chúng ta trong lòng là cảm thấy rất cao hứng. Có thể lẽ nào Thần Phong trù nghệ so tử điếm cấp 5 sao đại trù còn tốt hơn sao? Cho nên Trấn Hồng ngươi yên tâm đi, bất kể đợi một lát Thần Phong nấu đi ra món ăn vị làm sao, chúng ta cũng sẽ ăn hết tất cả. Dương Viễn vừa cười vừa nói. Võ An Quốc nhưng cũng là thưởng thức qua Diệp Thần Phong nấu đi ra thức ăn. Liền vội vàng nói, Trấn Hồng có thể không có ở nói bậy, ngày hôm nay các ngươi có thể phẩm thường Thần Phong trù nghệ, cũng coi như các ngươi những lão gia hỏa này có lộc ăn. Ngay cả ta và Trấn Hồng phẩm thường Thần Phong trù nghệ số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần Phong nấu đi ra món ăn thật có các ngươi nói ăn ngon như vậy. Đợi một lát ta có thể phải thật tốt phẩm thường thưởng thức. Dư Phong Niên vẫn còn có chút không thể tin được Diệp Trấn Hồng cùng Võ An Quốc lời nói. Một bên Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh, bọn họ đang nghe Diệp Thần Phong muốn hạ trù sau đó, bọn họ hai cái trong miệng không ngừng phân bố ra nước bọt tới. Bọn họ từ trước cũng là thưởng thức qua Diệp Thần Phong nấu đi ra thức ăn. Vậy đơn giản là không thể đủ mỹ vị để hình dung, thứ mùi đó là ăn ngon dường như thượng thiên đường cảm giác. Diệp gia tại trù phòng, chúng nữ tại bang chợ Diệp Thần Phong trợ thủ, Diệp Thần Phong mỗi một đạo món ăn cũng sẽ nhiều nấu một ít, trước hết để cho tại trù phòng chúng nữ một no có lộc ăn, cho nên đến cuối cùng chúng nữ căn bản không lại đánh hạ tay. Mà là chuyên môn phụ trách ăn. Từng cái một hoàn toàn đã không có thục nữ hình tượng, phảng phất là quỷ chết đói đầu thai thông thường. Đại chừng nửa canh giờ thời gian, Diệp Thần Phong thuận lợi nấu ra năm đạo bất đồng thức ăn, mà Võ Hiểu Phỉ đẳng chúng nữ trong quá trình này cũng toàn bộ là ăn chống đỡ. Một đám lẫn nhau nhìn đối phương thời gian, trắng nõn trên gương mặt hiện đầy xấu hổ cùng đỏ bừng thần sắc. Diệp Thần Phong tướng mỗi đạo món ăn phân biệt thẳng đặt ở ba cái trong cái mâm. Đầu tiên đầu đi ra đạo thứ nhất món ăn, là cung pao chicken. Diệp gia trong phòng ăn, tất cả mọi người đã ngồi ở cái ghế thượng bắt đầu ăn xong rồi lãnh món ăn tới, đương ba bàn cung pao chicken mang lên bàn thời gian, đại khái vừa nhìn cùng bên ngoài tửu điếm trong không có khác nhau, Diệp Trấn Hồng nói rằng, mọi người đều tới thưởng thường Thần Phong trù nghệ đi. Bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau còn muốn ăn được cái này loại mỹ vị, có thể tựu thật không có đơn giản như vậy. Số một thủ trưởng Dư Phong Niên cho rằng Diệp Trấn Hồng là nói ngoa, vậy làm sao nhìn cũng là một bàn bình thường cung pao chicken a. Thật chẳng lẽ sẽ là nhân gian mỹ vị sao? Dư Phong Niên đệ nhất cái động chiếc đũa, gắp lên một khối gà đinh đặt ở trong miệng, bắt đầu chậm chậm chớ nhai, theo nhấm nuốt, trên mặt hắn thần sắc bắt đầu biến hóa,
chiếc đũa xốc lên cung Pao Chicken tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái khác Hoa Hạ quốc cao tầng nhìn đến Dư Phong Niên cái này loại hành động quái dị, bọn họ cũng sôi nổi gắp lên cung Pao Chicken đặt ở trong miệng, kết quả là bọn họ cũng hướng Dư Phong Niên giống nhau thất khống, cái này loại mỹ vị quả thực là để cho bọn họ muốn ngừng mà không được. Phải biết rằng Diệp Thần Phong bất kể là đao công, còn là gia vị phương diện, toàn bộ không phải thời đại này đầu bếp có thể so sánh, cho nên hắn làm được cung Pao Chicken có thể nói là cái này trên thế giới hoàn mỹ nhất cung Pao Chicken. Ngắn ngủi không tới một phút thời gian, đông đảo cao tầng trên bàn một bàn cung Pao Chicken bị quét sạch, mà những lão gia hỏa này môn trong miệng còn không có ăn ra cái vị tới, vừa muốn đem con trai của bọn họ bàn thượng lấy tới hưởng dụng, phát hiện mặt khác hai bàn thượng cung Pao Chicken cũng toàn bộ càn quét xong. Kế tiếp, mỗi một đạo món ăn bưng lên bàn, những quốc gia này cao tầng dường như chừng mấy ngày không có ăn cơm tên khất cái thông thường, lẫn nhau tranh đoạt, tràng diện này có thể rất hoa lệ. Những lão gia hỏa này môn còn thỉnh thoảng hội cãi nhau. Lão Dư, cuối cùng này một khối đường thố xương sườn rõ ràng là ta trước gắp đến, ngươi cũng quá vô sỉ đi. Dương Viễn thổi dâu trừng mắt đúng Dư Phong Niên nói rằng. Dư Phong Niên bởi vì từ Dương Viễn chiếc đũa hạ đoạt lấy một khối đường thố xương sườn mà vui vẻ ni, thuận miệng nói rằng, lão Dương, ngươi lời này có thể tự nói sai rồi, xương sườn vừa không có bị ngươi gắp đến trong chén ni. Cho nên ta nơi nào vô sỉ. Dương Viễn cổ họng trong nuốt nước bọt, trên mặt mang dáng tươi cười, đúng Diệp Thần Phong nói rằng, Thần Phong, người vội vàng trên dưới một món ăn đi. Diệp Thần Phong tùy ý nhún vai, nói rằng, các ngươi thật đúng là đã cho ta hôm nay là đầu bếp. Ta tổng cộng cũng mới nấu 5 đạo món ăn, đây là nhìn tại ta ngày hôm nay tâm tình không tệ phân thượng, nếu không các ngươi cho là có thể ăn được ta thân thủ nấu món ăn sao? Đông đảo cao tầng nghe vậy sôi nổi lộ ra thần sắc thất vọng, có thể cũng không tốt lắm ý tứ lại xin Diệp Thần Phong nấu ăn, hiện tại bọn họ trong lòng càng cảm thấy muốn nhượng Diệp Thần Phong làm bọn họ cháu rể. Diệp Thần Phong không chỉ lên được chiến trường, còn hạ được phòng bếp, đây quả thực là tôn nữ tế người lựa chọn tốt nhất, lại nói đêm nay bọn họ ăn Diệp Thần Phong nấu món ăn, sau đó ăn người khác nấu món ăn còn có thể có vị sao. Diệp Thần Phong tùy tiện ăn vài miếng món ăn sau đó. Hắn liền mang theo hai bình mao đài đi ra ngoài đi ra, ngồi ở Diệp gia bên ngoài biệt thự trên bậc thang, nắm thật chặt y phục trên người, tùy ý hoa tuyết bay xuống tại trên người của hắn, mở ra một bình mao đài, hướng tới trong miệng ực một hớp, ngày mai hắn muốn chính thức xuất phát đi trước cổ võ giới, trong lòng tâm tình đột nhiên biến được có chút buồn bực. Võ Hiểu Phỉ đẳng chúng nữ không biết lúc nào cũng đi ra Diệp gia, các nàng sôi nổi ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh, Võ Hiểu Phỉ mở ra một khác bình mao đài, cũng hướng tới trong miệng ực một hớp, sau đó tướng bình rượu đưa cho Ninh Vũ Đình, Ninh Vũ Đình không nói lời gì ực một hớp sau đó, lại đem bình rượu đưa cho Triệu Uyển Đình. Chúng nữ đều không nói gì, chỉ là lẳng lặng cùng Diệp Thần Phong uống rượu, cho dù uống đôi má đỏ bừng, cho dù uống choáng váng, các nàng vẫn như cũ lại yên lặng một đám uống rượu. Diệp Thần Phong đột nhiên gian từ trên bậc thang đứng lên, nhìn bay hoa tuyết bầu trời đêm. Quát, nhân sinh khó có được vài hồi say. Sau đó, hắn lại xoay người nhìn ngồi ở trên bậc thang, Võ Hiểu Phỉ, Ninh Vũ Đình, Bạch Tuyết Linh, Triệu Uyển Đình, Đường Hân cùng Vương Phỉ Phỉ, mấy đạo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hơn nữa Hàn Sơ Tuyết vừa vặn 7 cái, xem ra ta Diệp Thần Phong muốn làm hiện đại bản Vi Tiểu Bảo. Diệp Thần Phong vươn tay cánh tay tướng chúng nữ ôm, nói rằng, ngày hôm nay chúng ta tới cái dùng thiên vì bị, dùng địa vì giường đi. Thần Phong ca ca, nguyên lai ngươi thích dã chiến a. Đường Hân khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác. Thần Phong, ta phát hiện ngươi hứng thú càng tới càng biến thái. Bạch Tuyết Linh mặt thượng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Thần Phong, có thể gặp gỡ ngươi là ta đời này may mắn lớn nhất. Võ Hiểu Phỉ thâm tình nói rằng. Nghe chúng nữ hoặc là vui cười, hoặc là thâm tình ngôn ngữ. Diệp Thần Phong cũng nói, có thể gặp phải các ngươi cũng là ta Diệp Thần Phong may mắn lớn nhất. Một đêm này, khắp bầu trời tuyết bay. Diệp Thần Phong cùng chúng nữ tại trong tuyết vui đùa ầm ĩ liên tục. Một đêm này, Diệp Thần Phong biết những nữ nhân này là muốn hắn dùng cả đời đi bảo hộ, đi che chở. Chương 649, Tiến quân cổ võ giới. Ngày kế, mặt trời chậm chậm mọc lên từ phương đông. Ánh mặt trời ấm áp bắn phá tầng mây sái hướng đại địa,
trên mặt đất tuyết đọng chậm chậm có dấu hiệu hòa tan. Hôm nay là Diệp Thần Phong chính thức xuất phát đi trước cổ võ giới ngày, Diệp ra cửa biệt thự, Diệp lão gia tử, võ lão gia tử cùng võ hiểu phỉ đẳng chúng nữ đều tại, nhất là những nữ nhân này đều lưu luyến không rời nhìn Diệp Thần Phong. Ta đã nói ta không thích nhất cái này loại tống biệt tràng cảnh, ta cũng không phải vĩnh viễn không trở lại, các ngươi một đám không cần một bộ mày ủ mặt ê bộ dáng. Diệp Thần Phong hít một hơi sáng sớm lạnh giá lại không khí thanh tân nói rằng. Thần Phong, không cho phép ngươi nói bậy, chúng ta cũng sẽ chờ ngươi trở về. Võ Hiểu Phỉ tiến lên bang Diệp Thần Phong sửa sang lại cổ áo nói rằng. Thần Phong ca ca, Hân Nhi biết ngươi khẳng định lại muốn đi làm chuyện nguy hiểm, bất quá, Hân Nhi biết Nam Nhi trí ở bốn phương, Hân Nhi vĩnh viễn hội ở sau lưng chống đỡ Thần Phong ca ca ngươi. Đường Hân cổ quật cường cái miệng nhỏ nhắn, mặt thượng là một bộ kiên định biểu tình. Chúng nữ sôi nổi quan tâm đúng Diệp Thần Phong nói rất nhiều, các nàng đã hoàn toàn tiến nhập thê tử nhân vật, dù sao các nàng mỗi một người đều trở thành Diệp Thần Phong nữ nhân chân chính. Đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Diệp Đông Kiệt, cười mở miệng nói rằng, các ngươi hãy yên tâm, Thần Phong tiểu tử này ta sẽ giúp các ngươi chiếu cố tốt, có ta ở đây tuyệt đối không có vấn đề. Đông Kiệt nói không sai, chúng ta hai một trưởng bối hội chiếu cố tốt Thần Phong, cái này một điểm các ngươi tự không cần lo lắng. Võ Khôn Minh cũng lập tức mở miệng nói rằng, Diệp lão gia tử cùng võ lão gia tử tức giận bày cái này hai người liếc mắt, Diệp lão gia tử nói rằng, Đông Kiệt, bằng thực lực của ngươi thế nào chiếu cố Thần Phong, ta xem chỉ có Thần Phong bảo vệ ngươi phần. Ngược lại, Diệp lão gia tử lại quan tâm nhìn Diệp Thần Phong. Nói rằng, Thần Phong, xuất môn tại ngoại hết thảy đều phải cẩn thận, nếu như gặp phải không giải quyết được phiền phức, ngươi nghìn vạn không cần phô trương thanh thế, ra ra ta chờ ngươi bình an trở về. Thần Phong, ra ra ngươi nói không sai, cổ võ giới là một cái đặc biệt thần bí địa phương, chúng ta đều không biết cổ võ giới bên trong rốt cuộc là bộ dáng gì. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ võ ra ra ta một câu nói. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, gặp phải thực lực cường hãn hơn ngươi đối thủ, ngươi nhất định muốn tránh đi phong mang, đó cũng không phải một cái chuyện mất mặt. Võ lão gia tử cũng lời nói thấm thía nói rằng. Tốt, các ngươi một đám để làm chi đem bầu không khí khiến cho thương cảm như vậy. Ta nhất định hội bình an trở về. Diệp Thần Phong đúng mọi người nói, sau đó cùng Diệp Đông Kiệt, Võ Khôn Minh cùng đi thượng một chiếc quân dụng xe Jeep. Võ Khôn Minh phụ trách điều khiển, Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Bọn họ trước muốn đi một chuyến vùng ngoại ô sân huấn luyện, Diệp Thần Phong đã trước đó nhượng sở hữu phong vệ đội thành viên tại sân huấn luyện tập hợp. Quân dụng xe Jeep lành nghề lái ra một khoảng cách sau, Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh hai người mà bắt đầu oán trách lên. Diệp Đông Kiện nói rằng, thực sự là quá không công bình, ta chẳng lẽ không đúng cũng muốn đi cổ võ giới sao? Thế nào lão đầu tử nhà ta liền câu quan tâm cũng không có. Ta thật hoài nghi ta có phải là hắn hay không con trai ruột, thật là muốn cháu trai, không cần con trai. Tại điều khiển quân dụng xe Jeep Võ Khôn Minh cũng lập tức nói rằng, ai nói không phải ni. Ta ra lão đầu tử kia từ có Thần Phong cái này cháu rể sau đó. Đúng ta đứa con trai này càng là chẳng quan tâm, lòng người dễ thay đổi a. Lòng người dễ thay đổi. Tiểu thúc, võ thúc thúc. Kỳ thực hai vị lão gia tử còn là thật quan tâm các ngươi, đêm qua bọn họ còn cố ý dặn dò ta một phen. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng. Bọn họ nói cái gì? Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh miệng đồng thanh hỏi. Hai vị lão gia tử nhường ta không nên đem các ngươi mang đi cổ võ giới, ta cũng đáp ứng. Cho nên bọn họ biết các ngươi sẽ không đi cổ võ giới, vừa mới vừa rồi không có đối với các ngươi biểu lộ ra quan tâm. Lần này đi cổ võ giới khả năng nguy hiểm trùng điệp. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh làm Diệp Thần Phong trưởng bối, để cho bọn họ hai cái ở lại kinh thành cũng không phải một chuyện xấu. Cái gì, không cho chúng ta đi cổ võ giới? Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh lần thứ hai chăm miệng một lời. Võ Khôn Minh càng là chợt đạp phanh lại, xăm lốp xe cùng mặt đất ma sát phát sinh tư 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 thanh âm chói tai. Võ Khôn Minh vẻ mặt đau khổ, nói rằng, không được. Thần Phong, lần này ta nhất định muốn cùng đi với ngươi cổ võ giới. Thần Phong, người tiểu thúc ta chờ đi cổ võ giới đã rất lâu rồi, hai vị này lão gia tử hát là kia một gia. Diệp Đông Kiện cũng kiên trì muốn đi cổ võ giới. Tiểu thúc, võ thúc thúc,
ta xem lần này hai người các ngươi trước không cần đi cổ võ giới, các ngươi muốn kiến thức một chút cổ võ giới là bộ dáng gì. Chờ sau này ta quét ngang cổ võ giới, tại cổ võ giới chung có thế lực, các ngươi nghĩ lúc nào tiến nhập cổ võ giới đều có thể. Lại nói phong vệ đội gia nhập nhiều như vậy thành viên mới, tổng nên có người lưu lại huấn luyện bọn họ đi. Lần này ta tự cho các ngươi đương một hồi huấn luyện viên, phải biết rằng các ngươi huấn luyện thế nhưng từ trước binh vương tổ thành viên, các ngươi sẽ phải cảm giác rất đã nghiền. Diệp Thần Phong nói nhiều như vậy lời hữu ích, nhìn đến Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh hai người, vẫn như cũ là vẻ mặt thề sống chết muốn đi cổ võ giới biểu tình, hắn lập tức ra vẻ không sao lên, dù sao cái này là hai vị lão gia tử làm quyết định, nếu như các ngươi dám muốn theo ta đi cổ võ giới. Hai vị lão gia tử nói, các ngươi từ nay về sau cũng không cần bước vào gia môn khẩu một bước, bọn họ cũng cho rằng không có sinh qua các ngươi như thế một đứa con trai. Bất quá, bọn họ còn nói, các ngươi muốn đi cổ võ giới cũng không phải là không thể được, thế nhưng có một cái điều kiện, các ngươi phải muốn thỏa mãn điều kiện này tài năng đủ đi. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh nghe thế lần lời nói, một đôi mắt lập tức sáng lên. Không hẹn mà cùng hỏi, là điều kiện gì? Đánh thắng ta, các ngươi là có thể đi cổ võ giới. Diệp Thần Phong nhún vai nói rằng. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh thiếu chút nữa bị những lời này cấp sặc tử, muốn đánh thắng Diệp Thần Phong. Chỉ sợ bọn họ đời này đều không làm được, bọn họ lão nhân đều đã đem lời nói đến nước này thượng, bọn họ hai cái không muốn lưu lại, cũng chỉ có thể đủ lưu lai, tự thanh thản tại kinh thành huấn luyện phong vệ đội thành viên mới đi. Khoảng chừng hai cái tiếng đồng hồ sau, Diệp Thần Phong xuất hiện ở vùng ngoại ô sân huấn luyện nội, nhìn trước mặt phong vệ đội thành viên, hắn đem đại khái an bài nói một lần. Diệp Thần Phong chuẩn bị trước cùng Tần Nghị tiến nhập cổ võ giới đi thăm dò một chút đường, dù sao một nhóm lớn người cùng nơi dũng mãnh vào cổ võ giới quá rêu rao, phong vệ đội cái này một nhóm lớn thiên giai cao thủ là Diệp Thần Phong trong tay một lá bài tẩy. Đến lúc đó nếu như tại cổ võ giới chung xảy ra chuyện gì, có thể tùy thời tướng phong vệ đội điều tiến cổ võ giới chung tới. Tần Nghị đã nói cho Diệp Thần Phong tiến nhập cổ võ giới khoảng chừng cửa vào ở địa phương nào, cho nên Diệp Thần Phong tại phụ cận thành thị bang vương lực chúng nhân đính tốt tửu điếm, nhượng vương lực chúng nhân trước tiên ở tửu điếm trong đợi tin tức của hắn, đồng thời nhượng vương lực cùng Hắc Tâm hai người phụ trách mang đội. Tại tướng đại khái an bài nhượng phong vệ đội thành viên giải một lần sau đó, Diệp Thần Phong còn nói thêm, đợi một lát ta và Tần Nghị trước phải xuất phát, đến nỗi các ngươi những người còn lại có thể từng nhóm xuất phát, các ngươi chỉ cần tại ta trước đó đính tốt tửu điếm trong chờ ta thì tốt rồi. Lần này cổ võ giới hành trình, ngay cả ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Cho nên các ngươi phải muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, huống hồ ta Diệp Thần Phong bước vào cổ võ giới, trên cơ bản hội tướng cổ võ giới khuấy cái thiên hôn địa ám. Các ngươi một cách tự tin theo ta cùng nơi quét ngang cổ võ giới sao? Diệp Thần Phong một phen ý chí chiến đấu sục sôi lời nói, truyền vào phong vệ đội thành viên tai trong sau, có thể dùng phong vệ đội thành viên một đám là nhiệt huyết sôi trào lên, chỉnh tề quát chúng ta một cách tự tin. Tốt, mọi người đều chuẩn bị một chút đi, ta và Tần Nghị trước phải xuất phát, Diệp Thần Phong đúng mọi người nói. Ngược lại, Diệp Thần Phong nhìn đến Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh hai người còn là mày ủ mặt ê, vì vậy liền đi tới hai người bên cạnh, nói rằng, tiểu thúc, võ thúc thúc, hai người các ngươi lên tinh thần tới, lẽ nào huấn luyện phong vệ đội thành viên mới tựu không phải sự tình sao? Phong vệ đội vừa mới khởi bước, ta hy vọng lần sau lúc trở lại, ta có thể nhìn đến phong vệ đội thành viên mới thực lực đều đề thăng tới tối thiểu địa giai trở lên. Từ đó, ngoại trừ Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh bên ngoài, muốn đi vào cổ võ giới phong vệ đội thành viên, tổng cộng có thiên giai hạ phẩm thành viên 21 người, thiên giai trung phẩm thành viên 59 người, thiên giai thượng phẩm thành viên 8 người, tổng cộng 88 gã thiên giai cao thủ. Diệp Thần Phong lãnh đạo nhóm người này có thể tướng cổ võ giới khuấy cái hôn thiên địa ám sao? Chương 650, nơi nào đều có con ruồi. Hai ngày sau, đại niên đầu tháng 3, đương hoa hạ quốc mỗi cái thành thị người, vẫn như cũ là ở vào tân niên vui mừng trong không khí thời gian. Diệp Thần Phong cùng Tần Nghị đi tới một phiến trống trải trên thảo nguyên, trước đây Tần Nghị theo lãnh hải các cao thủ, đi qua kết giới chi môn đi ra cổ võ giới, tự là xuất hiện ở cái chỗ này, cho nên kết giới chi môn cũng còn là tại ở đây mở. Lão đại,
cổ võ giới kết giới chi môn chỉ có thiên giai thượng phẩm cao thủ tài năng đủ mở, ngươi thử bắt tay trưởng đè xuống đất, tướng lực lượng quán chú đi vào. Tần Nghị đúng Diệp Thần Phong nói rằng, Diệp Thần Phong thực lực hôm nay là cao hơn thiên giai thượng phẩm cao thủ, hắn thấy chân kình chi lực cùng linh hồn lực nên đều có thể đủ mở kết giới chi môn, tay phải bàn tay đặt tại trên mặt đất, thể nội vận chuyển lên 10 cấp trung kỳ linh hồn lực, xuyên thấu qua tay phải bàn tay không ngừng quán chú đến mặt đất trong. Theo Diệp Thần Phong linh hồn lực không ngừng quán chú, nguyên bản trước mặt trống trải trên thảo nguyên, đột nhiên gặp xuất hiện một đạo bạch sắc màn sáng, lóe không gì sánh được tia sáng chói mắt, những người thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Một bên Tần Nghị khi nhìn đến bạch sắc màn sáng sau, mừng rỡ nói rằng, lão đại, kết giới chi môn xuất hiện, chúng ta có thể tiến nhập cổ võ giới. Tần Nghị kích động kìm lòng không đậu tướng hai tay nắm thành quyền đầu. Bây giờ thực lực của hắn được sự giúp đỡ của Diệp Thần Phong, đạt được thiên giai trung phẩm đỉnh phong trình độ, hắn cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực trở về cổ võ giới. Lại mà, Tần Nghị một nghĩ đến phong vệ đội hơn 80 tên thiên giai cao thủ, hắn thật hưng phấn không nói nên lời, cổ lực lượng này phóng đến cổ võ giới chung đi cũng tuyệt đối là không thể khinh thường, có Diệp Thần Phong cái này lão đại bang hắn chỗ dựa. Hắn khẳng định có thể tướng đã từng mất tôn nghiêm toàn bộ tìm trở về. Diệp Thần Phong tướng đặt tại trên mặt đất bàn tay rời đi, nhìn trước mặt ánh sáng chói mắt mạc. Hỏi, Tần Nghị, chúng ta chỉ cần đi vào cái này đạo quang mạc chung là được rồi đi. Tần Nghị điểm gật đầu, nói rằng, lão đại, nên là cái dạng này, chỉ cần đi qua cái này đạo quang mạc, chúng ta hai cái là có thể đến cổ võ giới. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nói rằng, tốt, Tần Nghị. Như vậy chúng ta liền tiến vào đi. Nói. Diệp Thần Phong cùng Tần Nghị sóng vai đi vào trước mặt chói mắt màn sáng chung, có thể đi tiến màn sáng chung sau đó, Tần Nghị phát hiện có điểm không đúng lắm, hắn lần trước đi qua kết giới chi môn thời gian, là có thể một đi thẳng về phía trước, mà lần này lại đi tiến màn sáng chung. Hắn phát hiện căn bản không có cách gì đi về phía trước, đây rốt cuộc là thế nào một hồi sự. Cùng Tần Nghị sóng vai Diệp Thần Phong cũng phát hiện vấn đề này, liền hỏi Tần Nghị, thế nào không có cách gì đi về phía trước. Tần Nghị có chút lúng túng nói, lão đại, ta cũng không biết cái này là thế nào một hồi sự tình. Diệp Thần Phong trong lòng cảm thấy không ổn, liền vội vàng nói, Tần Nghị. Chúng ta lập tức lui ra ngoài. Nhưng khi Diệp Thần Phong xoay người lui về phía sau thời gian, phát hiện đằng sau lui ra ngoài mở miệng cũng không có, chu vi ngoại trừ tia sáng chói mắt chỉ còn lại tia sáng chói mắt. Cái này chết tiệt, chúng ta chẳng lẽ muốn bị vây ở chỗ này? Diệp Thần Phong khó chịu nói rằng, vừa dứt lời, không gian chung quanh chợt chấn động lên. Với lại chấn động tần suất theo thời gian trôi qua tại càng nhiều lần cùng mãnh liệt. Tần Nghị tại cảm thụ được rung động sau đó, hắn tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nói rằng, lão đại, có đôi khi đang đánh khai kết giới chi môn thời gian sẽ gặp phải không gian phong bế chấn động, bất quá, gặp phải loại chuyện như vậy xác suất vì bách phân chi nhất. Lão đại! Không gian phong bế rung động không hội đúng chúng ta sinh mệnh sản sinh nguy hiểm, chúng ta vẫn như cũ là có thể thuận lợi tiến nhập cổ võ giới chung, thế nhưng chúng ta hội bị kết giới chi môn lập tức truyền tống một chỗ đi, đây cũng là ta từ trước nghe người khác nói. Diệp Thần Phong khi biết trạng huống trước mắt không có gặp nguy hiểm sau đó, hắn liền yên lòng, an tâm cùng đợi không gian phong bế chấn động kết thúc. 5 phút sau, chu vi chấn động mãnh liệt trình độ dường như muốn tướng không gian đều đánh rách tả tơi thông thường. Diệp Thần Phong đột nhiên thấy trước mặt ánh sáng màu trắng xuất hiện một đạo vết nứt tại từ từ mở rộng, cuối cùng xuất hiện một cái chừng một thước rộng mở miệng. Tần Nghị vừa cười vừa nói, lão đại, ta đã nói chúng ta không có nguy hiểm tánh mạng, ngươi nhìn, cái này đi thông cổ võ giới cửa vào không phải xuất hiện mà. Chúng ta đây còn chờ cái gì? Đi nhanh lên đi, Diệp Thần Phong nói, liền cùng Tần Nghị cùng nơi hướng tới trước mặt cửa vào đi. Đang đi ra cửa vào chớp mắt, Diệp Thần Phong thật có loại chửi má nó xung động, hắn chỉ cảm thấy thân thể đang không ngừng đi xuống rơi, bọn họ hai cái bị trực tiếp ngẫu nhiên truyền lại đưa đến một ngọn núi vách đá thượng, thân thể trên không trung không ngừng đi xuống rơi, Diệp Thần Phong không kịp lo lắng nhiều cái gì, thô sơ giản lược đoán chừng một chút cái này tòa sơn nhai cao độ, khoảng chừng có 500-600 mét, nếu như trực tiếp như vậy ngạnh sinh sinh xuất tại trên mặt đất. Chỉ sợ cũng liền hắn cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua một bên thân thể đồng dạng tại đi xuống rơi Tần Nghị,
tay trái bắt được Tần Nghị cánh tay, tay phải năm ngón tay chợt giữ lại vách đá, đồng thời mũi chân cũng đạp tại vách đá chi thượng, một đường trực tiếp từ vách đá thượng hiểm mà lại hiểm trượt rơi xuống đất thượng. Diệp Thần Phong một đôi giày trực tiếp bị mài phá, tướng Tần Nghị đặt ở trên mặt đất, thở dài một hơi, nói rằng, Tần Nghị, ngươi nha, cái này là ngươi nói không có gặp nguy hiểm sao? Hai người chúng ta có thể thiếu chút nữa đi gặp Diêm Vương gia. Tần Nghị có chút bị dọa đến dại ra ở, qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói rằng, lão đại, cái này cũng chỉ có thể đủ nói rõ chúng ta hai cái vận khí quá suy, bị kết giới chi môn trực tiếp truyền lại đưa đến giữa không trung. Diệp Thần Phong tức giận đảo cặp mắt trắng dã, bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh tới, cái này tòa sơn đáy vực hạ là một phiến thật lưa thưa rừng trúc, hướng xa xa nhìn lại, hắn mơ hồ có thể nhìn đến một ít cổ sắc kiến trúc cổ kính vật. Đồng thời, Diệp Thần Phong cũng nhìn thấy, cách đó không xa có bốn cái thanh niên tại hướng bọn họ cái này vừa đi tới, Diệp Thần Phong đại khái cảm ứng thoáng cái trên người đối phương thực lực mạnh độ, mạnh nhất một người cũng chỉ có đạt được thiên giai trung phẩm trình tự. Tại Diệp Thần Phong nhìn đến bốn cái thanh niên thời gian, Tần Nghị cũng nhìn thấy bọn họ, sắc mặt của hắn hơi biến, nói rằng, lão đại, bốn người bọn họ là trước đây phế đi ta cái kia nhất lưu môn phái trưởng môn con trai bên người chó săn. Tại Tần Nghị giới thiệu một chút, Diệp Thần Phong đại khái biết đối phương thân phận, bốn cái thanh niên trung thực lực cao nhất một người tên là Chu Võ Dụng, thực lực đạt tới thiên giai trung phẩm trình tự. Thứ yếu, một gã khác không có lông mi thanh niên tên là Tạ Lập. Hắn toàn thân thực lực đạt được thiên giai hạ phẩm, còn lại mặt khác hai cái thanh niên phân biệt là Trương Bác Thanh cùng Trịnh Thiên Long, thực lực của hai người bọn họ chỉ có địa giai thượng phẩm trình tự. Tần Nghị, cái này không phải vừa vặn mà, có thể giúp ngươi trước thu hồi một điểm lợi tức. Diệp Thần Phong khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Tần Nghị, là ngươi cái phế vật này, mấy ngày nay ngươi đã đi đâu, thiếu ngươi, chúng ta có thể thiếu rất nhiều lạc thú ni. Đi tuốt ở đằng trước thanh niên Chu Võ Dụng cười nhạo nói rằng. Ngược lại, Chu Võ Dụng ánh mắt lại tập trung đến Diệp Thần Phong trên người, tại Diệp Thần Phong trên người không có cảm thụ được bất luận cái gì năng lượng ba động, thuận miệng nói rằng, phế vật, cái này là ngươi tùy tùng. Các ngươi tại ở đây làm gì? Lẽ nào muốn khiêu vách núi sao? Cái này có thể biệt a? Đã không có ngươi, cuộc sống của chúng ta còn có vui thú sao? Bởi Diệp Thần Phong cùng Tần Nghị thu liếm khí tức, cho nên Chu Võ Dụng đám người cũng không có cảm giác ra thực lực của hai người bọn họ tới. Phế vật, nữ nhân của ngươi bị chúng ta thiếu chủ đoạt đi, nhìn ngươi bây giờ cái này phó đức hạnh, ngươi thật đúng là không xứng làm một người nam nhân, nếu không chúng ta giúp ngươi đem ngươi nửa người dưới đồ chơi kia phế đi. Đứng tại Chu Võ Dụng bên cạnh Tạ Lập vừa cười vừa nói. Phế vật, ngươi bây giờ nhiều một cái tùy tùng. Chúng ta cũng tự nhiều một cái món đồ chơi, ngươi thật đúng là sẽ thay chúng ta suy nghĩ a. Trương Bác Thanh khinh thường nói. Phế vật, gặp phải chúng ta coi như ngươi may mắn, ngươi và ngươi tùy tùng lập tức cấp ta quỳ dạp trên mặt đất học hai tiếng chó sủa tới nghe một chút, nếu như gọi không êm tai, ngày hôm nay hai người các ngươi có thể đừng nghĩ dễ dàng như vậy rời đi nơi này. Trịnh Thiên Long hoàn toàn không có tướng Diệp Thần Phong cùng Tần Nghị để vào mắt. Tần Nghị chăm chú cắn hàm răng. Hai con ngươi nộ hồng một phiến, trên trán nổi gân xanh, bàn tay chăm chú nắm thành quyền đầu. Nhìn đến Tần Nghị tức giận dáng dấp, Chu Võ Dụng nói rằng, phế vật, thế nào? Một đoạn thời gian không gặp, tính tình của ngươi trái lại trở nên lớn. Xem ra ngươi đã quên mình là một cái phế vật thân phận. Ngày hôm nay phải muốn nhượng ngươi nhớ lại một chút. Diệp Thần Phong hơi nhún vai, mặt thượng dáng tươi cười bị lạnh giá cấp bọc lại. Vừa bước vào cổ võ giới tự gặp Tần Nghị lão bằng hữu, xem ra nơi nào đều cũng có đáng ghét con ruồi, gặp phải những con ruồi này, Diệp Thần Phong tôn chỉ là, chút nào không lưu tình một cái tát đập chết. Chương 651, chiếu sát không lầm. Tần Nghị, nhìn tại chúng ta ngày hôm nay tâm tình tốt phân thượng, chúng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi và ngươi tùy tùng ngoan ngoãn học vài tiếng chó sủa, ta khuyên ngươi không cần tại trước mặt chúng ta phô trương. Dùng thực lực của ngươi bây giờ, chúng ta bốn người chung tùy tiện cái nào đều có thể đủ ngược tử ngươi, nếu để cho chúng ta động thủ, đến lúc đó có thể không phải học vài tiếng chó sủa có thể giải quyết chuyện. Chu Võ Dụng tướng thể nội thiên giai trung phẩm khí thế tăng lên lên, khẩu trung bình bình đạm đạm nói ra lời nói này, một đôi trong con ngươi tràn đầy cực độ châm chọc cùng cười nhạo. Chu sư huynh, ngươi còn là tướng thiên giai trung phẩm khí thế thu đi.
Nếu không ta xem Tần Nghị cùng hắn cái kia tùy tùng muốn bị dọa đến tè ra quần. Tạ Lập mặt thượng là phá lệ sung sướng thần tình, trêu đùa Tần Nghị đối với hắn mà nói là một chuyện vô cùng thú vị, ngược lại rồi hướng Tần Nghị, nói rằng, phế vật, Chu sư huynh thực lực đạt được thiên giai trung phẩm, các ngươi Thanh Vân môn tối cao thực lực người cũng chỉ có thiên giai trung phẩm đi. Các ngươi cái kia bất nhập lưu môn phái, sớm muộn có một ngày hội tiêu thất tại cổ võ giới chung, thế nào? Lẽ nào ngươi sợ đến ngay cả lời đều không nói ra miệng? Diệp Thần Phong vỗ vỗ Tần Nghị vai, hỏi Tần Nghị, lẽ nào các ngươi cổ võ giới chung người đều là như thế não tàn sao? Mấy con thổ gà ngói cẩu cũng dám như thế hung hăng càn quấy. Bị Diệp Thần Phong vỗ vỗ vai sau đó, Tần Nghị tâm tình bình tĩnh lại, hắn bây giờ có thể không phải mặc cho người nhu niết trái hồng mềm, thuận miệng nói rằng, lão đại, không nên bị mấy cái này ngu ngốc ảnh hưởng tâm tình của ngươi, bọn họ liền cho ngươi liếm đế giày tư cách đều không có. Cái gì? Nghe Diệp Thần Phong cùng Tần Nghị đối thoại, Chu Võ Dụng bọn bốn người còn dùng vì lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Phế vật Tần Nghị làm sao dám tại trước mặt bọn họ phách lối như vậy? Còn có bọn họ nghe Tần Nghị hô Diệp Thần Phong vì lão đại. Tần Nghị bên cạnh người thanh niên này chẳng lẽ không đúng hắn tùy tùng sao? Chu Võ Dụng chúng nhân lần thứ hai dò xét một phen Diệp Thần Phong cùng Tần Nghị thực lực, bởi Diệp Thần Phong cùng Tần Nghị thực lực ẩn núp phi thường tốt. Bốn người bọn họ căn bản tra xét không ra cái gì đồ đạc tới, lại nói Diệp Thần Phong thật sự là lạ mặt rất, nếu như đối phương là một cao thủ lời nói, như vậy sẽ phải tại cổ võ giới chung có chút danh khí, cho nên bọn họ cho rằng Tần Nghị cùng Diệp Thần Phong là đang hư trương thanh thế. Chu Võ Dụng khóe miệng hiện ra một vòng ngoan lệ dáng tươi cười, quát dẹp đường, hai cái không biết sống chết ngu ngốc, ngày hôm nay ta cho dù sát các ngươi, Thanh Vân môn cũng liền một cái thí cũng không dám phóng. Chu Võ Dụng tướng trong cơ thể chân kình chi lực tăng lên tới cực điểm. Thiên giai trung phẩm khí thế lộ không bỏ sót, cảnh này khiến một bên Tạ Lập chúng nhân đúng Diệp Thần Phong cùng Tần Nghị lộ ra nụ cười khinh thường. Phế vật, các ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Các ngươi vậy mà tướng Chu sư huynh chọc giận, xem ra hôm nay không ngừng rơi hai tay hai chân là không thể nào. Hay là bọn họ hai người ngu ngốc trực tiếp hội bị Chu sư huynh cấp một quyền đánh chết. Đối với Tạ Lập đám người tiếng nghị luận, Diệp Thần Phong nghe coi như là tại đánh giấm, trên mặt hắn thần sắc chút nào không biến hóa, hai tay nhàn nhã cắm vào trong túi quần. Cho các ngươi biết biết sự lợi hại của ta, Chu Võ Dụng dẫn đầu hướng Diệp Thần Phong vào tới, mạnh mẽ một quyền hướng Diệp Thần Phong ngực hung hăng ném tới. Tạ Lập chúng nhân nhìn đến Diệp Thần Phong vẫn như cũ là đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Bọn họ cho rằng Diệp Thần Phong hoàn toàn là bị Chu sư huynh khí thế cấp sợ choáng váng, phải biết rằng Chu Võ Dụng thực lực đạt được thiên giai trung phẩm trình tự, lại há là trước mặt người thanh niên này có thể ngăn cản. Cái này không thuần túy là bản thân tìm tội thụ sao? Vừa rồi ngoan ngoãn học hai tiếng chó sủa không phải tốt sao? Lúc này cho dù không chết cũng cần phải muốn biến thành tàn phế. Phanh, một tiếng. Diệp Thần Phong tại khẩn trong lúc nguy cấp tay phải từ trong túi quần đưa ra ngoài, cùng Chu Võ Dụng ngạnh sinh sinh đối oanh một quyền. Bất quá, Tạ Lập chúng nhân nhìn đến Diệp Thần Phong thời điểm xuất thủ. Mặt thượng vẫn là treo nụ cười khinh thường, bọn họ dường như đã có thể nhìn đến Diệp Thần Phong nằm trên mặt đất hoa hoa la hoảng tràng cảnh. Thế nhưng, tại Chu Võ Dụng cùng Diệp Thần Phong song quyền đụng vào nhau, trong không khí truyền ra một tiếng vang dội thời gian. Tạ Lập đám người trên mặt khinh thường biểu tình cứng ngắc ở. Một đám dường như biến thành tượng đá, hai con ngươi chung tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn họ không nhìn thấy Diệp Thần Phong nằm trên mặt đất hoa hoa la hoảng tràng cảnh. Mà là thấy được Chu Võ Dụng bị Diệp Thần Phong tùy ý một quyền cấp đánh bay ra ngoài, Chu Võ Dụng cả điều cánh tay phải bạo liệt ra, ở trong không khí hóa thành vô số huyết vụ. Bị một quyền đánh bay Chu Võ Dụng, cổ họng trong không ngừng phát sinh thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Thân thể nặng nề té lăn quay trên mặt đất, bên phải nơi bả vai bởi cả điều cánh tay bạo liệt, máu tươi đang không ngừng dũng mãnh tiến ra, có thể dùng Chu Võ Dụng cổ họng trong tê tâm liệt phế gieo hò. Chu Võ Dụng thế nhưng thứ thiệt thiên giai trung phẩm cao thủ. Trước mặt cái này cùng với Tần Nghị thanh niên, nhìn qua tuổi tác còn không có Chu Võ Dụng đại ni đi. Thế nào Chu Võ Dụng bị đối phương vô cùng đơn giản nhất chiêu tự phế đi một điều cánh tay. Hơn nữa còn là dùng như vậy chấn động cảm quan phương thức. T. Tạ Lập chúng nhân cổ họng trong đảo hít một hơi lãnh khí,
Dùng Diệp Thần Phong nhất chiêu hoàn ngược Chu Võ Dụng thực lực, bọn họ có thể kết luận Diệp Thần Phong tối thiểu có thiên giai thượng phẩm thực lực, còn trẻ như vậy thì có thực lực như vậy. Giống như vậy thiên tài tại cổ võ giới chung cũng không nhiều gặp, sợ rằng liền nhất lưu trong thế lực đều bồi dưỡng không ra như vậy chính là nhân vật tới, tối thiểu muốn những thần kia bí đỉnh cấp trong thế lực tài năng đủ bồi dưỡng được tới. Như vậy một cái cường hãn như vậy biến thái làm sao sẽ cùng phế vật Tần Nghị cùng một chỗ. Tạ Lập chúng nhân bây giờ là hối hận ruột đều thanh, nếu như Diệp Thần Phong thật là đỉnh cấp trong thế lực đệ tử, như vậy cái này không chỉ bọn họ muốn chịu không nổi, liền bọn họ môn phái phỏng chừng cũng muốn theo cùng nơi xui xẻo, dù sao bọn họ môn phái chỉ ở vào nhất lưu trình tự. Nằm trên mặt đất đau liên tục cuồn cuộn Chu Võ Dụng, hắn cũng nghĩ đến cái này một điểm, chịu đựng mất đi cánh tay đau nhức, từ dưới đất bò dậy, cắn răng nghiến lợi hỏi, bằng hữu, mới vừa rồi là ta mạo phạm ngươi, xin hỏi ngươi là môn phái nào chung đệ tử? Hôm nào ta cũng tốt tới cửa tới bồi tội. Diệp Thần Phong sao có thể đủ đoán không ra Chu Võ Dụng dụng ý. Thuận miệng nói rằng, ta không phải cổ võ giới chung người, mới vừa từ trong thế tục qua đây, các ngươi cũng không cần cấp ta trang cái gì cháu trai. Nghe được Diệp Thần Phong không phải cổ võ giới chung người, Chu Võ Dụng đám người trên mặt lập tức lộ ra tàn nhẫn thần sắc, Chu Võ Dụng lại thay đổi một bộ thái độ, nói rằng, tiểu tử, chúng ta là Quy Nguyên Môn. Quy Nguyên Môn là cổ võ giới chung nhất lưu thế lực, có thể không phải giống như ngươi vậy người có thể đắc tội nổi. Ta muốn hỏi một chút ngươi tên là gì? Diệp Thần Phong nhìn Chu Võ Dụng hỏi. Thế nào, hiện tại biết sợ, muốn nói xin lỗi ta. Ta cho ngươi biết, ngươi phải muốn đi gặp Diêm Vương gia, tên của ta gọi Chu Võ Dụng, ngươi cấp ta tốt nhớ kỹ. Chu Võ Dụng cho là Diệp Thần Phong đang nghe thế lực sau lưng hắn mà sợ. Chu Võ Dụng. Ngươi thật đúng là đủ vô dụng, bất quá, ngươi nhắc nhở ta một việc, nếu như ta hiện tại sát bốn người các ngươi môn phái sẽ biết là ta sát sao? Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Diệp Thần Phong khóe miệng nụ cười lạnh như băng đang khuếch đại. Nghe vậy, Chu Võ Dụng hận không thể đánh bản thân vài cái miệng tử, hắn biết bốn người bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong, lập tức lại thay đổi một bộ thái độ. Nói rằng, chỉ cần ngươi đồng ý thả chúng ta tuyệt đối không hội truy cứu sự tình hôm nay. Diệp Thần Phong lạnh nhạt nói, người sống lời nói bình thường là không thể đủ tin tưởng, chỉ có người chết mới sẽ không nói dối, cho nên vì không cho các ngươi nói dối, ta tuyệt đối muốn đem các ngươi đều biến thành người chết. Gặp Diệp Thần Phong chút nào không có ý định phóng qua bọn họ, Chu Võ Dụng là bị hoàn toàn bức cấp, quát dẹp đường, tiểu tử, ngươi không nên khinh người quá đáng. Cho dù ngươi giết chúng ta, Quy Nguyên Môn cũng sớm muộn hội tra ra ngươi là hung thủ, đến lúc đó không riêng gì ngươi, ngay cả ngươi trong thế tục thân nhân cũng đều muốn cho chúng ta chôn cùng. Ngươi lời vô ích thật nhiều, cái kia cái gì chó má Quy Nguyên Môn, tại cổ võ giới tồn lưu ngày cũng tướng không lâu, cho nên ngươi dưới đất tuyệt đối không hội cô đơn. Diệp Thần Phong cười nhún vai. Ngươi, phanh, một tiếng. Chu Võ Dụng vừa mới nói ra một chữ. Hắn cả cái đầu liền bạo liệt ra, máu tươi cùng óc phiêu tán ở trong không khí, Chu Võ Dụng thi thể chậm chậm chuyển hướng mặt đất. Đối đãi địch nhân nhân từ chính là đối đãi bản thân tàn nhẫn. Sai lầm cấp thấp như vậy, Diệp Thần Phong như thế nào sẽ phạm ni? Lại nói tượng Chu Võ Dụng người như vậy, vừa nhìn chính là một cái tí nhai tất báo tiểu nhân, nếu như phóng qua cái này loại người, coi như là cấp sau này mình tìm phiền toái, Diệp Thần Phong có thể không có nhàn như thế chứng đau. Chương 652, Tiểu Thế Giới. Chu Võ Dụng đầu không có dấu hiệu nào bạo liệt ra, đường đường thiên giai trung phẩm cao thủ trong nháy mắt biến thành một cổ thi thể không đầu. Bá! Điều này làm cho Tạ Lập, Trương Bác Thanh cùng Trịnh Thiên Long, bọn họ ba người này sắc mặt trong sát na tái nhợt không gì sánh được. Hiện tại bọn họ là đã biết vừa rồi Diệp Thần Phong nói một điểm đều không sai. Bọn họ tại Diệp Thần Phong trước mặt coi như là thổ gà ngói cẩu. Thậm chí liền thổ gà ngói cẩu cũng không bằng, buồn cười chính là bọn hắn mới vừa rồi còn như vậy hung hăng càn quấy, quả thực là ngu ngốc đến cực điểm. Thế tục giới lúc nào có như vậy cao thủ tồn tại? Cái này quá không hợp lý. Dùng Diệp Thần Phong tuổi tác như vậy, có cái này đẳng thực lực, cho dù tại cổ võ giới trẻ tuổi chung cũng coi là người nổi bật. Nếu như tượng Diệp Thần Phong như vậy nhân tài nghĩ muốn gia nhập cổ võ giới chung bất kỳ môn phái nào, thậm chí là đỉnh cấp trong môn phái, khẳng định đều là sẽ phải chịu lực mạnh bồi dưỡng. Ba người các ngươi cũng không sai biệt lắm có thể lên đường.
Diệp Thần Phong những lời này lập tức nhượng Tạ Lập Chúng Nhân từ dại ra trung tỉnh lại. Tạ Lập Chúng Nhân không còn có vừa rồi lớn lối, ba người bọn họ thân thể run rẩy lợi hại, thân là thiên giai hạ phẩm cao thủ Tạ Lập, cổ họng trong chật vật nuốt một ngụm nước bọt, vừa rồi Diệp Thần Phong thế nhưng không nhúc nhích chút nào, Chu Võ Dụng đầu tự vỡ ra được, một nghĩ đến cái này loại thảm thiết tử vong phương thức, cả người hắn liền sợ run không ngớt. Tạ Lập trong đầu tâm tư liều mạng chuyển động, ánh mắt như ngừng lại Tần Nghị trên người, vì bây giờ chi kế hắn chỉ có thể tại Tần Nghị trên người hạ thủ. Nói rằng, Tần Nghị, lần này là chúng ta không đúng, thỉnh ngươi phóng ba người chúng ta một con ngựa, ta tuyệt đối không hội tướng sự tình hôm nay nói ra, ta Tạ Lập có thể thề với trời. Tần Nghị nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong không sao cả nhún vai, nói rằng, Tần Nghị, ba người này tự giao cái ngươi xử trí đi. Tạ ơn lão đại nhiều. Đúng Diệp Thần Phong nói một tiếng cảm tạ sau đó, Tần Nghị mặt không thay đổi nhìn Tạ Lập Chúng Nhân, nói rằng, nhượng ta phóng qua các ngươi cũng có thể, mỗi người các ngươi nhận ta ba quyền sau đó, các ngươi liền có thể ly khai. Nghe vậy, Tạ Lập đám ba người trong lòng không nén nổi vui mừng quá đỗi, bọn họ vừa cũng đã gặp Diệp Thần Phong cường hãn thân thủ, bọn họ thế nhưng biết Tần Nghị sớm đã bị bọn họ thiếu chủ phế đi. Liền cổ võ giới chung rất nhiều y sư cũng vô pháp tướng Tần Nghị trị liệu tốt, dùng thực lực của bọn họ thừa thụ Tần Nghị ba quyền chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm tánh mạng. Tần Nghị, người nói là sự thật, nam nhân nói chuyện nhưng là phải nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Tạ Lập cấp vội vàng nắm được cuối cùng này một chút hy vọng. Tần Nghị mặt thượng biểu tình vẫn như cũ là không có bất kỳ thay đổi nào, ta Tần Nghị tuyệt đối nói giữ lời, ba người các ngươi ai tới trước? Ta tới trước, ở vào địa giai thượng phẩm trình tự Trương Bác Thanh đứng dậy nói rằng. Đứng ở một bên Diệp Thần Phong nhìn đến Tạ Lập Chúng Nhân mong được dáng dấp. Cười không kiềm hãm được lắc đầu, dùng bây giờ Tần Nghị thiên giai trung phẩm đỉnh phong thực lực, Tạ Lập đám ba người thừa thụ hắn ba quyền còn sống khả năng sao? Coi như là mới vừa rồi bị Diệp Thần Phong sát Chu Võ Dụng. Một đấu một cũng không phải là đối thủ của Tần Nghị. Tần Nghị nhìn đầu tiên đứng ra Trương Bác Thanh, tay phải bàn tay chậm chậm nắm thành quyền đầu, trong cơ thể thiên giai trung phẩm thực lực chợt tăng lên, cảnh này khiến Trương Bác Thanh cảm nhận được một cổ cường hãn cảm giác áp bách. Một bên Tạ Lập cùng Trịnh Thiên Long cũng là sắc mặt kịch biến. Phanh! Răng rác, răng rác, răng rác! Tần Nghị một quyền không chút do dự đập vào Trương Bác Thanh ngực, trực tiếp tướng Trương Bác Thanh ngực xương cấp tạp đoạn. Ngay cả trái tim của hắn cũng bị Tần Nghị một quyền này cấp làm vỡ nát, phốc! Một tiếng, khẩu trung không kiềm hãm được phun ra một ngụm máu tươi. Phải biết rằng Tần Nghị thực lực đạt được thiên giai trung phẩm đỉnh phong trình tự. Mà Trương Bác Thanh chỉ có địa giai thượng phẩm trình tự, hai người kia hoàn toàn không phải tại cùng một cấp bậc thượng. Cho nên Tần Nghị hoàn toàn có nhất chiêu miểu sát đối phương tư bản. Ngô 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 ngô, Trương Bác Thanh tay trái che ngực, hữu tay chỉ trước mặt Tần Nghị. Đáng tiếc là hắn cổ họng trong liền một chữ một cái cũng không nói ra được. Vù vù, vù vù, vù vù, vù vù, vù vù. Trương Bác Thanh mắt là càng trừng càng lớn. Lỗ mũi và trong miệng hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, thẳng đến một hơi thở không có thở đi lên, Trương Bác Thanh hai con người chung sinh cơ đang chậm rãi tiêu thất, cả người chậm rãi hướng xuống đất thượng ngã xuống. Có địa giai thượng phẩm thực lực Trương Bác Thanh bị Tần Nghị cấp nhất chiêu dây. Một bên Tạ Lập cùng Trịnh Thiên Long rõ ràng cảm nhận được, vừa rồi Tần Nghị một quyền trung ẩn chứa lực lượng tuyệt đối đạt được thiên giai trung phẩm trình tự, với lại chỉ thiếu chút nữa bước vào thiên giai thượng phẩm. Phế vật này Tần Nghị làm sao có thể có cái này đẳng thực lực. Trước đây hắn ở vào đỉnh phong thời gian cũng chỉ có thiên giai hạ phẩm thực lực, cái này có phần cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Ngược lại, Tạ Lập cùng Chính Thiên Long ánh mắt nhìn về phía một bên hai tay sáp tại trong túi quần Diệp Thần Phong, bọn họ suy đoán Tần Nghị cái này một loạt cải biến hay là cùng Diệp Thần Phong có quan hệ, có thể nhượng một cái thực lực xuống đến hoàng giai thượng phẩm phế vật, không chỉ có khôi phục thân thương thế bên trong cơ thể. Còn nhượng thực lực của hắn so từ trước cao hơn, đây rốt cuộc là một cái dạng gì đáng sợ nhân vật. Tạ Lập cùng Trịnh Thiên Long nhìn nhau liếc mắt, trong cơ thể không ngừng tăng lên chân kình chi lực, xoay người chuẩn bị hướng xa xa chạy trốn, bọn họ hai cái biết nếu như thừa thụ Tần Nghị ba quyền, bọn họ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phanh, phanh. Thế nhưng tại bọn họ hai cái vừa bước ra đệ nhất bước thời gian, bọn họ hai cái đầu liền không có dấu hiệu nào bạo liệt ra.
Diệp Thần Phong hội để cho bọn họ cứ như vậy đào tẩu sao? Đáp án rõ ràng cho thấy phủ định. Tần Nghị nhìn trên mặt đất nằm bốn cổ thi thể, ánh mắt lần thứ hai nhìn Diệp Thần Phong thời gian, trên mặt hắn tràn đầy vô hạn cảm kích, chân thành tha thiết nói rằng, lão đại, cảm ơn ngươi. Tần Nghị, tiểu tử ngươi có thể biệt như thế buồn nôn, ngươi lẽ nào nghĩ để cho lão đại ta thổ sao? Lại nói đây chỉ là trước giúp ngươi khẩu khí này mà thôi. Diệp Thần Phong bĩu môi mong chờ nói rằng. Tần Nghị nặng nề thở ra một hơi thở, nói rằng, lão đại, chúng ta vội vàng rời khỏi nơi này trước đi. Quy Nguyên môn tựu ở phủ cận đây, lão đại ngươi tài mới vừa tới đến cổ võ giới, ta trước để cho lão đại ngươi quen thuộc cổ võ giới hoàn cảnh. Tần Nghị vừa hướng Diệp Thần Phong giải thích cổ võ giới tình huống, hai người một mặt nhanh chóng hướng xa xa đi. Diệp Thần Phong từ Tần Nghị giải thích chung hiểu được rất nhiều gì đó. Có thể nói cổ võ giới giống như là một cái tiểu thế giới. Cổ võ giới là thông qua kết giới chi môn cùng thế tục giới tương hỗ cô lập, đến nỗi cổ võ giới là như thế nào hình thành. Còn có kết giới chi môn là ai bố trí, việc này Tần Nghị tự chút nào không rõ lắm. Cổ võ giới diện tích đặc biệt to lớn, cực kỳ môn phái nho nhỏ có trên trăm cái, đương nhiên cổ võ giới chung cũng có thành trấn. Bên trong sinh hoạt là người bình thường, cổ võ giới chung các đại môn phái hàng năm cũng sẽ ở những này bình thường thành trấn chung chọn đệ tử. Với lại cổ võ giới chung vật kiến trúc thanh nhất sắc là cổ kính, nhượng Diệp Thần Phong cảm giác mình hình như xuyên qua trở về cổ đại, tại cổ võ giới chung không có tivi, điện thoại di động đẳng khoa học kỹ thuật sản phẩm. Phải biết rằng nghĩ phải ly khai cổ võ giới đến thế tục giới, phải muốn có thiên giai thượng phẩm thực lực, cho nên những này sinh hoạt tại cổ võ giới trung bình thường người, trên căn bản là cả đời đều không có cơ hội bước vào thế tục giới. Đơn giản mà nói cổ võ giới bởi vì kết giới chi môn, nó là bản thân hình thành một cái tiểu thế giới. Diệp Thần Phong nghe xong Tần Nghị sau khi giải thích, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, nhìn đến trên điện thoại di động tín hiệu một cách đều không có, xem ra tại cổ võ giới trung thì không cách nào dùng thư từ qua lại thiết bị. Diệp Thần Phong theo Tần Nghị đi tới một chỗ cổ võ giới thành trấn chung, Diệp Thần Phong nhìn đến cổ võ giới chung có thể không có ô tô nhượng ngươi khai, bình thường người còn là cưỡi ngựa, đây quả thực là chính gốc cổ đại sinh hoạt mà. Diệp Thần Phong thật không nghĩ tới tại bây giờ hiện đại, lại còn có như thế một cái bất khả tư nghị cổ võ giới tồn tại. Lão đại, chúng ta trước tiên ở chỗ này thành trấn bên trong tìm một chỗ nghỉ ngơi một ngày, đảng ngày mai ta dẫn ngươi đi Thanh Vân Môn. Thuận tiện trước giúp ngươi tìm hiểu Hàn Sơ Tuyết có không có ở cổ võ giới chung xuất hiện. Tần Nghị đúng Diệp Thần Phong nói rằng. Diệp Thần Phong điểm gật đầu, đồng ý Tần Nghị an bài, hắn phải làm chuyện làm thứ nhất là đánh trước tham tìm hiểu Hàn Sơ Tuyết tin tức. Dù sao hắn lần này tới đến cổ võ giới chung, có vô cùng trọng yếu một bộ phận nhân tố là bởi vì Hàn Sơ Tuyết người nữ nhân này. Đi tại thành trấn trong, rất nhiều người ánh mắt đều nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong. Bởi vì cổ võ giới trung bình thường người ăn mặc cũng là cổ kính, bọn họ rất nhiều người thậm chí là liền thế tục giới y phục đều chưa từng thấy qua, cho nên mới phải đúng Diệp Thần Phong như thế tò mò. Nhất là một ít nữ nhân nhìn đến Diệp Thần Phong đẹp trai như vậy, lại mặc như thế quái dị, các nàng đúng Diệp Thần Phong là liên tiếp phóng điện. Điều này làm cho Diệp Thần Phong đặc biệt không biết làm sao, nói với Tần Nghị, xem ra ta phải thay đổi một cái các ngươi cổ võ giới phong cách quần áo. Chương 653, Tần Nghị tại Thanh Vân Môn địa vị. Ngày kế, ánh nắng tươi sáng. Bởi tại cổ võ giới chung không có ô tô, Diệp Thần Phong cùng Tần Nghị liền mướn một chiếc xe ngựa xuất phát. Trong mã xa, Diệp Thần Phong ngày hôm nay đổi lại một bộ màu trắng trường sam, phối hợp với hắn đẹp trai bề ngoài, nghiễm nhiên là một bộ thời đại hỗn loạn đen tối công tử ca dáng dấp, nếu như trong tay lại cầm một cái chiết phiến, hoặc là một thanh bảo kiếm lời nói. Như vậy thì càng hoàn mỹ. Diệp Thần Phong từ Tần Nghị khẩu trung hiểu rõ đến ngồi mã xa đến Thanh Vân Môn, ước chừng phải chừng 4 canh giờ thời gian, Diệp Thần Phong cùng Tần Nghị sáng sớm tự xuất phát, cũng chính là không sai biệt lắm tại bữa trưa thời gian là có thể đến Thanh Vân Môn. Cổ võ giới chung mã xa có thể không có thế tục giới ô tô tới thoải mái, dọc theo đường đi vui vẻ bá bá, với lại trong xe ngựa tấm ván gỗ đặc biệt ngạnh. Như vậy đây đối với mông là một loại lớn vô cùng khảo nghiệm, thông thường ngồi thói quen ô tô người khẳng định ngồi không quen cái này ngựa giống xe, bất quá, may mà chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí có thể không phải bình thường người,
chút chuyện nhỏ này đối với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề. Lão đại, ta thật đúng là ước ao ngươi ni, ngươi thế nào bất kể mặc quần áo gì đều có thể đủ như thế soái. Cái này còn có nhường hay không nam nhân khác sống, lão đại ngươi quả thực tựu là không thể soi mói hoàn mỹ nam nhân. Tần Nghị vừa cười vừa nói. Tần Nghị, đặng trở lại các ngươi Thanh Vân môn tìm hiểu Hàn Sơ Tuyết tin tức sau đó, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp đem Quy Nguyên môn tiêu diệt, những ngươi và ngươi thích người đoàn tụ. Diệp Thần Phong hiện tại trong lòng cũng không nhẹ nới lỏng, đêm qua hắn triệt để từ Tần Nghị khẩu trung biết một lần cổ võ giới. Diệp Thần Phong lần này tới đến cổ võ giới có 5 cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất là muốn tại cổ võ giới trung đẳng đến Hàn Sơ Tuyết xuất hiện, dù sao Hàn Sơ Tuyết đã trở thành nữ nhân của hắn. Mục đích thứ hai là nếu như chờ đến Hàn Sơ Tuyết. Như vậy Hàn Sơ Tuyết cừu hận phải hắn đi báo, cho nên diệt Hàn môn. Nhượng Hàn Sơ Tuyết từ cừu hận chung đi tới, đây là hắn mục đích thứ hai. Đệ tam cái mục đích là Diệp Thần Phong cùng Huyền Thiên Môn trong lúc đó ân oán đã sớm kết hạ, cho dù Diệp Thần Phong không đi tìm Huyền Thiên Môn phiền phức, sợ rằng sau này Huyền Thiên Môn cũng sẽ chủ động tìm tới hắn, cho nên hắn phải muốn nhượng Huyền Thiên Môn từ cổ võ giới tiêu thất. Người thứ tư mục đích là Diệp Thần Phong cùng Lãnh Hải Các trong lúc đó đồng dạng là có không giải được ân oán. Huống hồ Lãnh Hải Các lại nhiều lần tìm tới hắn, lần này hắn tới cổ võ giới nếu như không tiêu diệt Lãnh Hải Các, cái này thật là có điểm không nói được. Thứ năm mục đích là Diệp Thần Phong muốn giúp một cái Tần Nghị. Bây giờ Diệp Thần Phong đã biết Tần Nghị đối đầu là Quy Nguyên Môn con của trưởng môn, như vậy những Quy Nguyên Môn tiêu thất tại cổ võ giới chung, chuyện này cũng thế tại phải làm. Quy Nguyên Môn cùng Huyền Thiên Môn thuộc về nhất lưu thế lực, Hàn Môn cùng Lãnh Hải Các thuộc về nhị lưu thế lực. Nhất lưu thế lực trong môn phái tối thiểu có 30 tên thiên giai cao thủ, đây chỉ là một phân chia môn phái đẳng cấp điểm mấu chốt, có thể nói hầu như có thể xưng là nhất lưu thế lực môn phái, trong bọn họ có thiên giai cao thủ đều là vượt qua 30 tên. Cho nên cho dù Diệp Thần Phong trong tay có một chương phong vệ đội vương bài, hắn vẫn như cũ là cảm giác có chút khó giữ được hiểm. Lại mà, Diệp Thần Phong tối hôm qua từ Tần Nghị khẩu trung hiểu rõ đến. Nhất lưu thế lực mặt trên còn có thần bí đỉnh cấp thế lực, này đỉnh cấp thế lực ở nơi nào? Đỉnh cấp trong thế lực người thực lực làm sao? Những, này Tần Nghị đều là không biết, nên là từ trước Tần Nghị thực lực còn không có đạt được có thể hiểu rõ những bí mật này trình độ. May mà Diệp Thần Phong địch nhân lần này trung tịnh không tồn tại thần bí đỉnh cấp thế lực. Như thế nhưng hắn không khỏi thở dài một hơi, hắn mơ hồ cảm giác thiên giai chi thượng còn có cái đó cấp bậc của hắn tồn tại. Tự tượng hắn 10 cấp linh hồn lực sau đó, còn có vương cấp linh hồn lực, tông cấp linh hồn lực cùng tôn cấp linh hồn lực tồn tại giống nhau. Cho nên, bây giờ Diệp Thần Phong 10 cấp trung kỳ linh hồn lực tồn tại. Hắn còn chưa tới đạt có thể coi rẻ hết thảy thời gian. Hiện tại Diệp Thần Phong có thể làm cũng chỉ là đi một bước toán một bước. 4 cái tiếng đồng hồ vội vã trôi qua. Diệp Thần Phong từ trên xe ngựa đi xuống. Đập vào mi mắt là một khối cao hơn một thước tảng đá. Mặt trên rõ ràng có khắc Thanh Vân môn cái này 3 cái cứng cáp hữu lực đại tự. Tảng đá này đằng sau là một phiến trống trải sân bãi đằng sau có một tòa cổ sắc kiến trúc cổ kính vật, hiện tại đã qua sáng sớm Thanh Vân môn đệ tử tại cái này phiến tràng địa thượng thời gian tu luyện, cho nên tràng địa thượng chỉ có 7-8 người tả hữu. Tần Nghị đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh, nhìn Thanh Vân môn cái này 3 cái đại tự. Hắn trong lòng không nén nổi là cảm giác khái rất nhiều, hắn Tần Nghị lần thứ 2 trở về, lần này nhân hắn lão đại Diệp Thần Phong trợ giúp, hắn là mang theo toàn thân thực lực trở về, từ nay về sau, hắn không hội lại đối với bất kỳ người nào khúm núm. Lão đại, ta dẫn người đi gặp phụ thân ta, Tần Nghị đúng Diệp Thần Phong nói rằng, dẫn đầu hướng trước mặt trống trải sân bãi đi. Theo Diệp Thần Phong cùng Tần Nghị xuất hiện. Tràng địa thượng 7-8 người lập tức chú ý tới bọn họ 2 cái, trong đó 5 cái thanh niên nhìn đến Tần Nghị sau rõ ràng ngẩn người. Tiếp theo, bọn họ khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười giễu cợt, cùng nơi hướng Tần Nghị cùng Diệp Thần Phong đã đi tới. Một người cầm đầu thanh niên dáng người đặc biệt cao ngất, dáng dấp ngược lại cũng thấy qua đi, hắn là Thanh Vân môn đại trưởng lão cháu trai Ngô Hải. Đi theo Ngô Hải bên cạnh mặt khác 4 gã thanh niên là Thanh Vân môn 4 vị khác trưởng lão cháu trai. Bọn họ phân biệt là Vương Thông, Lý Khang Vĩ, Chu Cường cùng Dương Lãng Đào. Từ Tần Nghị đắc tội nhất lưu thế lực Quy Nguyên Môn, đồng thời toàn thân thực lực toàn bộ phế đi sau đó,
Tần Nghị tại Thanh Vân Môn chi chung cũng nơi trốn gặp phải cái khác người trào phúng cùng trêu đùa. May mà Tần Nghị nói như thế nào cũng là con của trưởng môn, cho nên Thanh Vân Môn đệ tử không dám tướng sự tình làm được quá phận. Bất quá, mỗi lần nhìn thấy Tần Nghị trào phúng thượng vài câu là không thiếu được. Diệp Thần Phong tảo một lần Ngô Hải đám người thực lực, trong đó thực lực cao nhất cũng chính là Ngô Hải, chỉ đạt được chính là địa giai trung phẩm trình tự, bốn người khác thực lực là càng thê thảm không nỡ nhìn, Vương Thông địa giai hạ phẩm, Lý Khang Vĩ địa giai hạ phẩm, Chu Cường huyền giai thượng phẩm, Dương Lãng Đào huyền giai thượng phẩm. Thảo nào Thanh Vân Môn tại cổ võ giới trung liền cái tam lưu thế lực cũng không tính là, dùng Diệp Thần Phong thực lực bây giờ, phỏng chừng một người quét ngang toàn bộ Thanh Vân Môn đều không là vấn đề. Ngô Hải đẳng năm tên thanh niên ngăn cản Diệp Thần Phong cùng Tần Nghị đường đi, bọn họ năm người mặt thượng là kiêu ngạo cùng không ai bì nổi thần sắc, Diệp Thần Phong thật không hiểu nổi tượng trước mặt cái này loại sức chiến đấu chỉ có năm cặn, bọn họ cũng sẽ có kiêu ngạo tâm tình. Đây quả thực là quá thảo đàn. Tại tràng địa thượng mấy tên khác Thanh Vân Môn nữ đệ tử, các nàng khi nhìn đến Tần Nghị xuất hiện sau đó, một đám thấp giọng nghị luận. Tần Nghị thế nào hồi Thanh Vân Môn, xem ra hắn lại muốn bị Ngô Hải sư huynh bọn họ trêu đùa. Tần Nghị từ trước coi như là nhân vật thiên tài, nếu như hắn trước đây không có bị phế, hiện tại sợ rằng tại cổ võ giới trẻ tuổi chung cũng sẽ có một ít danh khí. Gì, Tần Nghị bên cạnh cái kia nam là ai? Hắn trường được thật đúng là soái. Dáng dấp đẹp trai có cái gì dùng? Tại cổ võ giới chú ý là thực lực, hội cùng Tần Nghị đứng chung một chỗ người. Ta xem cũng chỉ là một phế vật mà thôi, bây giờ chúng ta Thanh Vân Môn trẻ một đại trung thực lực cao nhất chỉ có Ngô Hải sư huynh, sau này nói không chừng Ngô Hải sư huynh sẽ trở thành Thanh Vân Môn trưởng môn, dù sao chức trưởng môn không thể có thể giao cho một cái phế vật. Tần Nghị nhìn đến Ngô Hải chúng nhân ngăn cản đường đi, sắc mặt của hắn âm trầm xuống, quát dẹp đường, Ngô Hải, các ngươi tránh ra cho ta. Ngô Hải chúng nhân hơi sửng sốt, tiếp theo. Ngô Hải sắc mặt đồng dạng âm trầm xuống, trước đây Tần Nghị là Thanh Vân Môn hy vọng, cho nên Thanh Vân Môn dùng hắn làm trung tâm, những Thanh Vân Môn cái khác nam đệ tử là ước ao đố kỵ hận, cho nên tại Tần Nghị biến thành một cái phế vật sau đó, bọn họ là thỏa thích hưởng thụ đang đùa bỡn Tần Nghị lạc thú ở giữa, dù sao ngay cả phụ thân của Tần Nghị, Thanh Vân Môn trưởng môn đều không sai biệt lắm vứt bỏ Tần Nghị, chỉ cần bọn họ không bị thương Tần Nghị tính mệnh thì tốt rồi. Có thể Tần Nghị tại tiêu thất sau một khoảng thời gian, lần thứ hai trở lại Thanh Vân Môn, hắn cái này phó giọng nói thế nào hình như trở lại trước đây thiên tài lúc. Điều này làm cho Ngô Hải khó chịu hừ lạnh một tiếng, nói rằng, Tần Nghị, ngươi có thể thật to gan, ngươi có biết hay không mấy ngày này, Thanh Vân Môn từ trên xuống dưới đều đang tìm ngươi. Ngươi chờ tiếp thu môn phái nghiêm phạt đi. Diệp Thần Phong nhìn đến Ngô Hải đám người trên mặt biểu tình sau. Trên cơ bản cũng tự kết luận Ngô Hải chúng nhân đã từng không có thiếu trào phúng qua Tần Nghị, tưởng như vậy một cái môn phái, kể cả môn đệ tử trong lúc đó cũng không thể đủ một lòng đoàn kết, nếu như môn phái vẫn có thể phát triển càng ngày càng tốt lời nói, như vậy thì thật là gặp quỷ. Chương 654, đụng vào nghịch lân. Ngô Sư Huynh, nói không chừng Tần Nghị mấy ngày nay quyết chí tự cường bế quan đi, phải biết rằng chúng ta Tần Thiên mới tu luyện thế nhưng đặc biệt nỗ lực. Đến bây giờ cũng mới hoàng giai thượng phẩm thực lực, ha 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 Vương Thông cản rỡ cười to lên. Tần Nghị, người còn cho là mình là năm đó thiên tài sao? Trước đây nếu không phải là bởi vì ngươi và Quy Nguyên Môn con của trưởng môn thưởng nữ nhân, Quy Nguyên Môn hội ghi hận thượng chúng ta Thanh Vân Môn sao? Có thể dùng bây giờ Quy Nguyên Môn nơi trốn nhằm vào chúng ta, nếu ta nói ngươi chẳng những là phế vật, còn là Thanh Vân Môn tội nhân. Lý Khang Vĩ khinh thường phiết miệng nói rằng, Tần Nghị, liền phụ thân của ngươi cũng trên cơ bản buông tha ngươi, ngươi cho là đời này còn có quật khởi cơ hội sao? Đã từng ngươi thật sự là Thanh Vân Môn hy vọng, mà ngươi bây giờ chỉ là Thanh Vân Môn sỉ nhục mà thôi. Thân thể mập mạp Chu Cường lạnh giọng nói rằng, Tần Nghị, ngươi muốn thấy rõ ràng tình thế bây giờ Ngô Sư Huynh mới là Thanh Vân Môn thiên tài, thực lực của hắn bây giờ có thể đến địa giai trung phẩm, là ngươi cái phế vật này có thể so được với sao? Dương Lãng Đào nhục nhã Tần Nghị đồng thời, hắn còn vỗ một cái Ngô Hải mã thí, căn cứ bây giờ tình thế tới nhìn, sau này Ngô Hải có 90% trở lên có thể sẽ đảm nhiệm Thanh Vân Môn trưởng môn. Lẽ nào các ngươi nghe không hiểu ta lời nói sao? Tránh ra cho ta, Tần Nghị không muốn vừa trở lại Thanh Vân Môn tự động thủ, hắn cố nén lửa giận trong lòng. Ngô Hải đẳng năm người sắc mặt biến biến,
bọn họ không nghĩ tới Tần Nghị biến được như vậy cường thế. Kết quả là ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía một bên Diệp Thần Phong, nếu Diệp Thần Phong là theo chân Tần Nghị cùng nơi tới, như vậy có thể nói Diệp Thần Phong nên là bạn của Tần Nghị, bọn họ hiện tại không tốt quang minh chính đại động thủ giáo huấn Tần Nghị. Thế nhưng giáo huấn Tần Nghị người bạn này tổng cũng không có vấn đề đi. Nếu như Tần Nghị đến lúc đó đột nhiên gian tham gia, như vậy Ngô Hải chúng nhân cũng có thể liền Tần Nghị cũng nhất định thu thập. Tần Nghị, ngươi có thể tiến nhập Thanh Vân Môn. Ngô Hải cấp Tần Nghị nhường ra một con đường, ngón tay chỉ vào Diệp Thần Phong còn nói thêm, thế nhưng cái này người không thể đủ đi vào, hắn không phải Thanh Vân Môn chung đệ tử, ai biết đạo hắn có thể hay không đúng chúng ta Thanh Vân Môn giáp tâm hại người. Cho nên hắn hiện tại phải muốn lập tức cấp ta cút đi. Tiểu tử, nghe rõ ta lời nói sao? Lập tức cấp ta cút đi, nếu không cũng chớ có trách ta khi dễ ngươi, ta tùy tiện động động thủ đều có thể đủ đem ngươi đưa lên Tây Thiên đi. Ngô Hải đơn giản cho rằng cùng với Tần Nghị người, khẳng định cũng là một cái phế vật vô dụng. Cho nên hắn tài lười quản Diệp Thần Phong là ai ni. Gặp Diệp Thần Phong đối với Ngô Hải lời nói thờ ơ, thân thể mập mạp Chu Cường, nói rằng, Ngô sư huynh, xem ra tiểu tử này đặc biệt không có tự mình hiểu lấy, ta tới giúp ngươi giáo huấn hắn một phen, cho hắn biết mình chính là một đống đại tiện. Cách đó không xa vài tên Thanh Vân Môn nữ đệ tử, các nàng khi nhìn đến Ngô Hải chúng nhân tướng đầu mâu chuyển rời đến Diệp Thần Phong trên người. Trong lòng không khỏi thương cảm khởi Diệp Thần Phong tới. Xem ra cái này đẹp trai nam nhân cũng bị Ngô Hải sư huynh bọn họ đùa bỡn, hắn cũng thực sự là đủ xui xẻo. Theo ta thấy Ngô Hải sư huynh so người đàn ông này xoáy nhiều, người đàn ông này sẽ trở tượng con chó giống nhau bị ném ra Thanh Vân Môn đi. Diệp Thần Phong hai tay sáp tại trong túi quần, đặc biệt tùy ý nhún vai, nhìn trước mặt kêu gào Chu Cường, hỏi, ngươi tên là gì? Chu Cường mặt thượng thịt mỡ run lên, ưỡn ngực, nói rằng, nguyên bản giống như ngươi vậy tử ma cà bông là không có tư cách biết tên của ta, bất quá, vạn nhất ngươi bị ta đánh chết, ta cũng muốn nhượng ngươi chết cái minh bạch. Tên của ta gọi Chu Cường. Diệp Thần Phong táp đi hai hạ miệng, nói rằng, người cũng như tên. Ngươi quả nhiên là một đầu cường tráng heo. Khanh khách khanh khách khanh khách khanh khách. Cách đó không xa vài tên Thanh Vân Môn nữ đệ tử, các nàng đang nghe được cái chuyện cười này sau, sôi nổi nhìn không được khom lưng cười lên, cảnh này khiến Chu Cường sắc mặt đỏ lên không gì sánh được, một đôi trong con ngươi đều muốn bốc lên ra hỏa quang tới. Ngô Hải, các ngươi đều cấp ta chú ý đúng mực, vị này chính là lão đại của ta xem tại chúng ta là đồng môn sư huynh đệ phân thượng, ta tài không muốn cùng các ngươi so đo, các ngươi lập tức cấp lão đại ta xin lỗi. Tần Nghị căng thẳng gương mặt quát dẹp đường. Tần Nghị thế nhưng coi Diệp Thần Phong là làm là hắn đời này duy nhất lão đại, nếu không có Diệp Thần Phong, hắn bây giờ vẫn như cũ là cái phế vật, cho nên Diệp Thần Phong ở trong lòng hắn địa vị đặc biệt cao, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ cái khác người vũ nhục Diệp Thần Phong. Lão đại, Tần Nghị, người chừng nào thì nhận một cái lão đại rồi. Tốt, ngày hôm nay ta tự cấp một mình ngươi thể diện. Ngô Hải đúng Tần Nghị nói rằng. Ngược lại, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Diệp Thần Phong, nói rằng, tiểu tử, ngươi đã là Tần Nghị lão đại, như vậy thực lực của ngươi phải rất cao đi. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ngươi là có thể tiến Thanh Vân Môn, nếu không ngươi còn là cấp ta cút đi. Tiểu tử, ngươi là không phải là không dám. Chúng ta Ngô sư huynh động động ngón tay là có thể đem ngươi bóp chết, vừa rồi cũng dám đúng ta nói năng lỗ mãng, ngươi cái chó cái nuôi tạp chủng, cho là có Tần Nghị cho ngươi chỗ dựa. Chúng ta tự hội sợ ngươi sao sao? Chu Cường đúng vừa rồi Diệp Thần Phong câu nói kia vẫn như cũ là canh cánh trong lòng ni. Nhìn đến Ngô Hải chúng nhân càng tới càng quá phận, Tần Nghị vừa định muốn tướng thiên giai trung phẩm thực lực tăng lên, hắn liền cảm giác được vai bị Diệp Thần Phong vỗ vỗ, Diệp Thần Phong nghịch lân là cái gì? Không chính là hắn chết đi cha mẹ của sao? Nhưng này Chu Cường vậy mà nói hắn là chó cái nuôi. Cái này không phải biến tướng mắng phụ mẫu hắn sao? Điều này làm cho Diệp Thần Phong lửa giận trong lòng đang chậm rãi kéo lên lên. Nhìn đến Diệp Thần Phong nghe được nhục mạ hắn lời của cha mẹ sau đó, sắc mặt của hắn biến được lạnh như băng lên, cái khác người cũng sôi nổi lên tiếng, bọn họ muốn nhượng Diệp Thần Phong xuất thủ, cái này kiện sự tình mới tốt chơi ni mà. Vừa vặn gần nhất bọn họ nhàn rỗi buồn chán. Lại nói bọn họ cũng không có từ Diệp Thần Phong trên người cảm thụ được năng lượng cường đại ba động. Tiểu tử, thế nào?
Ngươi sinh khí, mẫu thân của ngươi chính là một cái kỹ nữ, bị vô số nam nhân cấp chơi đùa, phụ thân của ngươi chính là cái thứ hèn nhát, chính là một tên thái giám, liền mẹ ngươi yêu cầu đều không thỏa mãn được. Vương Thông đặc biệt sảng khoái mắng. Tiểu tử, chúng ta mạ cha mẹ ngươi lẽ nào những ngươi khó chịu sao? Không sai ngươi trái lại nói ra a, ngươi chính là cái chó cái nuôi tạp chủng. Lý Khang Vĩ khinh thường nói. Nói không chừng cái này tạp chủng liền phụ thân của hắn là người nam nhân nào cũng không biết ni. Bởi vì hắn kỹ nữ mẫu thân có quá nhiều nam nhân. Dương Lãng Đào hai con ngươi khiêu khích trừng mắt Diệp Thần Phong. Ngô Hải xoay động thoáng cái thủ đoạn, vừa cười vừa nói các vị sư huynh đệ, tuy rằng các ngươi nói có lẽ là thật, nhưng người khác nói như thế nào cũng là Tần Nghị lão đại, chúng ta tổng yếu cấp Tần Nghị một chút mặt mũi. Diệp Thần Phong đột nhiên gian cười, nơi khóe miệng một đạo lạnh giá độ cung, dường như băng thiên tuyết địa trong một đóa liên hoa tại chán phóng, thanh âm của hắn chung không chứa bất kỳ cảm tình gì. Đúng Tần Nghị nói rằng, Tần Nghị, ta sát bọn họ, ngươi có thể hay không có làm phức tạp. Tại thế tục giới cùng Diệp Thần Phong chung sống một đoạn thời gian, Tần Nghị đại khái đã biết Diệp Thần Phong gia đình bối cảnh, cũng biết Diệp Thần Phong cha mẹ của đã chết, có thể nói Diệp Thần Phong cha mẹ của là nghịch lân của hắn. Mà Ngô Hải chúng nhân không thể nghi ngờ là chạm được Diệp Thần Phong nghịch lân. Tần Nghị biết cho dù hắn nói hội có làm phức tạp, hắn lão đại Diệp Thần Phong còn là sẽ động thủ, lại nói Ngô Hải đám người lời nói thực sự thật quá mức một ít, hắn bây giờ là trở ngăn không được Diệp Thần Phong, trong lòng thở dài, nói rằng, lão đại, ta không có bất luận cái gì làm phức tạp. Tiểu tử này vừa nói cái gì? Hắn nói muốn giết chúng ta, hắn nên không sẽ là người ngu ngốc đi. Tần Nghị, ngươi lại có thể nhận một người ngu ngốc làm lão đại. Chu Cường càn rỡ nói rằng. Tiểu tử, chỉ cần ngươi có bản lĩnh sát ta, ngươi có thể phóng ngựa qua đây. Bất quá, nếu ngươi nói ra những lời này, như vậy ta cũng tuyệt đối không hội hạ thủ lưu tình, ta sẽ nhường ngươi đi gặp Diêm Vương gia. Ngô Hải tướng thể nội địa giai trung phẩm khí thế tăng lên. Tần Nghị, đừng nói ta không nể mặt ngươi, ngươi cái này lão đại thực sự quá cuồng vọng, thế nhưng... Nếu như ngươi nguyện ý quỳ xuống tới bang lão đại của ngươi cầu tình, ta đợi một lát trái lại có thể tha cho hắn một mạng, nhiều lắm nhượng hắn biến thành một tên phế nhân. Ngô Hải trên mặt mang âm trầm dáng tươi cười. Đến lúc này, Tần Nghị nhìn đến Ngô Hải chúng nhân vẫn như cũ là không ai bì nổi, hắn trong lòng đều vì Ngô Hải chúng nhân cảm thấy bi ai, chính là địa giai trung phẩm thực lực. Tại hắn lão đại Diệp Thần Phong trước mặt liền làm món đồ chơi tư cách cũng không có. Ngô Hải chúng nhân cái này loại chính là tiểu nhân vật tự đại hành vi. Dù sao Tần Nghị cũng không ngăn cản được hắn lão đại Diệp Thần Phong, lại nói hắn cũng đúng Ngô Hải chúng nhân không có bất luận cái gì hảo cảm, huống hồ cái này kiện sự tình là Ngô Hải chúng nhân đưa tới. Tuy rằng Diệp Thần Phong sát Ngô Hải chúng nhân, có lẽ sẽ cho hắn chọc một chút phiền toái, thế nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố đứng ở Diệp Thần Phong bên này, đơn giản là Diệp Thần Phong là của hắn lão đại, hắn đời này duy nhất lão đại. Chương 655, Thần Phong giận dữ, máu tươi đầy trời. Trên bầu trời ánh dương quang khuynh sái. Thanh Vân Môn trống trải tràng địa thượng, Ngô Hải, Vương Thông, Lý Khang Vĩ, Chu Cường cùng Dương Lãng Đào, cái này năm cái Thanh Vân Môn các đại trưởng lão cháu trai, bọn họ hoàn toàn không có tướng Diệp Thần Phong cùng Tần Nghị để vào mắt, mặt thượng hung hăng càn cuối cùng thần sắc khinh thường càng nồng nặc lên. Ngô Hải lưng gian đeo một bả màu rám nắng vỏ kiếm trường kiếm. Hài hước nói rằng, các vị sư huynh đệ, cho chúng ta tránh ra một vài chỗ, chúng ta cũng tốt kiến thức một chút Tần Nghị lão đại cái gọi là cao siêu thực lực. Nghe vậy, Vương Thông chúng nhân cười đùa cấp Diệp Thần Phong cùng Ngô Hải nhường ra một phiến không gian, Ngô Hải nhìn Diệp Thần Phong, nói rằng, thế nào? Ngươi có cần hay không vũ khí? Còn là ngươi cho rằng không yêu cầu vũ khí là có thể đánh bại ta? Ta vẫn chờ ngươi tiễn ta đi gặp Diêm Vương gia ni. Diệp Thần Phong trong con ngươi một phiến lạnh giá, vừa định muốn nói không cần thời gian, cách đó không xa một gã Thanh Vân Môn nữ đệ tử, có chút sợ hãi rụt rè đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, trực tiếp tướng một bả thanh sắc vỏ kiếm trường kiếm giao cho Diệp Thần Phong tay trong, nói rằng thanh trường kiếm này cho ngươi mượn. Cái này tên Thanh Vân Môn nữ đệ tử tướng trường kiếm giao cho Diệp Thần Phong tay trong sau, nàng không có đẳng Diệp Thần Phong trả lời, lập tức tự đỏ mặt ly khai. Nàng chính là mới vừa nói Diệp Thần Phong rất tuấn tú tên nữ đệ tử kia. Ngươi nên không sẽ là thích Tần Nghị người bạn này đi. Chúng ta cổ võ giới tất cả dùng thực lực phi tôn,
huống hồ hắn khả năng lập tức sẽ bị Ngô Hải sư huynh giết đi, người thanh kiếm mượn cấp một người như vậy, cái này không phải biến tướng đắc tội Ngô Hải sư huynh sao? Chính là a, ngươi quá không lý trí, dáng dấp đẹp trai nam nhân có thể mang đến cơm ăn không? Ta xem Tần Nghị người bạn này nhiều lắm có làm tiểu bạch kiểm thiên phú, ngươi sẽ chờ sau đó Ngô Hải sư huynh nơi trốn ghim ngươi đi. Danh tướng bản thân thiếp thân vũ khí mượn cấp Diệp Thần Phong thanh tú nữ đệ tử. Nàng không tự chủ mân mân môi, nói rằng, thế nhưng. Ta cảm thấy hắn rất thương cảm a. Ngô Hải sư huynh thế nhưng có địa giai trung phẩm thực lực, nếu như hắn liền một cái vũ khí cũng không có, chẳng phải là cuối cùng kết cục hội càng thảm liệt. Ngô Hải nhìn đến bọn họ trong môn phái nữ đệ tử chủ động mượn cấp Diệp Thần Phong vũ khí sau, trên mặt hắn tràn đầy bất mãn thần sắc, hắn quyết định trước phải thật tốt nhục nhã một phen Diệp Thần Phong, lại đem Diệp Thần Phong đưa đi gặp Diêm Vương gia, vì vậy âm lãnh nói rằng, tiểu tử, ta có thể cho hai ngươi chiêu. Hai chiêu chi nội ta không sẽ ra tay, ngươi có thể phải thật tốt quý trọng cái này hai chiêu. Ngược lại, Ngô Hải rồi hướng Tần Nghị, nói rằng, Tần Nghị, nếu như ngươi muốn trên đường tham gia, như vậy ta đem từ tục tiểu nói trước, ta cũng không hội đúng ngươi hạ thủ lưu tình. Tần Nghị chỉ coi làm Ngô Hải lời nói là tại đánh giấm. Hắn lão đại Diệp Thần Phong là ai? Mấy ngày liền giai cao thủ tại Diệp Thần Phong trước mặt cũng không có khán đầu, huống chi là chính là một chỗ giai trung phẩm rác rưởi. Diệp Thần Phong trong tay bị không giải thích được lấp một bả thanh sắc vỏ kiếm trường kiếm, trường kiếm trên chuôi kiếm treo một cái phấn hồng hương nang, có loáng thoáng hương khí xông vào hắn trong lỗ mũi, hắn tướng thanh sắc trường kiếm vỏ kiếm nắm tại trong tay trái, tay phải nắm tại trên chuôi kiếm. Chanh chanh chanh, Diệp Thần Phong tướng trường kiếm từ trong vỏ kiếm rút ra. Tại 3-2 giây chung thời gian, hắn lại đem trường kiếm cắm trở về vỏ kiếm bên trong, mặt thượng lạnh giá chút nào chưa rút đi. Một bên Vương Thông chúng nhân vốn cho là Diệp Thần Phong muốn động thủ, có thể lúc này Diệp Thần Phong cái này là đang làm gì? Chơi rút kiếm trò chơi. Bọn họ có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Diệp Thần Phong bị hành hạ đến chết tràng cảnh. Tiểu tử, ngươi lẽ nào sợ? Ngươi lẽ nào muốn cầu xin tha thứ? Như vậy có thể một điểm cũng không dễ chơi. Chu Cường khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi mới vừa rồi còn nói muốn đem chúng ta đưa đi gặp Diêm Vương gia. Hiện tại toán là thế nào một hồi sự? Ta xem ngươi giống như Tần Nghị cũng là một cái phế vật. Lý Khang Vĩ chỉ vào Diệp Thần Phong cười lạnh nói. Nếu như ngươi không dám cùng Ngô Hải sư huynh tỉ thí, như vậy ngươi lập tức cho chúng ta cút ra khỏi Thanh Vân Môn, ở đây không phải ngươi tới địa phương. Dương Lãng Đào khí thế hung hăng nói rằng. Cách đó không xa vài tên Thanh Vân Môn nữ đệ tử, các nàng khi nhìn đến Diệp Thần Phong chỉ là rút ra thoáng cái kiếm, lại lập tức tướng kiếm cắm trở về vỏ kiếm trong mắt của các nàng cũng chậm chậm hiện lên vẻ khinh bỉ. Xem ra kiếm của ngươi phái không thượng chỗ dùng, loại phế vật này thế nào có thể cùng Ngô Hải sư huynh so sánh ni. Thực sự là uổng phí ngươi một phen tâm tư, lúc này ngươi không chỉ có đắc tội Ngô Hải sư huynh, ta càng vì ngươi đáng tiếc là ngươi thanh kiếm mượn cấp một cái mềm yếu phế vật. Vừa rồi danh tướng thiếp thân vũ khí mượn cấp Diệp Thần Phong Thanh Vân Môn nữ đệ tử. Nàng nghe chu vi những nữ đệ tử khác ngôn ngữ, trong ánh mắt hơi mang theo mấy phần thất vọng, thử hỏi trên đời này có nữ nhân nào thích hèn yếu nam nhân. Tiểu tử, ngươi cho là đứng không nói lời nào tự không sao chứ? Thân thể mập mạp Chu Cường đi tới Ngô Hải bên cạnh, vỗ vỗ Ngô Hải vai, tiếp tục nói, Ngô Hải sư huynh, chúng ta không nên cùng cái này chó cái nuôi tạp chủng lãng phí thời gian, trực tiếp đưa hắn ném ra chúng ta Thanh Vân Môn. Nhưng mà... Tại Chu Cường nói ẩu nói tả đồng thời phách Ngô Hải vai thời gian, Ngô Hải trên cổ một điều vết máu tại từ từ mở rộng, Ngô Hải mặt thượng biểu tình hoàn toàn cứng ngắc ở, trong con ngươi thần sắc nghiễm nhiên là mất đi sinh cơ. Diệp Thần Phong khóe miệng vẫn duy trì lạnh giá độ cung, nói rằng, lập tức muốn phóng pháo hoa, các ngươi chuẩn bị xong tốt thưởng thức thưởng thức. Tiểu tạp trùng, xem ra ngươi thật là người ngu ngốc, ban ngày từ đâu tới pháo hoa. Ngươi đừng tưởng rằng giả vờ ngây ngốc. Chúng ta tự sẽ bỏ qua ngươi. Chu Cường lạnh giọng quát dẹp đường. Diệp Thần Phong không để ý đến Chu Cường, tự mình đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tại Diệp Thần Phong đếm tới linh thời gian, Ngô Hải trên cổ vết máu vô hạn làm lớn ra, phanh. Một tiếng, máu tươi từ Ngô Hải cái cổ khẩu vọt ra, tướng Ngô Hải cả cái đầu xông lên giữa không trung.
Ngô Hải đã không có đầu cái cổ khẩu phảng phất là một cái màu máu đỏ suối phun, như nước trụ như ngưng tụ chung một chỗ vào tới giữa không trung máu tươi, chậm chậm trên không trung phân tán khai tới, thật phảng phất là tại phóng pháo hoa thông thường, cái này bức họa rất diễm lệ lóa mắt. Lại là phanh, một tiếng. Ngô Hải bị cột máu xông lên giữa không trung đầu, cũng lập tức bạo liệt ra, thuần trắng óc cấp cái này bức đỏ tươi hình ảnh tăng thêm mấy phần mỹ cảm. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều trợn tròn cặp mắt, bao quát đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Tần Nghị ở bên trong, hắn cũng không có nghĩ đến hắn lão đại hội dùng cái này loại bạo lực phương thức giải quyết Ngô Hải tính mệnh. Hình ảnh dừng hình ảnh, thời gian rút lui. Kỳ thực vừa rồi Diệp Thần Phong có thể không phải bình thường rút kiếm ra, hắn phát huy 10 cấp trung kỳ linh hồn lực cực hạn tốc độ, thế cho nên người ở chỗ này đều cho là Diệp Thần Phong chỉ là rút thoáng cái kiếm, sau đó lại đem kiếm cắm trở về vỏ kiếm bên trong. Nhưng mà, sự thực là, Diệp Thần Phong tại rút kiếm chớp mắt, mũi kiếm đã xẹt qua Ngô Hải cái cổ, có thể nói tại Diệp Thần Phong tướng kiếm thu hồi trong vỏ kiếm thời gian, Ngô Hải đầu đã là cùng cái cổ chia lìa. Chỉ là Diệp Thần Phong tốc độ quá nhanh, liền Ngô Hải trên cổ vết máu đều không có lập tức hiện ra. Lại mà, mũi kiếm tại xẹt qua Ngô Hải cái cổ đồng thời, Diệp Thần Phong đi qua mũi kiếm tướng linh hồn lực rót vào đến Ngô Hải thể nội. Những Ngô Hải thể nội máu tươi chậm chậm sôi trào, tụ tập thành một cổ mãnh liệt kình xông lên đầu, cho nên mới phải xuất hiện cột máu tướng Ngô Hải đầu xông lên giữa không trung cái này bức họa. Ngô Hải cái cổ khẩu không ngừng phun trào ra máu tươi. Thẳng đến hắn thi thể trong máu tươi toàn bộ phun xong, da tay của hắn toàn bộ khô quắt đi xuống, cả cụ thi thể không đầu như cũ đứng ở tại chỗ, nhìn qua rất buồn nôn cùng khủng bố. Lưu loát giọt máu cùng óc từ giữa không trung rơi xuống, Diệp Thần Phong chậm chậm hít một hơi, không tình cảm chút nào nói rằng, rác rưởi máu tươi quả nhiên đặc biệt xú. Phanh, một tiếng. Diệp Thần Phong tướng màu xanh vỏ kiếm trực tiếp cắm vào dùng cục gạch khối xếp thành mặt đất trong. Tùy ý nhún vai, hình như sự tình trước mặt cùng hắn không có quan hệ chút nào giống nhau. Vương Thông chúng nhân hoàn toàn bị trước mặt hình ảnh cấp chấn nhiếp, cảnh này khiến bọn họ chậm chạp không có phục hồi tinh thần lại, bây giờ đầu của bọn họ chung là trống rỗng, tạm thời ở vào chập mạch trong trạng thái. Tần Nghị trái lại tại thế tục giới gặp qua Diệp Thần Phong thân thủ, cho nên tâm lý của hắn năng lực chịu đựng tương đối cường một ít, sùng sục. Sùng sục, hắn cổ họng trong chật vật nuốt nước bọt. Thật sự là Ngô Hải cái này loại chết kiểu này đẫm máu tới cực điểm. Nhục Diệp Thần Phong phụ mẫu giả hẳn phải chết. Thần Phong giận dữ, máu tươi đầy trời. Chương 656, ta là gia gia ngươi. Nôn, nôn, nôn. Cách đó không xa vài tên thanh vân môn nữ đệ tử, các nàng tại phục hồi tinh thần lại sau đó, nhìn đến trên người mình bị dính giọt máu cùng óc, lại không khỏi nghĩ khởi vừa rồi Ngô Hải cực vì hoa lệ đẫm máu tử vong. Các nàng nhìn không được khom lưng nôn ói ra, tướng dạ dày đồ vật bên trong là ói ra cái không còn một mảnh. Lần thứ hai nhìn về phía Diệp Thần Phong thời gian, ánh mắt của các nàng chung tràn đầy sợ hãi, dường như cảm giác Diệp Thần Phong chính là một cái tội ác tày trời ác ma thông thường. Phải biết rằng Ngô Hải có địa giai trung phẩm thực lực, tuy rằng cái này đẳng thực lực phóng nhãn toàn bộ cổ võ giới không tính là cái gì, thế nhưng tại Thanh Vân Môn Ngô Hải là trẻ tuổi trung nhân vật dẫn đầu. Như vậy một cái nhân vật dẫn đầu cứ như vậy bị không giải thích được sát. Các nàng liền Ngô Hải là chết như thế nào cũng không biết, chỉ thấy Diệp Thần Phong rút thoáng cái kiếm mà thôi, cái này có phần quá kinh khủng một ít. Đương nhiên vừa rồi danh tướng kiếm của mình mượn cấp Diệp Thần Phong thanh vân môn nữ đệ tử, nàng ngoại trừ nôn mửa ở ngoài, nhìn về phía Diệp Thần Phong trong ánh mắt nhiều một vòng khác thường màu sắc, Diệp Thần Phong thủ đoạn có thể nói là đẫm máu không gì sánh được. Nhưng cái này cũng chứng minh rồi Diệp Thần Phong thực lực cường hãn, thuấn sát có địa giai trung phẩm thực lực Ngô Hải, dùng này có thể suy đoán Diệp Thần Phong tối thiểu có thiên giai hạ phẩm thực lực, còn trẻ như vậy có cái này đẳng thực lực đã đặc biệt tài ba. Ta nhìn thấy gì? Ngô Hải sư huynh bị giết, Tần Nghị người bạn này thực lực đến trình độ gì? Ta xem hắn tối thiểu có thiên giai hạ phẩm thực lực, nếu không không thể có thể miểu sát Ngô Hải sư huynh. Lúc này hắn có thể đã gây họa. Ngô Hải sư huynh là đại trưởng lão cháu trai, càng là có hy vọng trở thành hạ một nhâm trưởng môn người được chọn. Phải biết rằng đại thực lực của trưởng lão có thể đạt tới đến thiên giai trung phẩm, đến lúc đó đại trưởng lão khẳng định hội vì cháu của mình báo thù. Danh tướng thanh sắc trường kiếm mượn cấp Diệp Thần Phong thanh vân môn nữ đệ tử.
Nàng là hoàn toàn bị Diệp Thần Phong hấp dẫn, tại nàng nghe được những nữ đệ tử khác nghị luận sau, mắt của nàng con ngươi chung mang theo có chút lo lắng, liền chính cô ta cũng không biết tại sao phải có loại tâm tình này sản sinh. Theo lý mà nói đây mới là nàng và Diệp Thần Phong đệ nhất thứ gặp mặt. Diệp Thần Phong tướng màu xanh vỏ kiếm cắm vào mặt đất chung sau, hắn đen kịt mà ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Chu Cường chúng nhân, vừa rồi những này người không phải tướng phụ mẫu hắn vũ nhục rất vui mừng sao. Cho nên ngày hôm nay bọn họ thế tất yếu toàn bộ bị Diệp Thần Phong tống tới địa ngục trong đi. Thân thể mập mạp Chu Cường, vừa rồi là người thứ nhất vũ nhục Diệp Thần Phong cha mẹ, lúc này hắn nhìn đến Diệp Thần Phong dường như độc xà thông thường đáng sợ con ngươi. Hắn toàn thân thịt mỡ đều run rẩy, hiện tại hắn không kịp đi lo lắng nhiều cái gì, xả cuống họng hô đạo, ra ra, người cứu mạng. Mặt khác Phương Thông, Lý Khang Vĩ cùng Dương Lãng Đào, ba người này tỉnh không có so Chu Cường tốt hơn nhiều ít, Ngô Hải có thể là bọn hắn chung thực lực cường hãn nhất một cái, liền Ngô Hải đều bị không giải thích được sát. Bọn họ lại thế nào lại là Diệp Thần Phong đối thủ? Vì vậy sôi nổi hô đạo, ra ra, người cứu mạng. Diệp Thần Phong tay phải cầm chuôi kiếm, tướng kiếm từ sen vào địa bên trong trong vỏ kiếm rút ra. Chanh chanh chanh, mũi kiếm cùng vỏ kiếm nội bộ ma sát, lần thứ hai phát sinh từng đợt tiếng kim loại, màu ngân bạch thân kiếm dưới ánh mặt trời có vẻ có chút chói mắt, nhẹ nhẹ hàn khí đi qua Diệp Thần Phong thân thể. Từ mũi kiếm trên người không ngừng truyền ra, điều này làm cho Chu Cường chúng nhân cảm thấy khí tức tử vong nồng nặc tại hướng bọn họ tiếp cận. Diệp Thần Phong mũi chân điểm địa, nhìn đang cuống quýt trốn chạy Chu Cường chúng nhân, hắn lập tức sử xuất huyền thiên bộ pháp. Một bước bước ra, xúc địa thành thốn. Diệp Thần Phong thân ảnh trong khoảnh khắc xuất hiện ở Chu Cường bọn bốn người trước mặt. Mũi kiếm nhẹ từ Chu Cường chúng nhân trên cổ của xẹt qua, tiếp theo. Chu Cường chúng nhân trong ánh mắt sinh cơ tại nhanh chóng trôi qua. Diệp Thần Phong tướng nắm tại hữu kiếm trong tay từ nay về sau nhẹ nhàng ném một cái. Thanh trường kiếm kia ở giữa không trung xẹt qua một vòng duyên dáng độ cung, chính xác cắm trở về dựng đứng tại trên mặt đất vỏ kiếm trong. Tại thân kiếm trở lại trong vỏ kiếm, phát sinh thanh thúy răng rắc. Một tiếng thời gian, đứng ở đâu trên mặt đất Chu Cường, Vương Thông, Lý Khang Vĩ cùng Dương Lãng Đào, bốn người bọn họ trên cổ xuất hiện ở một điều vết máu, đồng thời vết máu đang không ngừng mở rộng, cuối cùng bọn họ kết cục dường như Ngô Hải giống nhau. Bốn khỏa đầu bị trong cổ dũng mãnh tiến ra cột máu xông lên giữa không trung. Lúc này, bốn khỏa tề phát hình ảnh, muốn so vừa rồi Ngô Hải một cái đầu lâu bay lên trời không hình ảnh càng đẹp, mỹ nhượng Diệp Thần Phong kìm lòng không đậu phát ra từ trong lòng lộ ra dáng tươi cười. Nhưng mà, tại Chu Cường đám người đầu bay về phía giữa không trung thời gian, sáu đạo thân ảnh nhanh chóng từ Thanh Vân Môn cái này phiến trống trải sân bãi đằng sau vật kiến trúc trong phi chạy vội ra. Khi bọn hắn nhìn đến giữa không trung đầu thời gian, sáu người này không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt kịch biến. Sáu người này chung, trong đó năm người niên kỷ tuổi không sai biệt lắm, khoảng chừng tại hơn 60 tuổi, thẳng dư một người tuổi tác lớn ước tại hơn 40 tuổi. Cái này năm cái không sai biệt lắm tuổi tác lão đầu liền là Thanh Vân Môn năm đại trưởng lão, đồng dạng cũng là Ngô Hải đám người ra ra, mà tên hơn 40 tuổi trung niên nam nhân tắc là Thanh Vân Môn trưởng môn Tần Bạch Ngôn. Đồng dạng cũng là Tần Nghị cha ruột. Năm vị Thanh Vân Môn trưởng lão thực lực toàn bộ tại thiên giai trung phẩm trình tự, mà trưởng môn Tần Bạch Ngôn thực lực đạt tới thiên giai trung phẩm đỉnh phong, chỉ kém một bước nhỏ liền có thể bước vào thiên giai thượng phẩm tầng thứ. Thanh Vân Môn đại trưởng lão nhìn đến một khô quắt thi thể không đầu, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cổ thi thể này y phục trên người là cháu của hắn Ngô Hải, kết quả là hắn thân thể trong huyết khí dâng lên, trên trán nổi gân xanh. Hắn không để ý đến vừa trở lại Thanh Vân Môn Tần Nghị, mà là đưa mắt như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, chất vấn, những người này là ngươi giết. Diệp Thần Phong không có phủ nhận điểm gật đầu, nói rằng, thứ rác rưởi này miệng thúi quá, huống hồ là bọn hắn cố ý muốn nhượng ta tống bọn họ đi gặp Diêm Vương gia, con người của ta thời gian qua không quá am hiểu cự tuyệt người khác. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, đại trưởng lão đang nghe Diệp Thần Phong lời nói sau. Lập tức tướng thể nội chân kình chi lực toàn bộ tăng lên lên, hướng Diệp Thần Phong vào tới, xem chừng hắn là tướng Diệp Thần Phong bầm thây vạn đoạn. Một bên vài tên Thanh Vân Môn nữ đệ tử, các nàng khi nhìn đến đại trưởng lão xuất thủ sau đó, lần này các nàng cho rằng Diệp Thần Phong là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tên vừa rồi mượn kiếm cấp Diệp Thần Phong nữ đệ tử,
nàng hốt hoảng nắm chặt hai tay, dù sao đại trưởng lão có thiên giai trung phẩm thực lực, trước mặt Tần Nghị người bạn này thực lực chẳng lẽ còn hội cao hơn thiên giai trung phẩm sao? Cái tỷ lệ này là cực kỳ bé nhỏ. Ngươi không cần thoáng cái tướng tiểu tử này giết đi, ta phải thật tốt dằn vặt hắn. Đúng, không thể đủ nhường hắn chết tiện nghi như vậy, ngươi không cần hạ thủ quá nặng. Mặt khác tứ đại trưởng lão bọn họ so đại trưởng lão chậm một nhịp, vì vậy chỉ có thể sôi nổi hướng về phía đại trưởng lão gào thét. Nhưng mà, cái này vi hồ kỳ vi xác suất lại phát sinh. Tại đại trưởng lão thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt, ngón tay uốn lượn thành chộp, hai bàn tay chợt chụp vào Diệp Thần Phong ngực thời gian. Diệp Thần Phong động, trực tiếp giơ chân lên đá vào đại trưởng lão trên ngực, phanh. Một tiếng, đại trưởng lão bất ngờ không kịp đề phòng, cả người dường như diều đứt dây thông thường té bay ra ngoài, khẩu trung phun máu tươi. Một cước đá bay một gã thiên giai trung phẩm cao thủ. Tràng diện tức khắc yên tĩnh lại. Bị đá bay ra ngoài đại trưởng lão suất ngã trên mặt đất sau, ngực cảm thấy đau đớn kịch liệt, đôi mắt biến được càng ngưng trọng, nhìn Diệp Thần Phong, hỏi, ngươi là ai? Diệp Thần Phong tâm tình sớm đã bị Ngô Hải bọn họ khiến cho đặc biệt không xong, hiện tại lại xuất hiện những. Này đáng ghét lão gia này, hắn tức khắc phẫn nộ quát, ta là gia gia ngươi. Tại Diệp Thần Phong giống giận đồng thời, hắn không lại ẩn núp trong cơ thể linh hồn lực, mênh mông lại khổng lồ linh hồn lực từ Diệp Thần Phong thể nội tán phát ra rồi, một lãng tiếp theo một lãng linh hồn lực đánh úp về phía năm đại trưởng lão cùng với Thanh Vân môn trưởng môn Tần Bạch Ngôn. Diệp Thần Phong 10 cấp trung kỳ linh hồn, thế nhưng cao hơn thiên giai thượng phẩm cao thủ cường độ, ở đây những này người thực lực chỉ ở vào thiên giai trung phẩm, bọn họ như thế nào chịu được Diệp Thần Phong phóng ra ngoài linh hồn lực. Trong lúc nhất thời, năm đại trưởng lão cùng với Tần Bạch Ngôn sắc mặt biến được tái nhợt không gì sánh được, nhìn về phía Diệp Thần Phong trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, cái này loại kinh người năng lượng ba động nên xa xa cao hơn thiên giai thượng phẩm đi. Thanh Vân môn lúc nào chọc tới như vậy nhân vật lợi hại. Phốc, 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 phốc. Theo Diệp Thần Phong linh hồn lực phóng ra ngoài càng ngày càng mãnh liệt, Thanh Vân môn năm đại trưởng lão cùng với Tần Bạch Ngôn cổ họng ngòn ngọt, trong miệng không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Thần Phong chỉ là dựa vào khí thế để những này thiên giai trung phẩm cao thủ bị thương. Chương 657, từ nay về sau lại không liên quan. Trời xanh mây trắng, nhu hòa mặt trời chiếu khắp nơi. Cổ võ giới, Thanh Vân môn, chống trải tràng địa thượng. Diệp Thần Phong 10 cấp linh hồn lực khí thế tràn ngập tại trong không khí, có thể dùng Thanh Vân môn năm đại trưởng lão cùng với trưởng môn Tần Bạch Ngôn, bọn họ lỗ mũi và trong miệng hô hấp là càng tới càng khó khăn, phảng phất có loại sắp muốn hít thở không thông khó chịu cảm giác. Đứng tại cách đó không xa vài tên Thanh Vân môn nữ đệ tử, các nàng một đôi mắt đẹp chừng so đèn lồng còn lớn hơn, tuy rằng Diệp Thần Phong cái này cổ khí thế không có châm đối với các nàng, thế nhưng các nàng như cũ có thể cảm giác được trong không khí cường hãn năng lượng ba động, cái này loại năng lượng ba động làm cho các nàng tim đập nhanh, thậm chí có thể dùng các nàng hai chân đều như nhũn ra. Nguyên bản mấy cái này Thanh Vân môn nữ đệ tử cho rằng Diệp Thần Phong căn bản không phải đại trưởng lão đối thủ, dù sao đại trưởng lão thế nhưng có thiên giai trung phẩm thực lực. Có thể làm cho các nàng trăm triệu không nghĩ tới là đại trưởng lão bị Diệp Thần Phong cấp bá khí một cước đá bay. Càng làm cho mấy vị này Thanh Vân môn nữ đệ tử điệt phá kính mắt là, Diệp Thần Phong quang chỉ dựa vào cường hãn khí thế liền khiến cho được năm đại trưởng lão cùng với trưởng môn Tần Bạch Ngôn một đám khẩu trung phun ra máu tươi, nghiễm nhiên là bị nội thương, cái này, đây quả thực nghe nói quá kinh người đi. Phải biết rằng năm đại trưởng lão cùng trưởng môn Tần Bạch Ngôn, bọn họ thế nhưng không phải A Miêu A Cẩu, bọn họ 6 người là thứ thiệt thiên giai trung phẩm cao thủ, như vậy nói như thế, Diệp Thần Phong thực lực muốn cao bao nhiêu siêu. Thiên giai thượng phẩm, sợ rằng thiên giai thượng phẩm đều không có cách gì làm được Diệp Thần Phong cái này đẳng kinh khủng thủ đoạn, như vậy là siêu việt thiên giai tồn tại. Mấy vị này Thanh Vân môn nữ đệ tử trong đầu tâm tư càng tới càng hỗn loạn, Diệp Thần Phong niên kỷ tuổi nhiều lắm chỉ có 20 nhiều tuổi, cái này đẳng tuổi tác. Có cái này đẳng thực lực, phóng nhãn toàn bộ cổ võ giới đều có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Vừa rồi danh tướng thiếp thân bảo kiếm mượn cấp Diệp Thần Phong Thanh Vân môn nữ đệ tử. Nàng trong con ngươi xinh đẹp là tia sáng kỳ dị liên tục, trắng noãn hàm răng nhìn không được khẽ cắn trắng mịn môi, trong lòng tại nghĩ ngợi một sự tình,
thầm nghĩ, hay là hắn có thể giúp được ta. Đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Tần Nghị ngực cũng khó chịu, hắn biết sự tình như vậy phát triển tiếp chỉ biết càng náo càng cương, hắn mặc dù đối với Thanh Vân Môn hầu như không có cảm tình, thậm chí đối với hắn lạnh lùng phụ thân cũng mất cảm tình, nhưng hắn vẫn là không nhịn được lên tiếng, lão đại. Tần Nghị lời còn chưa nói hết, Diệp Thần Phong liền tướng linh hồn lực thu vào, nói rằng, Tần Nghị, vừa rồi ta nhất thời nhịn không được. Lão đại, không có chuyện gì, là bọn hắn chẳng phân biệt được thị phi động thủ trước. Tần Nghị hít một hơi nói rằng, tại Diệp Thần Phong tướng 10 cấp linh hồn lực khí thế thu hồi thể nội sau, năm đại trưởng lão cùng trưởng môn Tần Bạch Ngôn tức khắc cảm giác cả người thoáng cái buông lỏng, không hẹn mà cùng lau mép một cái vết máu. Tuy rằng năm đại trưởng lão hận không thể lập tức sát Diệp Thần Phong, nhưng là bọn hắn biết người trẻ tuổi trước mặt này, bọn họ không thể trêu vào, nếu như còn muốn khư khư cố chấp lời nói, như vậy phỏng chừng bọn họ năm cái cũng phải đến dưới đất đi bồi cháu trai của bọn họ, cho nên chỉ có thể chịu đựng tức giận trong lòng. Thanh Vân Môn trưởng môn Tần Bạch Ngôn đến nơi này nhất khắc. Hắn mới phát hiện con trai của hắn Tần Nghị đứng ở trước mặt cái này tên khủng bố người tuổi trẻ bên cạnh, khái khái, nhẹ nhàng ho hai tiếng, nói rằng, Tiểu Nghị, người mấy ngày nay đi nơi nào? Vị này chính là bằng hữu của ngươi sao? Hắn là của môn phái nào? Còn có các ngươi vừa rồi ở đây xảy ra chuyện gì? Tần Nghị đứng ra tướng Ngô Hải chúng nhân vũ nhục Diệp Thần Phong phụ mẫu. Cùng với bọn họ không biết lượng sức sự tình đại khái nói một lần, hắn tịnh không có đề cập thân phận của Diệp Thần Phong. Năm đại trưởng lão cùng Tần Bạch Ngôn tại nghe xong Tần Nghị tự thuật sau. Bị Diệp Thần Phong một cước đá bay đại trưởng lão, cực vì kiêng kỵ nói rằng, vị trẻ tuổi này kiện sự tình là Ngô Hải bọn họ làm sai, có thể ngươi cũng không cần hạ sát thủ đi. Ngươi là của môn phái nào đệ tử? Diệp Thần Phong tùy ý nhún vai, nói rằng, thế nào? Muốn tìm hiểu chi tiết của ta, nhìn ta một chút là không phải kia đại môn phái chung người. Ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, ta không phải cổ võ giới chung người, lần này là ta lần đầu tiên tới cổ võ giới, hiện tại biết ta không có hậu trường. Là không phải dự định muốn xuống tay với ta. Diệp Thần Phong trên mặt mang biểu tình hài hước, lạnh giọng nói rằng, không phải ta xem làm thịt các ngươi Thanh Vân Môn, nếu không nhìn tại Tần Nghị mặt mũi, ta nói không chừng đã sớm quét ngang các ngươi Thanh Vân Môn, các ngươi cũng sẽ không hoài nghi thực lực của ta đi. Dùng thực lực của ta muốn quét ngang các ngươi cái này bất nhập lưu môn phái là chắc chắc có thừa. Nghe vậy, Tần Bạch Ngôn cùng năm đại trưởng lão trên trán là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Phía sau trong nháy mắt biến được lạnh lẽo không gì sánh được, bọn họ vừa là tự mình cảm nhận được Diệp Thần Phong cường hãn thực lực, bất kể Diệp Thần Phong phía sau có không có hậu trường, bọn họ Thanh Vân Môn tại Diệp Thần Phong trước mặt cũng chút nào thiếu nhìn. Bất quá, khi biết Diệp Thần Phong không có hậu trường sau đó, năm đại trưởng lão coi như là thoáng thở dài một hơi, bọn họ biết hiện nay thì không cách nào đối phó Diệp Thần Phong, cho nên chỉ có thể chịu được, cho là bọn hắn đưa ánh mắt về phía Tần Nghị. Đại trưởng lão nói rằng, Tần Nghị, ngươi có biết hay không mấy ngày nay Thanh Vân Môn đều đang tìm ngươi. Nửa tháng sau đó là Quy Nguyên Môn trưởng môn 50 đại thọ, Quy Nguyên Môn con của trưởng môn điểm danh chúng ta muốn dẫn ngươi đi tham gia, cho nên ngươi nửa tháng sau, phải muốn theo chúng ta cùng đi một chuyến Quy Nguyên Môn, cấp Quy Nguyên Môn trưởng môn chúc thọ. Quy Nguyên Môn trưởng môn 50 đại thọ, Quy Nguyên Môn con của trưởng môn điểm danh muốn Tần Nghị tham gia. Phải biết rằng Tần Nghị thanh mai trúc mã thế nhưng bị Quy Nguyên Môn trưởng môn con trai khốn kiếp cướp đi, với lại hắn trước đây toàn thân thực lực cũng là bị tên khốn kia cấp phế bỏ, bây giờ lại muốn hắn đi tham gia Quy Nguyên Môn trưởng môn 50 đại thọ. Diệp Thần Phong nhìn đến Tần Nghị song quyền đột nhiên gian nắm chặt, hắn vỗ vỗ Tần Nghị vai, nói rằng, nếu như ngươi đúng Thanh Vân Môn không có bất luận cái gì lưu luyến, như vậy chúng ta tự rời đi nơi này, sau đó ngươi có thể vẫn theo ta. Sơ tuyết hành tung chúng ta có thể đi địa phương khác tìm hiểu. Tần Nghị cảm nhận được Diệp Thần Phong chân thành tình huynh đệ, hắn điểm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phụ thân của hắn Tần Bạch Ngôn, thanh âm có chút khàn khàn hỏi, ba, ngươi cũng dự định nhường ta đi tham gia Quy Nguyên Môn trưởng môn 50 đại thọ. Tần Bạch Ngôn mặt thượng lóe lên một ít vùng vẫy sau, nói rằng, Tiểu Nghị, Quy Nguyên Môn không phải chúng ta có thể đắc tội, ta cũng cho rằng nửa tháng sau ngươi nên đi một chuyến Quy Nguyên Môn. Tần Nghị, Quy Nguyên Môn là cổ võ giới nhất lưu thế lực, cho dù bên cạnh ngươi vị trẻ tuổi này thực lực cường hãn, có thể hắn có thể đối phó được một cái nhất lưu môn phái sao?
nhị trưởng lão nói rằng. Tần Nghị, người cả đời này sớm thì xong rồi, người còn là đàng hoàng ngây ngô tại Thanh Vân Môn đi. Huống hồ Thanh Vân Môn cùng Quy Nguyên Môn trong lúc đó ân oán, hoàn toàn là ngươi khiêu khích tới, cho nên ngươi phải nên vì cái này kiện sự tình phụ trách. Tam trưởng lão không tình cảm chút nào nói rằng. Ha ha ha, nghe cha mình và năm đại trưởng lão ngôn ngữ, Tần Nghị cổ họng trong lớn tiếng nở nụ cười lạnh, chất vấn, cho nên các ngươi là có thể không để ý tôn nghiêm của ta. Cho nên các ngươi là có thể không để ý cảm thụ của ta. Đem ta một lần lại một lần đưa tới cửa đi bị người cười nhạo thành phế vật. Từ giờ trở đi, ta Tần Nghị cùng Thanh Vân Môn lại không nửa điểm liên quan, ta Tần Nghị cùng Tần Bạch Môn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Tần Nghị leng keng hữu lực quát dẹp đường. Tần Nghị, chớ quên, ngươi đã cả đời không thể đủ tu luyện, ta khuyên ngươi. Đại trưởng lão lời còn chưa nói hết, Tần Nghị liền tướng thể nội thiên giai trung phẩm đỉnh phong khí thế tăng lên lên, quát, ai nói ta cả đời không thể đủ tu luyện. Ai nói ta là phế vật. Thiên giai trung phẩm. Cái này, điều này sao có thể? Tại Tần Nghị thể nội đề thăng khởi chân kình chi lực sau, năm đại trưởng lão cùng Tần Bạch Ngôn không hẹn mà cùng há to miệng. Tần Nghị khi nhìn đến phụ thân của hắn Tần Bạch Ngôn cùng năm đại trưởng lão mặt thượng biểu tình sau, phù phù. Một tiếng, hướng Diệp Thần Phong quỳ xuống, nếu không có hắn lão đại Diệp Thần Phong, chỉ sợ hắn hiện tại vẫn như cũ là một cái chỉ có thể mặc cho người định đoạt phế vật, cho nên hắn đột nhiên cảm giác, hắn đời này đều không có cách gì báo đáp Diệp Thần Phong ân tình, khẩu trung đúng Tần Bạch Ngôn chúng nhân, quát dẹp đường, không cần trợn to hai mắt nhìn ta, thương thế của ta là lão đại giúp ta chữa xong, thực lực của ta là lão đại giúp ta khôi phục, lão đại không chỉ giúp ta khôi phục thực lực, còn nhượng thực lực của ta được tăng lên. Ngược lại, Tần Nghị chân thành tha thiết đúng Diệp Thần Phong, nói rằng, lão đại, cảm ơn ngươi. Diệp Thần Phong một cước nhẹ nhàng đá vào Tần Nghị trên vai, không vui nói, Tần Nghị, nhà đầu ngươi, ngươi đây là muốn để làm chi? Ngươi muốn lừa gạt lão đại ngươi mắt của ta lệ sao? Tốt, Thanh Vân Môn không đáng ngươi lưu luyến, theo lão đại ta lưu là cổ võ giới đi. Nói, Diệp Thần Phong tướng Tần Nghị từ dưới đất phù lên, Tần Nghị điểm gật đầu, nói rằng, lão đại, sau đó phong vệ đội chính là ta nhà, hoàn hảo ta có như vậy nhiều huynh đệ, hoàn hảo ta có lão đại ngươi. Nha, Tần Nghị, không chỉ nói được như thế buồn nôn, ta đã nói rồi, ta đúng nam nhân không có hứng thú. Diệp Thần Phong làm ra một cái ác hàn biểu tình. Vì vậy, Diệp Thần Phong cùng Tần Nghị hình như hai cái người bình thường giống nhau, vừa nói vừa cười hướng Thanh Vân Môn trống trải sân bãi bên ngoài đi. Chương 658, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ở đây không có bất cứ người nào có dũng khí ngăn cản Diệp Thần Phong cùng Tần Nghị đường đi, tên tướng thiếp thân vũ khí mượn cấp Diệp Thần Phong Thanh Vân Môn nữ đệ tử, nàng muốn mở miệng gọi lại Diệp Thần Phong, có thể cuối cùng chỉ là lẳng lặng nhìn Diệp Thần Phong cùng Tần Nghị rời đi hình bóng, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Thanh Vân Môn trưởng môn Tần Bạch Ngôn cùng năm đại trưởng lão, bọn họ khi nhìn đến Diệp Thần Phong cùng Tần Nghị hình bóng tiêu thất ở trong tầm mắt sau, nhất là năm đại trưởng lão, bọn họ một đám sôi nổi kêu gào lên, phải biết rằng mỗi người bọn họ cháu trai thế nhưng bị Diệp Thần Phong sát. Bị Diệp Thần Phong đá một cước đại trưởng lão, ngực đau đớn lợi hại, giữ tợn quát dẹp đường, trưởng môn, chúng ta Thanh Vân Môn tuyệt đối không thể đủ phóng qua tên tiểu tử khốn kiếp này, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tướng tên tiểu tử khốn kiếp này đưa đi gặp Diêm Vương gia. Đúng, trưởng môn, còn có con của ngươi Tần Nghị, hắn quả thực là ăn cây táo, rào cây sung, hắn lẽ nào đã quên mình là Thanh Vân Môn người sao? Hắn lẽ nào đã quên mình là Thanh Vân Môn con của trưởng môn sao? Nhị trưởng lão khàn cả giọng trừng lớn suy nghĩ con ngươi. Hiện tại chúng ta nên ngẫm lại nửa tháng sau thế nào hướng Quy Nguyên Môn bàn giao. Nếu như Tần Nghị không đi Quy Nguyên Môn chúc thọ lời nói, Quy Nguyên Môn khẳng định hội tướng thịnh nộ phát tiết tại trên đầu chúng ta nên đem Tần Nghị cản lại. Tam trưởng lão lo lắng nói rằng. Nghe năm đại trưởng lão lời thề son sắt ngôn ngữ, Tần Bạch Ngôn lớn tiếng quát dẹp đường, được rồi, tam trưởng lão, ngươi là muốn đem Tiểu Nghị lưu lại sao? Hiện tại bọn họ hai cái khẳng định còn chưa đi xa, ngươi nếu là đuổi theo ra đi khẳng định còn kịp, ngươi tại sao không đi truy? Các ngươi một đám không cần quang hội ngoài miệng nói, các ngươi muốn đi tìm vừa rồi người tuổi trẻ kia báo thù. Lẽ nào các ngươi không có cảm thụ được người tuổi trẻ kia thực lực đáng sợ sao?
lại nói hắn có thể trị liệu tốt Tiểu Nghị thương thế. Đồng thời không chỉ có nhượng Tiểu Nghị khôi phục thực lực, còn nhượng thực lực của hắn tăng lên. Các ngươi cho rằng như vậy một cái yêu nghiệt như thanh niên nhân hội đơn giản sao? Nếu như các ngươi nghĩ bản thân đi chịu chết, ta không ngăn các ngươi, Tiểu Nghị mấy năm này quả thực bị cực vì to lớn ủy khuất cùng nhục nhã, hắn cùng ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ cũng là nên, ta không có tư cách làm phụ thân của hắn. Tần Bạch Ngôn đang nghe Tần Nghị muốn cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ sau, hắn có chút hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn cảm thấy chính hắn một phụ thân làm quá uất ức, từ Tần Nghị bị phế sau đó. Hắn cũng không có đi chân chính quan tâm tới đối phương, chỉ là muốn thế nào những Quy Nguyên môn không lại căm thù hắn Thanh Vân môn, có thể kết quả là hắn cái này Thanh Vân môn trưởng môn còn có một chút trưởng môn hình dạng sao. Năm đại trưởng lão nghe xong Tần Bạch Ngôn cái này lần gầm lên sau đó, bọn họ một đám lựa chọn ngậm miệng, bọn họ biết Tần Bạch Ngôn nói một điểm đều không sai, dùng thực lực của bọn họ muốn đi tìm Diệp Thần Phong báo thù, quả thực là ngại bản thân sống được quá dài. Cho dù tướng toàn bộ Thanh Vân môn làm đi vào, phỏng chừng cuối cùng bọn họ cũng không nhúc nhích được Diệp Thần Phong một sợi tóc. Diệp Thần Phong cùng Tần Nghị ly khai Thanh Vân môn sau đó, hôm nay là không thể đủ nhượng Thanh Vân môn giúp đỡ tìm hiểu Hàn Sơ Tuyết tin tức, chỉ có thể mặt khác lại nghĩ một chút biện pháp. Hai người sóng vai đi tại một điều trên đường nhỏ, Tần Nghị tâm tình cũng không là rất tăng vọt, dù sao Tần Bạch Ngôn lại làm sao lạnh lùng. Đó cũng là hắn cha ruột a. Hắn chính mồm nói ra muốn cùng Tần Bạch Ngôn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, trong lòng tâm tình khẳng định hội sản sinh biến hóa. Tần Nghị, không nên suy nghĩ nhiều, Thanh Vân môn không đáng ngươi lưu luyến, chờ ngươi sau đó tại cổ võ giới chung sông ra một phen thành tựu. Đến lúc đó tự nhiên sẽ để cho bọn họ hối ruột đều thanh. Diệp Thần Phong nói rằng, Tần Nghị miễn cưỡng lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói rằng, lão đại, ngươi yên tâm đi, ta không sao, hiện tại chúng ta ngẫm lại còn có biện pháp nào có thể dò thăm Hàn Sơ Tuyết tin tức xấu đi. Ngược lại, Tần Nghị bàn tay vỗ đầu một cái, nói rằng, đúng, lão đại, ta có biện pháp, ta một cái hảo bằng hữu là một cái môn phái khác chung đệ tử, chỉ có hắn tại ta biến thành phế vật sau đó. Vẫn như cũ là giống như trước giống nhau cùng ta chung đụng, chúng ta đi tìm hắn giúp đỡ, nhượng hắn môn phái tìm hiểu Hàn Sơ Tuyết tin tức. Tốt, cứ làm như vậy. Diệp Thần Phong đồng ý Tần Nghị biện pháp, dù sao hắn tại cổ võ giới là cuộc sống không quen thuộc. Tần Nghị cái kia hảo bằng hữu tên là Trần Tử Kiệt, là cổ võ giới Chấn Thiên Môn đệ tử, Chấn Thiên Môn tại cổ võ giới trung thuộc về một cái nhị lưu môn phái. Chấn Thiên Môn cự ly Thanh Vân Môn tỉnh không có có xa lắm không đường xá, nếu như bước đi lời nói, có thể tại chừng hai canh giờ đến, bởi vì lúc trước Diệp Thần Phong cùng Tần Nghị mướn mã xa, tại bọn họ hai cái đến Thanh Vân Môn sau, điều khiển mã xa người liền lại phản hồi thành trấn trong, cho nên Diệp Thần Phong cùng Tần Nghị chỉ có thể đi bộ đi tới. Dọc theo đường đi, Diệp Thần Phong cùng Tần Nghị trò chuyện cổ võ giới sự tình, rất nhanh hai cái canh giờ đã qua. Diệp Thần Phong cùng Tần Nghị đi tới Chấn Thiên Môn giàu gì cũng là một cái nhị lưu môn phái, nó vật kiến trúc muốn so Thanh Vân môn cái này bất nhập lưu môn phái to lớn nhiều. Tần Nghị mang theo Diệp Thần Phong đi vòng qua Chấn Thiên Môn đằng sau một chỗ hoa viên cổng, hai phiến đại môn chính mở rộng, trong hoa viên trồng đủ loại thực vật, một cái dáng dấp nhìn qua rất thật thà người mập, chính ở một bên làm cỏ, một mặt cấp những thực vật này tưới nước. Diệp Thần Phong kinh nghi nói, Tần Nghị, người nói bằng hữu nên không sẽ là hắn đi. Người vị bằng hữu này thế nào nhìn cũng nhiều lắm là Chấn Thiên Môn tạp dịch đi. Hắn có thể đến giúp chúng ta sao? Tần Nghị nói rằng, lão đại, người yên tâm đi, Trần Tử Kiệt mặc dù đang phương diện tu luyện không có cái gì thiên phú, thế nhưng hắn tại Chấn Thiên Môn chung nhân tế quan hệ rất tốt, dù sao tới đều tới, chúng ta trước đi hỏi một chút hắn. Người mập, mấy ngày nay có không có nghĩ ca ca người ta? Tần Nghị nghênh ngang đi vào trong vườn hoa. Trần Tử Kiệt ngẩng đầu nhìn đến là Tần Nghị sau, mặt thượng lộ ra dáng tươi cười, ngược lại lại mắng, nói cho ngươi bao nhiêu lần, sau đó không cần kêu nữa ta mập mạp, còn có cẩn thận không cần đạp phải trong vườn hoa thực vật, nếu không ta có thể không để yên cho ngươi. Trần Tử Kiệt đi tới Tần Nghị trước mặt, nắm tay nện cho Tần Nghị ngực thoáng cái, nói rằng, tiểu tử ngươi, có thời gian thật dài không có tới tìm ta. Ta còn tưởng rằng ngươi quên ta người bạn này. Vị này chính là, Trần Tử Kiệt đột nhiên thấy được Tần Nghị phía sau còn đứng một người.
Tần Nghị vẻ mặt tự hào nói, người mập, ngày hôm nay xem như là tiện nghi ngươi, người bình thường thế nhưng không có cơ hội nhận thức lão đại của ta, vị này chính là lão đại của ta Diệp Thần Phong. Trần Tử Kiệt lộ ra vẻ mặt xem thường, nói rằng, tiểu tử ngươi, là không phải lại muốn đánh cái gì chủ ý xấu. Còn có ngươi chừng nào thì nhận một cái lão đại, chẳng lẽ lão đại của ngươi là tuyệt thế cao thủ sao? Còn người bình thường không có cơ hội nhận thức ni, ngươi ở đây lừa gạt quỷ đâu? Nếu như lão đại ngươi là tuyệt thế cao thủ, ngươi còn dùng được tới đi cửa sau sao? Ngươi và lão đại ngươi sớm liền trở thành chúng ta Trấn Thiên Môn khách quý. Người mập, ta lười cùng ngươi lời vô ích, lần này ta quả thực có một việc yêu cầu ngươi giúp đỡ. Tần Nghị trực tiếp đương nói rằng, ngươi xem một chút, ngươi giấu đầu lòi đuôi lộ ra rồi đi. Có chuyện gì mau nói, ta có thể giúp quyết không chối từ. Trần Tử Kiệt hào sảng nói. Giữa lúc Tần Nghị lại muốn lúc nói chuyện, Trấn Thiên Môn chỗ này trong vườn hoa vào một nam một nữ, nam khoảng chừng hơn 40 tuổi, trường được rất trầm ổn đẹp trai. Nữ cũng không sai biệt lắm hơn 40 tuổi, tướng mạo rất xinh đẹp. Trần Tử Kiệt nhìn đến đột nhiên đi tới một nam một nữ này, hắn liền vội vàng tiến lên cung kính nói, tiểu thư, đại thiếu gia, hai vị lại tới ngắm hoa sao? Trần Tử Kiệt gặp trước mặt hai vị không chút nào để ý tới hắn, mà là ánh mắt đặt tiền cuộc đến Diệp Thần Phong trên người, điều này làm cho hắn trong lòng âm thầm hô một tiếng, hỏng. Tiểu thư cùng đại thiếu gia nên không hội nhìn Tần Nghị cái này vị lão đại không vừa mắt đi. Cái này tên hơn 40 tuổi nam nhân giữa hai lông mày cùng Diệp Thần Phong có vài phần tương tự, cái này tên hơn 40 tuổi nữ nhân ở nhìn đến Diệp Thần Phong sau, kinh sau một lúc lâu ngây người sau, mắt của nàng vành mắt đỏ lên, cả người thân thể hơi run rẩy. Mà Diệp Thần Phong khi nhìn đến một nam một nữ này sau, hắn có loại hoảng như cách một thế hệ cảm giác. Xuất hiện ở trong vườn hoa hai người kia, không chính là hắn chết đi cha mẹ của, Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm sao? Với lại căn cứ trước mặt cái này hai người biểu hiện trên mặt biến hóa, Diệp Thần Phong có thể khẳng định bản thân không có nhận lầm người, có thể đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phụ mẫu hắn không phải sớm đã chết ở tai nạn xe cộ chung sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở cổ võ giới? Các loại nghi hoặc bồi hồi tại Diệp Thần Phong trong đầu. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra hết thảy trước mặt. Chương 659, đoàn tụ. Thời gian dừng hình ảnh chậm lại. Không khí dường như vào giờ khắc này đình chỉ lưu động. Diệp Thần Phong mắt không nháy một cái nhìn trước mặt một nam một nữ, mà một nam một nữ này đồng dạng là mắt không nháy một cái nhìn Diệp Thần Phong. Trong đầu về cha mẹ hồi ức như thủy triều hiện lên đi ra, mãnh liệt đánh thẳng vào Diệp Thần Phong mỗi một cây thần kinh não bộ. Chính cái gọi là nam nhi có lệ không khinh đạt, nhưng Diệp Thần Phong giờ khắc này thật không nhịn được, hốc mắt của hắn chậm chậm bị nước mắt bao phủ, mũi hô hấp hơi có vẻ có chút gấp, tâm tình của nội tâm vô cùng kích động, môi khẽ nhúc nhích, hắn vẫn còn có chút không thể tin được hai mắt của mình chỗ đã thấy tất cả. Thần Phong, tên hơn 40 tuổi xinh đẹp nữ nhân mang theo khóc nức nở cùng không dám tin tưởng ôn nhu nghi vấn. Đến nơi này nhất khắc. Diệp Thần Phong có thể 100% khẳng định trước mặt một nam một nữ này chính là của hắn phụ mẫu, Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm, hắn sâu hít thở sâu hai hạ, cổ họng trong hơi khàn khàn hô đạo ba, mụ. Nghe được Diệp Thần Phong gọi, Diệp Đông Hoa thân thể chợt một trận run, mà Tôn Mỹ Cầm đang xác định trước mặt người thanh niên này thật là con trai của nàng sau, nàng lập tức liều lĩnh bước nhanh đi đến Diệp Thần Phong trước mặt, một tay lấy Diệp Thần Phong ôm nhập trong ngực. Nước mắt từ trong hốc mắt không ngừng chảy xuống, nghẹn ngào nói, Thần Phong, thật chính là ngươi, mụ mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ ngươi, nghĩ ngươi có ngủ không được ngon giấc ăn được, có không có bị người khi dễ. Cảm thụ được mẫu thân ấm áp ôm ấp, Diệp Thần Phong cảm giác hình như mình là đang nằm mơ, dùng sức niết một đem bắp đùi của mình, rõ ràng cảm nhận sâu sắc truyền vào hắn não bộ thời gian. Khóe miệng của hắn lại cười, cười đến dị thường ôn hinh. Mặc cho Tôn Mỹ Cầm ôm hắn. Đứng tại cách đó không xa Diệp Đông Hoa len lén sát sát ướt át khóe mắt, đi tới Diệp Thần Phong cùng Tôn Mỹ Cầm bên người, nói rằng, Mỹ Cầm, người trước buông ra cái này tiểu thằng nhóc, người chẳng lẽ không hỏi một chút tiểu tử này là thế nào đi tới cổ võ giới sao? Tôn Mỹ Cầm buông lỏng ra Diệp Thần Phong sau, đôi mắt đẹp trừng mắt một cái Diệp Đông Hoa, quát dẹp đường, Diệp Đông Hoa, người còn là không phải phụ thân của Thần Phong. Có ngươi như thế vừa thấy được con trai tự hô to gọi nhỏ sao? Thần Phong,
theo mụ đi, mụ có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Tôn Mỹ Cầm lôi kéo Diệp Thần Phong đi trực tiếp đi về phía trước đi, Diệp Đông Hoa bất đắc dĩ cười, chỉ có thể đi theo cái này mẹ con hai phía sau. Diệp Thần Phong rời đi hoa viên trước, nói với Tần Nghị một câu, ngươi ở nơi này chờ ta, ta rất nhanh thì hội tới tìm ngươi. Trong vườn hoa Tần Nghị cùng Trần Tử Kiệt ngây người nhìn Diệp Thần Phong đẳng người thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt, nguyên bản Trần Tử Kiệt còn đang trong lòng nghĩ ngợi nên thế nào hướng Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm giải thích. Ai biết nói tới như thế một gia mẹ con quen biết nhau tràng cảnh. Cái này có phần cũng quá cẩu máu một ít đi. Người mập Trần Tử Kiệt sau khi tĩnh hồn lại, đúng một bên Tần Nghị dương nanh múa vuốt, tiểu tử ngươi, vội vàng cấp ta tử thực đưa tới. Ngươi là không phải đã sớm biết ngươi cái kia lão đại là chúng ta tiểu thư con trai. Ngươi lại ý định tới xem ta cười nhạo đi. Tần Nghị vẻ mặt mờ mịt nói rằng, người mập, hỏi ngươi một việc, trong miệng ngươi tiểu thư cùng đại thiếu gia, bọn họ tại các ngươi Trấn Thiên Môn chung là thân phận gì? Trần Tử Kiệt nhìn đến Tần Nghị vẻ mặt mê mang sau. Hắn nhìn ra được Tần Nghị cũng không biết thân phận của Diệp Thần Phong, lại nói vừa rồi một màn kia đoàn tụ tràng cảnh quá phiến người rơi lệ. Rõ ràng cho thấy song phương đều không biết hội đột nhiên gặp nhau. Trần Tử Kiệt vẻ mặt cao thâm nói rằng, tiểu tử ngươi, cái này xem như là bị ngươi đạp phải vận cứt chó, ta khẩu trung tiểu thư là Trấn Thiên Môn trưởng môn đại nữ nhi. Mà ta khẩu trung đại thiếu gia là tiểu thư lão công, nói cách khác ngươi cái này vị lão đại. Là chúng ta trưởng môn thân ngoại tôn, sau đó ngươi cho dù muốn mỗi ngày đều lưu tại Trấn Thiên Môn, chỉ sợ cũng là một cái chuyện dễ dàng. Tần Nghị sững sờ nửa ngày sau đó, tai lẩm bẩm nói rằng, nguyên lai lão đại tại cổ võ giới còn có như thế một thân phận. Xem ra bây giờ sự tình trái lại biến được đơn giản nhiều. Đúng, người mập, cái gì gọi là xem như là bị ta đạp phải vận cứt chó. Lão đại ta cho dù không có như thế một thân phận, hắn tất cả cũng là ngươi không thể đủ tưởng tượng. Tần Nghị bĩu môi mong chờ nói rằng, thôi đi, huynh đệ, ngươi không cần được tiện nghi lại khoe mã. Trần Tử Kiệt vỗ vỗ Tần Nghị ngực nói rằng, người mập, ta đem lão đại của ta giới thiệu cho ngươi, ngươi cũng không nên lãng phí một cách vô ích như thế một cái cơ hội ngàn năm một thuở, ngươi nhìn ta một chút thực lực hôm nay đến trình độ gì. Tần Nghị vẫn coi Trần Tử Kiệt là làm hảo bằng hữu, cho nên hắn không cần thiết che giấu bản thân thực lực. Ngươi không tự còn là hoàng giai thượng phẩm thực lực mà. Ngay cả ta đều đến huyền giai. Trần Tử Kiệt lời nói hơi ngừng. Hai con người bất khả tư nghị trừng mắt trước mặt Tần Nghị, hai con người dường như đều muốn từ hốc mắt của hắn chung đụng tới, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được một cổ cảm giác áp bách từ Tần Nghị trên người hướng hắn kéo tới. Căn cứ cái này cổ nhượng bộ ngực hắn khó chịu cảm giác áp bách, hắn có thể đại khái suy đoán Tần Nghị thực lực nên đạt được thiên giai trung phẩm. Cái này, điều này sao có thể? Cái này có phần cũng quá vô nghĩa một ít đi. Trần Tử Kiệt đờ đẫn nói rằng, người dùng sức niết ta thoáng cái mặt. Ta muốn nhìn mình là không phải đang nằm mơ. Tần Nghị không chút khách khí nhéo một cái Trần Tử Kiệt mặt thượng thịt mỡ, đau Trần Tử Kiệt là đảo hấp vài khẩu lương khí, hô đạo, đau nhức tử ta, tiểu tử ngươi, không hội khinh một điểm a. Trần Tử Kiệt không ngừng xoa mặt thượng thịt mỡ, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Tần Nghị thời gian, hắn biết hết thảy trước mặt đều là thật, Tần Nghị thực lực thật đạt tới thiên giai trung phẩm, hắn vội vàng hỏi, tiểu tử ngươi, gần nhất bị ngươi đạp bao nhiêu cứt chó. Người mập, biết thân thể ta nội tổn thương là bị ai chữa xong sao? Chính là bị lão đại của ta không chỉ chữa trị xong thương thế của ta, còn giúp ta khôi phục thực lực, đồng thời giúp ta đột phá đến thiên giai trung phẩm đỉnh phong thực lực, ta chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào thiên giai thượng phẩm. Người mập mạp ta đem lão đại của ta giới thiệu cho ngươi, mà ngươi lại vẻ mặt không sao cả, cho dù có vận cứt chó ngươi cũng đạp không mà. Nói đến hắn lão đại thời gian, Tần Nghị là gương mặt tự ngạo. Tần Nghị, ngươi nói những thứ này đều là thật. Trần Tử Kiệt nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Ta nói ngươi ái tin hay không, ngươi lẽ nào không thấy được thực lực của ta đặt tại trước mặt ngươi sao? Tần Nghị không vui nói. Trần Tử Kiệt mặt thượng lập tức thay đổi một bộ lấy lòng biểu tình, nói rằng, tiểu Nghị, chúng ta hai cái xem như là hảo huynh đệ đi. Mới vừa rồi là ta quá khinh thị lão đại của ngươi. Đợi hội ngươi sẽ giúp ta dẫn tiến lão đại của ngươi, ta Trần Tử Kiệt phát thệ, chỉ cần lão đại của ngươi cũng đồng ý thu ta làm thiếp đệ, sau đó ta Trần Tử Kiệt có thể vì lão đại xông pha khói lửa không chối từ.
Tần Nghị cùng Trần Tử Kiệt tại trong vườn hoa tán gẫu thời gian, Tôn Mỹ Cầm lôi kéo Diệp Thần Phong đi tới trong phòng của nàng. Gian phòng trang sức đặc biệt phục cổ phong, Tôn Mỹ Cầm nhượng Diệp Thần Phong ngồi xuống sau đó, nói rằng, Thần Phong, mụ nhượng ngươi chịu khổ, ngươi nhất định đã cho ta đã không lại nhân thế đi. Không phải ba mẹ không muốn đi hồi Diệp gia, chúng ta là có khổ chung. Diệp Thần Phong điểm gật đầu, an ủi, mụ, ta không sao, ta thật không có việc gì, có thể nhìn thấy ngươi môn ta thật thật cao hứng. Thần Phong, ngươi là thế nào đi tới cổ võ giới? Diệp gia hiện tại thế nào? Tiểu tử ngươi còn là không phải bình thường cấp gia gia ngươi gây phiền toái. Còn có Đông Kiện hiện tại có tìm được hay không đối tượng? Đứng ở một bên Diệp Đông Hoa hỏi liên tiếp vấn đề. Ba, Diệp gia hiện tại rất tốt, với lại ta cũng không cho. Nữa gia gia rước lấy phiền phức, tiểu thúc cũng đã kết hôn rồi. Đối với Diệp Đông Hoa nghi vấn, Diệp Thần Phong không có chút nào phản cảm lần lượt trả lời, bởi vì tại trong trí nhớ Diệp Đông Hoa chính là một cái nghiêm khắc phụ thân hình tượng, đây là một loại đại biểu cho phụ thân nghiêm nghị quan ái. Nghe Diệp Thần Phong trả lời rất có trật tự, Tôn Mỹ Cầm cùng Diệp Đông Hoa nhìn nhau liếc mắt, bọn họ cái này tài nhớ tới con của bọn họ không phải hoạn có kinh hoàng chứng sao. Tôn Mỹ Cầm vội vã cầm Diệp Thần Phong bàn tay, hỏi Thần Phong, người bệnh lẽ nào tốt sao? Diệp Thần Phong hồi đáp, ba mẹ, các người yên tâm đi, ta kinh hoàng chứng đã hoàn toàn tốt. Diệp Thần Phong cũng không vội mà hỏi cha mẹ hắn tại sao sẽ ở cổ võ giới chung. Chỉ là tùy ý trước cùng phụ mẫu trò chuyện. Tôn Mỹ Cầm lần thứ hai tướng Diệp Thần Phong cấp ôm nhập trong ngực, nói rằng thực sự là ông trời phù hộ. Thực sự là ông trời phù hộ a, nhưng con ta bệnh khỏi rồi. Diệp Thần Phong cảm thụ được Tôn Mỹ Cầm tình thương của mẹ. Hắn tại trong lòng không khỏi thầm nghĩ, có phụ mẫu thật tốt. Chương 660, có vẻ như không quá được hoan nghênh. Sau đó, Diệp Thần Phong tướng thế tục giới chuyện tóm tắt đúng Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm nói một lần, đương nhiên về thực lực của hắn cùng với các loại nguy hiểm sự tích, hắn tịnh không có đúng Diệp Đông Hoa nói rõ với Tôn Mỹ Cầm, hắn không muốn để cho phụ mẫu hắn lo lắng, đến nỗi hắn bây giờ có cực vì thực lực cường hãn, sau đó cha mẹ hắn tổng hội thấy được. Bây giờ nói Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm phỏng chừng cũng không quá có thể tin tưởng, dù sao ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong chỉ là một người bình thường mà thôi. Tại nghe xong Diệp Thần Phong giảng thuật sau đó, Tôn Mỹ Cầm nói rằng, nguyên lai Thần Phong ngươi là theo chân người khác cùng đi tiến cổ võ giới a. Cái này cổ võ giới có thể không phải ai đều có thể đủ tùy tiện đi tới. Diệp Thần Phong nhìn Tôn Mỹ Cầm cùng Diệp Đông Hoa, hỏi, ba mẹ. Chúng ta đều dùng vì hai người các ngươi đã không trên đời này, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở cổ võ giới. Đồng thời các ngươi thật giống như cùng cái này Trấn Thiên Môn có quan hệ gì. Vừa rồi Diệp Thần Phong thế nhưng nghe được Trần Tử Kiệt xưng hô cha mẹ hắn tiểu thư cùng đại thiếu gia, cho nên hắn mới có một cái nghi vấn như vậy. Tôn Mỹ Cầm thở dài một hơi, nói rằng, Thần Phong, kỳ thực ta nguyên bản chính là cổ võ giới người, phụ thân ta, cũng sẽ là của ngươi ngoại công. Là Trấn Thiên Môn trưởng môn. Rất nhiều năm trước, lúc đó ông ngoại ngươi còn không có đảm nhiệm Trấn Thiên Môn chức trưởng môn thời gian, hắn đã từng mang theo ta đi thế tục giới du ngoạn, từ khi đó ta tự thích thế tục giới. Ta nguyên bản chính là một cái không thích đả đả sát sát người, cho nên ta cho rằng thế tục giới sinh hoạt thích hợp hơn ta, sau lại ta tại thế tục giới biết phụ thân của ngươi, đồng thời chúng ta hai cái rất nhanh thì yêu nhau. Khi đó phụ thân ta, ca ca của ta Vân sở hữu thân nhân đều phản đối môn này hôn sự, thế nhưng ta khư khư cố chấp. Đến cuối cùng bọn họ cũng tự mặc cho ta, chỉ là bọn hắn nhượng ta không thể đủ tiết lộ mình là cổ võ giới chung thân phận của người. Cho nên phụ thân ngươi, ngươi tiểu thúc, còn ngươi nữa ra ra đều không biết thân phận của ta. Tôn Mỹ Cầm điều chỉnh thoáng cái tâm tình, tiếp tục nói, kỳ thực trước đây từ tại trường tai nạn xe cộ chung người cũng không phải ta và phụ thân của ngươi. Trước đây Trấn Thiên Môn trong lúc vô tình nhận được Huyền Thiên Môn muốn khống chế kinh thành Tống gia nhúng chàm thế tục giới quyền lợi âm mưu, mà bọn họ đệ nhất cái hạ thủ đối tượng chính là chúng ta Diệp gia, cho nên ông ngoại ngươi tự cũng bí mật phái ba gã cao thủ đi trước thế tục giới. Ba gã cao thủ tại đạt được thế tục giới sau, trải qua nhiều lần bí mật điều tra mới biết được Huyền Thiên Môn cùng Tống gia đầu tiên muốn bắt ta và ngươi phụ thân hạ thủ. Vì vậy ba gã cao thủ trước đó chuẩn bị xong hai cỗ hình dáng đặc thù cùng chúng ta không sai biệt lắm thi thể, đem chúng ta hai cái cứu xuống,
mà các ngươi nhìn đến chết tại tai nạn xe cộ chung hoàn toàn thay đổi, là ba gã cao thủ sớm tự chuẩn bị xong thi thể. Ta và ngươi phụ thân được cứu xuống sau đó, liền bị trực tiếp mang vào cổ võ giới, chúng ta muốn lần nữa trở lại thế tục giới, thế nhưng ông ngoại ngươi không đáp ứng. Dù sao Huyền Thiên Môn tại cổ võ giới là nhất lưu thế lực, Trấn Thiên Môn đắc tội không nổi Huyền Thiên Môn, nếu như bị Huyền Thiên Môn biết chúng ta hai cái còn sống, nếu như bị Huyền Thiên Môn điều tra được Trấn Thiên Môn từ đó tham gia. Như vậy cuối cùng không những Trấn Thiên Môn sẽ gặp phải Huyền Thiên Môn trả thù, thậm chí là Trấn Thiên Môn hội bị trực tiếp hủy diệt, dù sao Trấn Thiên Môn tại cổ võ giới chung chỉ là một nhị lưu thế lực mà thôi. Cho nên phụ thân ta, ca ca của ta Vân, Vân tất cả mọi người không đồng ý nhượng chúng ta trở lại thế tục giới, mà chỉ dựa vào ta và ngươi phụ thân hai người năng lực lại căn bản không có cách gì trở lại thế tục giới, cho nên chúng ta hai cái chỉ có thể lưu tại Trấn Thiên Môn trong, mỗi ngày đều nghĩ đến muốn thế nào ly khai cổ võ giới. Thần Phong, ngươi có thể hay không trách chúng ta? Kỳ thực ta cũng rất hận bản thân, vì sao không thể đủ bồi tại con trai bên người? Hận chính hắn một mẫu thân vì sao như thế vô dụng? Tôn Mỹ cầm nước mắt không ngừng chảy ra viền mắt. Bởi Trấn Thiên Môn tại thế tục giới không có thế lực tồn tại, cho nên Diệp Thần Phong cùng Huyền Thiên Môn ân oán, Diệp Thần Phong cùng Lãnh Hải Các ân oán, cùng với Diệp Thần Phong diệt tống ra sự tình, Trấn Thiên Môn ở đây đều không có thu được bất luận cái gì tin tức. Nguyên bản Tôn Mỹ cầm người nhà tự đối với nàng cái này cái cọc hôn sự rất phản cảm, bọn họ trước đây có thể tại khẩn yếu quan đầu mạo hiểm đắc tội Huyền Thiên Môn nguy hiểm. Tướng Tôn Mỹ Cầm cùng Diệp Đông Hoa cứu được đã coi như là một cái đặc biệt không chuyện dễ dàng, đến nỗi thế tục giới Diệp ra sự tình, dùng Trấn Thiên Môn cái này nhị lưu môn phái thật là không quản được. Ba mẹ, ta sẽ không trách các ngươi, ta bây giờ không phải là rất tốt sao? Ngươi cũng không phải thương tâm, lại khóc không muốn trường nếp nhăn. Diệp Thần Phong an ủi mẹ của hắn. Tôn Mỹ Cầm nín khóc mỉm cười, Thần Phong, ngươi bây giờ miệng thế nào biến được ngọt như vậy? Ta cũng hy vọng ngươi không nên trách Trấn Thiên Môn, không nên trách gia gia của ngươi, ngươi cậu bọn họ cũng là khó xử của mình. Diệp Thần Phong cũng biết Tôn Mỹ Cầm nói là sự thực, Trấn Thiên Môn tại cổ võ giới chung dù sao tài thuộc về nhị lưu phạm trù, nếu như ngạnh muốn cùng nhất lưu Huyền Thiên Môn đối kháng, cuối cùng rất có thể Trấn Thiên Môn từ trên xuống dưới hội toàn bộ bị tàn sát hoàn tất, cho nên Trấn Thiên Môn tại cứu Tôn Mỹ Cầm cùng Diệp Đông Hoa sau. Không có tham gia Diệp ra sự tình cũng là hợp tình hợp lý, lại nói coi như Trấn Thiên Môn không có lãnh huyết tới cực điểm, cho nên Diệp Thần Phong đúng Trấn Thiên Môn tịnh không tồn tại phản cảm. Cho dù có, cũng nhìn tại mẫu thân hắn Tôn Mỹ Cầm mặt mũi tiêu thất. Mỹ Cầm, nếu bây giờ Thần Phong đều đi tới cổ võ giới, như vậy chúng ta cũng không sai biệt lắm có thể trở về đến thế tục giới đi, ta thế nhưng tại ở đây hoàn toàn chịu đủ rồi. Diệp Đông Hoa có chút khó chịu nói rằng, có lẽ Diệp Đông Hoa như vậy chút nào không thực lực người, tại cổ võ giới cái này loại dùng thực lực phi tôn địa phương, nhất định là không bị người chính diện đối đãi, cho nên hắn tài nghĩ phải mau sớm ly khai cổ võ giới. Đông Hoa, người gấp cái gì? Chúng ta trước mang theo Thần Phong đi gặp hắn một chút ông ngoại của, hiện tại bọn họ nên đều tại Trấn Thiên Môn trong đại điện, ngày hôm nay hình như có khách nhân nào muốn tới chúng ta Trấn Thiên Môn. Tôn Mỹ Cầm nói rằng, Diệp Thần Phong vừa vặn muốn tìm hiểu Hàn Sơ Tuyết tin tức ni. Đi gặp một lần hắn chẳng bao giờ gặp gỡ ông ngoại của đảng thân thích cũng tốt, dù sao muốn tìm hiểu Hàn Sơ Tuyết tin tức, còn muốn mượn trợ đến Trấn Thiên Môn thế lực. Nhìn đến Diệp Thần Phong không có phản đối, Tôn Mỹ Cầm lập tức lôi kéo Diệp Thần Phong hướng tới Trấn Thiên Môn đại điện đi, Diệp Đông Hoa chỉ có thể lần nữa đi theo cái này mẹ con hai phía sau. Nương Tôn Mỹ Cầm mang theo Diệp Thần Phong đi tới Trấn Thiên Môn đại điện thời gian. Chỉ thấy đại điện ngay chính giữa phía trước nhất trên một cái ghế ngồi một gã 60-70 tuổi lão nhân, cái này vị lão nhân chính là phụ thân của Tôn Mỹ Cầm Tôn Dương An. Tại đại điện bên trái cái ghế ngồi hai trung niên nam nhân, cái này hai trung niên nam nhân là Tôn Mỹ Cầm ca ca, Tôn Chính Trực cùng Tôn Chính Nghĩa, tại Tôn Chính Trực cùng Tôn Chính Nghĩa bên cạnh còn đứng một nam một nữ, này cùng Diệp Thần Phong tuổi không sai biệt lắm. Bọn họ theo thứ tự là con trai của Tôn Chính Trực Tôn Hằng Phi cùng Tôn Chính Nghĩa nữ nhi Tôn Hiểu Lệ. Đương đại người trong điện nhìn đến Tôn Mỹ Cầm cùng Diệp Đông Hoa đi đến, đồng thời thấy được Tôn Mỹ Cầm dắt một người trẻ tuổi tay, ngồi ở chủ vị Tôn Dương An dẫn đầu mở miệng hỏi, Mỹ Cầm, thanh niên nhân này là? Tôn Mỹ Cầm tướng Diệp Thần Phong kéo đến Tôn Dương An trước mặt,
nói rằng, ba, cái này là nhi tử của ta Diệp Thần Phong a. Cũng là của ngài thân ngoại tôn. Tiếp theo, Tôn Mỹ Cầm lại đem Diệp Thần Phong kéo đến Tôn Chính Trực cùng Tôn Chính Nghĩa trước mặt, giới thiệu, Thần Phong, hai vị này là của ngươi đại cứu cùng nhị cứu, đứng ở bên cạnh họ là ca ca của ngươi cùng tỷ tỷ, các ngươi thanh niên nhân sau đó có thể phải thật tốt quen thuộc quen thuộc. Trước đây Tôn Mỹ Cầm vi phạm cha nàng cùng ca ca đảng ý nguyện của người, khư khư cố chấp muốn cùng Diệp Đông Hoa kết hôn, một lần có thể dùng Tôn Mỹ Cầm cùng nàng thân nhân quan hệ sơ viễn, nàng vẫn muốn lần nữa dung nhập cái nhà này bên trong. Diệp Thần Phong cảm nhận được Tôn Mỹ Cầm cường liệt ý nguyện, hắn cái này làm con trai làm sao có thể đủ nhượng mẹ của hắn thất vọng ni. Cho là hướng về phía vị trí đầu não thượng Tôn Dương An, chúc chắc hô một tiếng, ngoại công. Ngược lại. Lại hướng về phía Tôn Chính Trực cùng Tôn Chính Nghĩa hô một tiếng, đại cứu, nhị cứu. Người ở chỗ này đều có chút mơ mơ màng màng, còn không có từ Tôn Mỹ Cầm giải thích chung phản ứng qua đây ni. Trái lại đứng tại Tôn Chính Trực bên cạnh Tôn Hằng Phi, có chút khinh thường lên tiếng, đại cô, cái này vị thật là con của ngươi. Đệ đệ của ta sao? Không phải trước nghe ngươi nói ta vị đệ đệ này mắc phải kinh hoàng chứng, như thế một người làm sao có thể đi tới cổ võ giới chung? Đứng tại Tôn Chính Nghĩa bên cạnh trường được khá vì xinh đẹp Tôn Hiểu Lệ, nàng là vẻ mặt cao ngạo nói, đại cô, ta nhưng cho tới bây giờ không cho là mình tại thế tục giới còn có một cái đầu óc có chút vấn đề, thân thủ coi như là linh đệ đệ. Nghe vậy, đứng tại Tôn Mỹ Cầm bên cạnh Diệp Thần Phong không sao cả nhún vai, khóe miệng hiện ra một vòng như có như không lạnh giá dáng tươi cười, có vẻ như hắn không quá được hoan nghênh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 33.